Chương 144, khảo sát để tiến vào vòng tròn. À, mới vừa rồi ở phòng hát quá ồn nên không nghe thấy. Được rồi, vậy thì uống trà. Diệp Phàm nhận lời, bản thân mình vừa mới nhận chức phó chủ tịch thị trấn, chưa có quan hệ bạn bè tốt với ai, ở trong thị trấn giống như người mù. Quan hệ với Tần Chí Minh cũng chưa thật thân thiết, những đảng ủy viên khác lại càng không quen. Hắn cũng định mấy ngày nữa sẽ dần dần thiết lập quan hệ, có thể phối hợp công tác cùng với mọi người. Nếu như cô lập quá thì sau này triển khai công tác là không thể được. Diệp Mậu Tài nghe nói là đồng minh với Thái Đại Giang, nhưng đôi lúc cũng làm loạn một chút. Người này vốn chưa quyết định theo ai nên tranh thủ tình cảm biết đâu sau này sẽ có khi dùng đến. Diệp Mậu Tài cũng có ý nghĩ như vậy, Diệp Phàm mới vừa lên chức, do đích thân bí thư Lý đẩy lên. Tuy nhiên anh họ Trung Minh Nghĩa của y cũng đoán Diệp Phàm không phải là thân tín của Lý Hồng Dương, y chỉ tạm thời lợi dụng hắn để lấy được 200 vạn của tập đoàn Nam Cung cùng với lợi ích lớn hơn. Nói trắng ra Diệp Phàm trước mắt chính là một con cờ kiếm được tiền của Lý Hồng Dương, có xu hướng trở thành thân tín. Nhưng thằng nhóc này còn trẻ, rất dễ dao động, nếu như có thể dùng ít thủ đoạn cộng thêm lợi ích biết đâu lại đem được hắn ra khỏi vòng tay của Lý Hồng Dương về bên mình. Trước mắt, bí thư đảng đoàn Trung Minh Nghĩa còn có trách nhiệm nặng nề lôi kéo tay chân cho chủ tịch thành phố La Hạo Thông ở Ngư Dương. Tất cả mọi người có tiềm năng đều được xem xét. Ở thị xã cấp 1 mà nói thì chính là một vài đảng ủy viên, ở huyện thì không dễ kéo người, có thể làm được thường vụ huyện ủy thì cũng không phải là đèn cạn dầu. Tuy nhiên cũng có thể kết minh với vài phó chủ tịch huyện có tiềm lực vào thường vụ, Trung Minh Nghĩa gần đây hoạt động rất tích cực. Diệp Phàm chỉ mới là một phó chủ tịch thị trấn kiêm đảng ủy viên, vốn là không đủ tư cách lọt vào cặp mắt của Trung Minh Nghĩa, tuy nhiên em họ Diệp Mậu Tài ở thị trấn Lâm Tuyền sau này nếu như có thể bước thêm một bước lên chủ tịch thị trấn thì phải tiến hành xây dựng ban bệ. Đầu tư cho tương lai là rất quan trọng, Diệp Phàm rất có tiềm lực, hơn nữa còn rất trẻ nên là một nhân tài có thể phát triển, vì thế mới được tiến vào vòng khảo nghiệm của Trung Minh Nghĩa, tuy nhiên phân lượng không lớn, chỉ xếp hạng cuối trong mấy người. Những người phía trước dĩ nhiên là các cán bộ cấp phó phòng, trưởng phòng, còn Diệp Phàm may mắn mà lên được vị trí phó chủ tịch thị trấn xem là một trưởng phòng thì còn non. Trước mắt Trung Minh Nghĩa cứ vất củ cà rốt cho hắn, ở Lâm Tuyền cũng có tác dụng nhất định. Không lâu thì hai người đến Bách Vị Các. Ha ha, phó chủ tịch Diệp, chúng ta cùng là cán bộ một chỗ, lại là cùng họ, 500 năm trước còn là người một nhà, khả năng là rất thân. Vậy thì hôm nay ngồi một chỗ uống trà đi. Diệp Mậu Tài tự mình đi ra mở cửa đón. Ha ha, có thể lắm, lại đúng là lần đầu tiên. Sau này còn có cơ hội giao lưu phải không, dù sao chúng ta cũng là người trong nhà. Diệp Phàm tự nhiên cũng cười nói đưa đẩy, đối phương ngay cả chuyện 500 trước cũng đưa ra, thoáng cái đã giống như lão bằng hữu, khiến hắn không khỏi cảm khái nghĩ lại trước kia như một con côn trùng đáng thương nằm ở xó xỉnh thôn Đập Thiên Thủy. Có khi trở về thị trấn Lâm Tuyền thì trên căn bản không ai biết mình. Có khi gặp ở phòng làm việc còn tưởng rằng mình là cán bộ thôn tới làm việc. Khi đó thứ người đảng ủy viên cao cao tại thượng như Diệp Mậu Tài làm sao chịu cùng mình ngồi uống trà, còn nói gì là 500 năm trước là người một nhà, vân vân. Cho dù là nhìn thấy mặt Diệp Phàm thì cũng là gật đầu chào theo thói quen, giờ địa vị thay đổi thì tự mình ra mở cửa, tuy nhiên biểu hiện của y cũng quá khác thường. Chuyện gì quá khác thường chắc chắn có điều mê hoặc, Diệp Phàm nảy sinh cảnh giác, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Ba người cùng ngồi xuống, uống mấy chén trà xanh. Diệp Phàm cũng không vội, trầm ổn ôm cần đợi cá, chờ đến lúc Diệp Mậu Tài mở miệng, lại y tới tìm mình nên cứ để đối phương nói trước. Phó Chủ tịch Diệp, vị này là Phó Giám đốc Phí Trầm Tường của công ty Võ Thần. Tối nay y mời khách, muốn kết giao với Phó Chủ tịch Diệp, tôi liền đứng giữa bắc cầu. Diệp Mậu Tài nhiệt tình giới thiệu. Phí Trầm Tường lập tức đứng lên cười híp mắt đưa một tờ danh thiếp. Phó Chủ tịch Diệp, sau này có cần công ty chúng tôi công ty xuất lực cứ việc nói một câu là được. Cũng xin mời Phó Chủ tịch Diệp chiếu cố cho công ty Võ Thần. Chiếu cố, công ty các anh là công ty lớn, còn đợi để một Phó Chủ tịch thị trấn nho nhỏ như tôi chiếu cố sao? Ha ha, quá lời rồi. Diệp Phàm tiện tay nhận lấy danh thiếp, cười nhẹ không nóng không lạnh, căn bản là không có ý định chiếu cố cái gì cả. Phó Chủ tịch Diệp. Công ty Võ Thần chúng tôi chẳng những hoạt động về bên kiến trúc mà kinh doanh chủ yếu chính là bên xây dựng dân dụng và công nghiệp, kiêm cả các cấu kiện xi măng đúc sẵn, lắp đặt thủy điện, vật liệu xây dựng. 5 năm trước mới vừa thành lập thì đạt chất lượng cấp 4,
năm 1994 nâng lên thành xí nghiệp kiến trúc cấp 3. Năm ngoái công ty chúng tôi đặc biệt thành lập một chi nhánh cầu đường, chú trọng thi công các đường quốc lộ, cầu, tòa nhà làm việc của Lâm Tuyển các anh là do công ty Võ Thần tiếp nhận, không tệ chứ. Chất lượng rất cao. Phí Trầm Tường giới thiệu vẻ hơi đắc ý. Cao cái rắm, tầng cuối nghe nói vừa xây xong thì đã thấm nước, vách phòng làm việc có khi rơi xuống từng mảng, xây dựng vậy mà cũng kêu là tốt nữa sao, vậy thì trên thế giới còn ai không xây tốt nữa. Diệp Phàm cười lạnh trong lòng, cuối cùng cũng hiểu là người ta có ý với con đường tại thôn Đập Thiên Thủy. Kỳ quái, con đường hiện giờ còn chưa công khai, bọn họ lấy được tin tức ở đâu, chẳng lẽ là đám Lý Tuyên Thạch lộ ra. Điều này không thể, vì thế sẽ làm mất chén cơm của bọn họ, không thể hành động ngu xuẩn như vậy. Có lẽ là Thái Đại Giang hoặc đám thường vụ trên huyện, cái này thì phiền phức rồi. Nếu quả thật đem công trình 200 này ra ngoài thì quả thật đau đầu. Ngay vào lúc này, máy điện thoại của Diệp Mậu Tài vang lên, liền đi ra ngoài trả lời điện thoại. Rốt cuộc có chuyện gì nói thẳng đi, ngày mai tôi còn phải lên tỉnh. Diệp Phàm thấy Diệp Mậu Tài đi ra ngoài liền nói thẳng. Tôi đã nói thẳng rồi đấy. Chỉ hy vọng Phó Chủ tịch Diệp đem con đường từ Lâm Tuyền tới thôn Đập Thiên Thủy chỉ định thầu cho công ty Võ Thần chúng tôi. Giám đốc Phí chúng tôi có nói sẽ cho Phó Chủ tịch Diệp hai phần cổ phần danh nghĩa, đừng coi đó là thấp, ít nhất phải là con số này. Phí Trầm Tường đưa ra hai ngón tay. Chết tiệt, hai phần cổ phần danh nghĩa chắc là 20 vạn, tổng vốn đầu tư có 200 vạn mà làm vậy thì chắc các ngươi lời một nửa rồi, như vậy thì đường còn ra cái gì nữa. Mẹ kiếp, 100% là sẽ thành một khối bã đậu, nếu là như vậy thì ông mày sẽ bị người thôn Đập Thiên Thủy nguyền rủa mà chết, xem ra công ty Võ Thần cũng không tốt lành gì. Diệp Phàm nghĩ rất nhanh rồi cảm thấy nóng bừng trong lòng, lửa giận thiếu chút nữa đã bốc lên huyệt bách hội. Hắn lạnh lùng nói, thật xin lỗi, tôi không biết con đường từ Lâm Tuyền tới thôn Đập Thiên Thủy lại chuẩn bị sửa chữa. Tuy nhiên cấp trên đưa cho 10 vạn thì anh xem sửa cái gì. Chắc chỉ gọi mười mấy thôn dân ra đào mấy cái rãnh là xong, đâu cần phiền gì đến công ty kiến trúc đến đây. Diệp Phàm uyển chuyển. Ha ha, Phó Chủ tịch Diệp, anh cũng không cần nói vậy, những chuyện này công ty chúng tôi rõ nhất. Phí Trầm Tường đắc ý dựng thẳng ngón tay lên trời, ý bảo trên kia chúng tôi có người nên đã biết từ lâu rồi. Người này còn khoe khoang, tiện tay móc ra từ ví một cái phong bì căng phồng, đoán chừng có 2 vạn đồng chừng. Một chút lòng thành để mua rượu uống, sau khi làm xong sẽ cấp luôn một nửa tiền mặt, quyết không sai lời. Thật xin lỗi, vô công bất thụ lộc, xin mời thu hồi đi. Diệp Phàm trầm mặt. Phó Chủ tịch Diệp, anh có ý gì? Đừng cho mình là một phó chủ tịch thị trấn thì là oai, nhìn xa hơn đi, cán bộ như anh ở Ngư Dương này không có 1.000 cũng có 800. Hừ, không thức thời, để tôi xem anh oai được bao lâu. Mẹ kiếp. Phí Trầm Tường nhướng mày. Có lẽ do quá uất mà cái nốt ruồi trên má giật giật, đem phong bì cất vào ví rồi cười lạnh, cuối cùng còn dặn ra một câu thô tục rồi hung hăng đá sầm cửa bước ra ngoài. Chương 145, nhớ là Phó Chủ tịch Diệp đánh người. Ngày đó Tiểu Lục ở quán cơm Xuân Hương đã tận mắt nhìn thấy người được coi như là đại ca thứ tư của Lâm Tuyền là Tiếu Đại Xuyên vậy mà bị thằng danh Diệp nhẹ nhàng dùng một đôi đũa trúc đánh gãy tay. Sau đó đến bệnh viện bó bột thì đúng là nứt xương, hung khí chỉ là một đôi đũa trúc. Sau này có lần Tiểu Lục uống rượu say tiết lộ, tuy nhiên đám đàn em đều cho là gã bốc phét, ai có thể tin có người nào dùng một đôi đũa trúc có thể đánh gãy tay Tiếu Đại Xuyên luyện võ mười mấy năm, đánh chết người ta cũng không tin. Thảm hại hơn chính là thằng danh họ Diệp này chẳng những xưng huynh gọi đệ với giám đốc sở công an Triệu Thiết Hải mà còn là anh em với người sắp lên cục trưởng cục công an huyện là Chu Bách Thành, cục trưởng Chu đối với hắn còn tốt hơn cả đối với Triệu Thiết Hải. Báo hại lúc ấy Tiếu Đại Xuyên đen theo một giây. Ăn một cái tát của hổ ra, bị đánh gãy xương tay còn phải cúi đầu xin lỗi thằng danh Diệp. Tiểu Lục cũng không muốn trở thành người Tiếu Đại Xuyên thứ hai, nếu vậy thì e còn thảm hơn cả Tiếu Đại Xuyên. Làm sao vậy, thằng nhóc, chạy đến đây làm gì? Tiêu Hổ Thạch thấy gã hớt hải chạy đến thì quát lớn. Hổ, hổ ra, Diệp, Phó Chủ tịch Diệp ngồi bên trong. Tiểu Lục lắp bắp. Diệp Mậu Tài sao ngu vậy, dù thế nào cũng không được làm loạn chứ. Tiêu Hổ Thạch cũng hơi hốt hoảng đi vào. Đến nơi thì thấy Diệp Mậu Tài, đang định hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng liếc một cái thì lập tức sải bước đến trước mặt Diệp Phàm khiêm tốn mời một điếu thuốc. À, là anh Diệp à? Ừ, làm sao, ông chủ Phí gọi anh tới,
nếu như chưa hết giận thì tôi còn ngồi đây, anh cứ tát vài cái cho thoải mái đi. Diệp Phàm rít nhẹ một hơi thuốc, nhìn qua Phí Trầm Tường đang há hốc miệng, lạnh lùng. Thằng em Tiếu, đánh chết nó cho anh, cứ một đấm 50 đồng, đánh. Phí Trầm Tường uất hận kêu lên, cậy sau lưng có anh họ Phí Mặc trống lưng sao phải sợ một phó chủ tịch thị trấn. Tuy biểu hiện vừa rồi của Tiêu Hổ Thạch làm y cũng hơi giật mình nhưng y tin Tiêu Hổ Thạch không thể bỏ qua mình, phân lượng của mình và Diệp Phàm trong lòng Tiêu Hổ Thạch quá khác biệt. Phí Trầm Tường tuyệt đối tin tưởng mình, Tiêu Hổ Thạch có biết phó chủ tịch Diệp cũng bình thường, cùng ở trong một thị trấn thể nào chẳng gặp mặt. Anh Diệp, anh nói gì vậy? Chắc là ông chủ Phí hồ đồ, chắc uống hơi nhiều, Tiểu Lục, còn không mau đưa ông chủ Phí về nghỉ ngơi. Tiêu Hổ Thạch ra hiệu cho đám Tiểu Lục. Bọn này cũng không phải người ngu xuẩn nên lập tức tiến lên ôm xốc Phí Trầm Tường lôi tuột ra ngoài như một con chó. Tiểu Lục thấy Phí Trầm Tường còn muốn mạnh miệng đoán chừng còn muốn mắng, sợ biết đâu Diệp Phàm lại mất hứng nên vội vàng đưa tay bịt miệng ông chủ Phí rồi vội vàng tống ra khỏi Bách Vị Các. Anh Diệp, quấy rầy rồi, hôm nào tôi mời khách. Tiêu Hổ Thạch gật đầu hơi khom lưng cút thẳng. Cảnh tượng diễn ra làm Diệp Mậu Tài đang muốn xem kịch hay không nhịn được buồn bực, nghĩ thầm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà một thằng danh 18 tuổi lại để cho một lão đại lâm tuyền như Tiêu Hổ Thạch phải e nề? Không lẽ sau lưng thằng nhãi danh này có ai, không phải là chó ngáp phải ruồi được người ta cho 200 rồi huyện mới cho làm quan sao, chuyện này đúng là có mùi lạ. Phải đánh giá lại thằng danh này mới được, nếu không lại lật thuyền trong mương thì thật là mất mặt. Ha ha, cậu em Diệp, chỉ do ngoài ý muốn thôi, Phí Trầm Tường uống nhiều quá. Để sáng mai tôi bảo y tới xin lỗi, làm sao mà có thể mắng người được. Diệp Mậu Tài xoa dịu. Ừ, một chút chuyện nhỏ cần gì phải nói xin lỗi, bỏ đi. Diệp Phàm cười cười, trong lòng cũng rủa thầm, mẹ kiếp. Diệp Mậu Tài không tốt lành gì, mới vừa rồi định bêu xấu anh mày hả. May là mình còn chế áp được Tiêu Hổ Thạch, nếu không cả ngày mai cả thị trấn Lâm Tuyền nhất định sẽ truyền đi tin tức là phó chủ tịch Diệp Phàm đánh lộn cùng Du Côn. Ảnh hưởng sẽ vô cùng ác liệt, tuy nhiên tên Phí này dường như là có chút lai lịch, có cơ hội phải điều tra thêm. Ra khỏi Bách Vị Các, Diệp Phàm nói là muốn đi dạo bên suối, đang đi thì nhớ đến Trần Khiếu Thiên, hiện giờ ông lão này dù sao cũng đi theo mình nên phải nghĩ cách cứu ông ta ra, nếu không theo như quy định chắc cũng phải bóc lịch 4, 5 năm. Anh Vu à, em là Diệp Phàm đây, có cách gì để giảm hình phạt cho Trần Khiếu Thiên hoặc cho hưởng án treo không vậy? Diệp Phàm gọi điện thoại. Trần Khiếu Thiên có bà con gì với em à? Vu Kiến Thần hơi ngạc nhiên. Không có, ông già này có thể trị được bệnh cho Nam Cung Cẩm Thần, tuy nhiên điều kiện là giảm hình phạt hoặc coi như tha bổng. Em giờ chịu trách nhiệm thu hút đầu tư, làm sao có thể kéo được tập đoàn Nam Cung đến nơi hẻo lánh Lâm Tuyền này đây, vì thế chỉ có dùng con đường chữa bệnh rồi. Nếu như Trần Khiếu Thiên quả thật có thể trị lành cho Nam Cung Cẩm Thần, biết đâu chủ tịch Nam Cung sẽ nổi hứng đầu tư vào đây. Diệp Phàm nói láo, dĩ nhiên là không đả động gì đến phương diện cao thủ võ thuật Trung Quốc. Đối với tuyệt đại đa số người Hoa Hạ mà nói thì võ giả tuyệt đối là truyền thuyết, chỉ có trong TV mà thôi. Vu Kiến Thần là một phó cục trưởng cục công an có lẽ sẽ hiểu biết hơn nhưng hắn không muốn y biết mình là một người tập võ. À, nói cũng phải, thằng em vừa lên chức dù sao cũng phải làm ra chút thành tích. Nếu không thì cái mũ quan lung lay rồi. Nếu muốn giảm án thì phải lập công, em có thể khuyên nhủ Trần Khiếu Thiên xem có thể làm được gì không, chẳng hạn như chuyện tập đoàn Nam Cung rồi hãy lên tiếng. Nếu được thì bên anh lúc trình hồ sơ lên viện kiểm sát sẽ động tay một chút để giảm nhẹ tội, có thể cho hưởng án treo, tối thiểu cũng được giảm án. Vu Kiến Thần dù sao cũng là lão luyện, nói ngay vào chỗ trọng tâm. Lập công, được rồi. Sáng ngày kia mình sẽ đến thành phố Mặc Hương xem có thể bảo Trần Khiếu Thiên lập ra được công lao gì không. Diệp Phàm vui mừng, nói không chừng thì loại người như Trần Khiếu Thiên có thể biết được chút gì bí mật của Hoa Hạ, tuy nhiên hy vọng không lớn, dẫu sao cũng phải thử. Đêm khuya, một sắc lang lén lút chui vào quán Xuân Hương, Diệp Phàm cảm giác mình gần đây ngày càng càng mê luyến thân thể khiêu gợi siêu cấp của Phạm Xuân Hương, chỉ cần buổi tối ở thị trấn Lâm Tuyền là trong người bứt rứt. Cứ phải phát tiết trên người Phạm Xuân Hương thì mới thanh thản. Sau khi vào quán, Diệp Phàm chui tọt lên lầu. Phạm Xuân Hương chỉ mặc một cái quần lót cẩn thận xoa bóp cho hắn làm Diệp Phàm cảm giác đặc biệt thoải mái. Đang thiêu thiêu thì bàn tay của Xuân Hương chạm trúng đầu rồng làm hắn mở bừng mắt. Xuân Hương hoảng sợ đỏ bừng cả mặt,
thầm nghĩ sao nó vừa ra được mười mấy phút mà đã dựng lên lại rồi. Ai ra, cây gậy này lại muốn sinh sự, nghĩ đến phía dưới của mình còn đau nhức thì cô vội vàng định đi vào phòng vệ sinh để cho nó không còn mục tiêu công kích. Tuy nhiên đã quá muộn, một cánh tay đã nhẹ nhàng ôm Thái Tây Thi kéo vào trong ngực. Tại sao, anh chết đi, không được, em còn đau đấy. Thái Tây Thi vặn vẹo trong ngực Diệp Phàm, lại càng khơi dậy nhiệt huyết của, hắn xoay người một cái thì đã để cô nằm dưới, trong phòng thoáng chốc đã tràn ngập xuân tình ấm áp. Chương 146, Ngư Dương Tứ Hổ. Cuối cùng cũng ngừng công kích, Thái Tây Thi giống như một con tôm chân mềm nghiêng người dựa vào người Diệp Phàm, đôi mắt xinh đẹp như tơ, đập lên vai một cái hử nói. Anh Diệp, anh mạnh quá. Em, một mình em chịu không nổi. Tốt nhất là tìm một người, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị anh hại chết. Thoải mái không? Diệp Phàm mỉm cười nhẹ nhàng sờ vào đỉnh núi ở trước ngực. Thoải mái, nhưng chính là không chịu được, anh đúng là quá đặc biệt. Lớn hơn người khác một chút. Cô Thái Tây Thi liếc nhìn cây gậy thô ráp cực lớn của Diệp Phàm có chút sợ hãi, có chút run sợ, nhưng lại cảm thấy vô cùng phức tạp, không nói rõ ra được là cái gì, vừa vui sướng vừa có chút sợ hãi. Được rồi, vậy em hãy giới thiệu cho anh một người, lôi kéo hơn cả rồng phượng. Diệp Phàm đùa giỡn, cười nói không dứt, thầm nghĩ, cuộc đời tự đắc cứ mặc sức mà vui chơi. Đến đi, càng nhiều càng tốt, anh không chê nhiều đâu. Anh nói thật sao, em thật sự sẽ tìm cho anh, hơn nữa còn là một cô gái non nớt, tuyệt đối là đại khuê nữ chính tông. Anh không phải rất giàu sao, nuôi thêm một người cũng không có vấn đề gì. Chủ nhiệm thôn của thôn chúng ta ở trong thôn đã làm mấy người rồi, toàn là vợ của người ta. Cô Thái Tây Thi hi hi cười nói. Có chủ nhiệm thôn châu bò như vậy sao, hắn tên là gì, lúc nào có thời gian thì phải tới hỏi thăm học hỏi một chút kinh nghiệm gì đó mới được. Diệp Phàm cũng cảm thấy thích thú, cười hắc hắc dâm đãng không thôi. Cách ngay thôn Đập Thiên Thủy không xa, có một thôn tên là Thạch Bình Tắc, chủ nhiệm thôn tên là Mã Cái Thiên. Người trong thôn chúng em đều gọi hắn là Mã Thiên Vương. Nói là một bàn tay của hắn có thể che đậy toàn bộ thôn trang của Thạch Bình Tắc, trong thôn không có ai không sợ hắn. Thường xuyên nhân lúc đàn ông nhà người ta không ở nhà chui vào trong chăn vợ người ta. Còn có người nói trong thôn có mấy đứa bé, đều là hạt giống của hắn, nhưng hình như cũng bị chồng nhà người ta từ trong chăn trực tiếp đánh ra mấy lần rồi. Hình như có lần còn là mất sạch quần áo, ha ha. Trong đôi mắt của cô Thái Tây Thi tựa hồ cũng có chút sợ hãi đối với trưởng thôn Mã. Có phải hắn cũng chú ý đến em rồi không? Trong lòng Diệp Phàm run lên hỏi. Khi chồng cũ còn sống, hắn cũng có qua lại trước nhà em mấy lần, nhưng có lần bị em hung hăng dội cho một thùng nước tiểu mắng đuổi đi. Sau đó em đến Lâm Tuyền mở cửa hàng, nhưng em trai em phạm võng được người trong thôn gọi là yêu côn, Mã Cái Thiên cũng có chút sợ cậu ấy. Mặc dù nói thỉnh thoảng cũng tới ăn bữa cơm gì đấy, nhưng ở thị trấn Lâm Tuyền hắn vẫn không dám làm gì cả. Thái Tây Thi nhẹ giọng nói. Không sao, có anh ở đây, Mã Cái Thiên anh sẽ khiến hắn thành vương bát, dám quấy rầy người con gái của anh, chán sống rồi có phải không? Ha ha! Diệp Phàm cười lạnh nói. Em biết, ngay cả loại đầu sỏ tam bá Lâm Tuyền cũng sợ anh, Mã Cái Thiên là cái gì? Thái Tây Thi nói rất dịu dàng muốn bỏ dậy nấu nước tắm cho Diệp Phàm. Nhắm mắt lại, tặng em một món quà. Diệp Phàm ra lệnh, Thái Tây Thi nghe lời nhắm mắt lại. Cô tưởng rằng Diệp Phàm lại muốn đưa cho cô quần áo mới gì đó. Mở mắt ra nhìn xem. Diệp Phàm cười nói, Thái Tây Thi có chút nghi hoặc nhận lấy một thứ gì đó giống như giấy chứng nhận. Không biết Diệp Phàm đưa cho mình cái gì. Thầm nghĩ cũng không phải là giấy kết hôn không có lớn như vậy. Khi vừa mở ra, khắp cả người thoáng cái trợn tròn mắt há hốc mồm, hai hàng lệ nóng hổi từ trên khuôn mặt chảy xuống. Diệp, anh Diệp, món quà này lớn quá, Xuân Hương không dám nhận. Em không cần. Cô Thái Tây Thi vội vàng đem tờ giấy chứng nhận nhét lại vào trong tay Diệp Phàm. Thì ra là giấy sở hữu bất động sản. Diệp Phàm âm thầm làm thành tên của Phạm Xuân Hương. Lúc ấy khi kêu Phạm Xuân Hương ký tên chỉ là lừa gạt nói cô làm người làm chứng, làm cô không hề nghĩ ngợi ký ngay, ai ngờ Diệp Phàm lại đưa căn nhà mua được tặng cho mình. Phạm Xuân Hương chưa từng xúc động và hạnh phúc như vậy, trong lòng ngọt ngào đến mức sắp có thể tràn ra nước mật ong, một luồng cảm giác ấm áp cực lớn bao trùm lấy bản thân,
lúc này nếu gọi cô đi chết thay Diệp Phàm, đoán chừng cô tuyệt đối sẽ đồng ý không chút nhíu mày. Không nói nữa, nhận lấy đi, tên đều đứng tên em rồi, anh còn có thể đổi lại được sao? Không thể cho em một danh phận, nếu ngay cả không mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc một chút, anh còn gọi là một người đàn ông được không? Em không cần cảm ơn, cũng không mắc nợ anh cái gì cả. Chính là anh mắc nợ em, mấy năm nữa em có muốn lấy chồng, anh cũng không ngăn cản em. Dù sao em mới 23 tuổi, đợi anh điều đi hãy tìm lấy một người. Ai, bốn phòng của tầng 2 toàn bộ đều được lắp đặt điều hòa rồi, tầng 3 của em cũng lắp thêm một cái lớn. Đây là hang ổ mới của chúng ta, cũng có thể nói là động phòng, đương nhiên phải làm tốt hơn một chút. Diệp Phàm thân thiết cười nói, khuôn mặt rất chân thành. Diệp, anh Diệp, hức hức hức, em không lấy chồng, vĩnh viễn làm một nhân tình của anh. Lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi thì hãy đến nghỉ ngơi một chút, em vĩnh viễn ở đây đợi anh. Thái Tây thì cũng không kìm được nghẹn ngào mấy tiếng, Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng cũng không nói gì. Trong một ngôi nhà kiểu tứ hợp viên sát cổng thành huyện Ngư Dương, lúc này Phí Trầm Tường đang nằm nghỉ, một phu nhân xinh đẹp đang dùng nước bó xương xoa nắn cho hắn miệng lẩm bẩm nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt còn dám động thủ đánh người, ông nhìn cái mông của ông xem, sắp sưng lên thành quả bóng rồi. Tôi nói ông Phí ông đấy, có phải ông trở nên ngốc nghếch rồi không? Tại sao không báo công an, dứt khoát bắt tên nhãi nhép họ Diệp đó lại? Đàn bà thì biết cái quái gì, đừng ở bên cạnh lượn đi lượn lại nữa. Tôi thấy thằng nhãi đó hình như có chút lai lịch, bằng không thiếu hổ thạch tại sao lại kính sợ hắn như vậy. Ở trước mặt người khác là ông hổ, ở trước mặt thằng nhãi đó hình như giống như một con khỉ, mẹ kiếp. Đầu năm nay thật là suối quẩy, ôi cái mông của tôi, bà không biết nhẹ tay một chút sao, cái mông của tôi sắp bị bàn tay thô ráp dã man của bà chà cho rách tan rồi. Phí Trầm Tường bất mãn kêu lên. Chà chà chà. Đi tìm bàn tay mềm mại của ai mà trà đi, đừng có tìm đến bà mày nữa. Phu nhân đó vung tay lên trà, mạnh mẽ trà sát mấy cái trên cái mông của Phí Trầm Tường làm y đau đến mức giống như heo bị chọc tiết. Được rồi, chuyện mấy năm trước bây giờ còn lại nhải nhắc đến nữa. Phí Trầm Tường bất mãn kêu lên. Chú, xảy ra chuyện gì vậy? Mông cũng sưng thành như vậy rồi. Lúc này có một thanh niên đẹp trai toàn thân đầy mùi rượu ngâm nga hát đi vào. Võ Vân, chú út của cháu là bị một tên nhãi danh tên là Diệp Phàm của thị trấn Lâm Tuyền đá trúng mông, chuyện này cháu phải làm chủ, chú ấy là vì chuyện của công ty Võ Thần mới bị thương. Cũng vô lý quá, xem nhà họ Phí ở Ngư Dương chúng ta thành gì rồi. Phu nhân đó giống như bắt được sao cứu tinh hô lên. Dứt khoát phải nói với cha cháu một tiếng, dạy cho tên họ Diệp đó một bài học, xem hắn còn uy phong cái gì. Được rồi Ngọc Mai, bà đừng ở bên cạnh lải nhải nữa. Ra ngoài đi, bưng lên cho Vũ Vân bát canh hạt sen, tôi và Vũ Vân nói chút chuyện. Phí Trầm Tường hừ nói. Hừ, tên nhãi nhép họ Diệp đó đúng là không biết điều. Công ty Vũ Thần của chúng ta, mấy năm nay cũng không phát sinh ra loại chuyện này. Hai ngày nữa cháu sẽ đích thân đi tìm hắn, nếu vẫn không biết điều sẽ kêu Hoàng Hải bằng chỉnh mấy con thiêu thân gì đó cho hắn nếm thử. Hắn không phải là tổ trưởng của tổ công tác cải cách nhà máy giấy sao? Cải cách cái rắm. Bố mày kêu hắn biến thành chó Nhật. Phí Vũ Vân miệng đầy mùi rượu hừ nói. Chà, chú thấy cháu cứ nói một tiếng với mấy anh em, kêu mấy huynh đệ đi dạy dỗ hắn một chút. Mẹ kiếp, Tiêu Hổ Thạch còn không ra gì, nhìn thấy tiểu tử đó giống như một con khỉ. Phí Trầm Tường hung hăng nói. Chuyện đó để sau hãy nói, chính là phía bên Hoàng Hải Bình cũng phải đợi sau khi tập đoàn Nam Cung đi rồi. Nếu đến lúc đó hắn không để lại cho công ty một con đường đi thì hãy làm ầm ĩ, hiện tại đừng gây chuyện gì quá ồn ào. Cha cháu có dặn dò, chuyện đại sự không thể làm rối loạn, nếu xảy ra chuyện gì, Trương Tào Trung và Lý Hồng Dương nhất định sẽ không bỏ qua cho người gây chuyện đâu. Sau khi tiền tới tay sẽ không sợ nữa, muốn dạy dỗ hắn thì có đến mấy ngàn loại cách. Chú út, chú hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhà nhà họ Phí chúng ta không phải là dễ ức hiếp. Bầu trời của Ngư Dương là bầu trời của nhà họ Phí chúng ta, hừ. Phí Vũ Vân đừng thấy hắn uống say, nhưng ở việc đại sự hắn cũng không hồ đồ, thằng danh này ở huyện Ngư Dương được người ta gọi là Ngọc Diện Lang Quân. Ngoài mặt là để cho người đánh cười ha ha chỉ không ổn, người vừa ra khỏi cửa là lập tức tháo ra mặt cho người khác. Nhà họ Phí ở Ngư Dương là gia tộc lớn, có mấy ngàn năm lịch sử.
cho dù là ở thành phố Mặc Hương cũng có sức ảnh hưởng nhất định, trong thường ủy thành phố có người của nhà họ Phí, bằng không Phí Mặc làm trưởng ban ban tổ chức không đồng lòng với bí thư huyện ủy, sớm đã bị Lý Hồng Dương chuyển đi rồi. Nhưng Phí Mặc nhiều năm như vậy vẫn ngồi vững vàng như núi Thái Sơn không đổ, chứng tỏ nền móng đó sâu dày cỡ nào. Hoàng Hải Bình của nhà máy giấy Ngư Dương kỳ thực chính là một tên tay sai của Phí Mặc, giống như loại chó nhà họ Phí đã nuôi rất nhiều, đoán chừng có một bầy, từ toàn bộ huyện Ngư Dương mà nhìn, không dưới một tá. Trong 8 thị trấn của Ngư Dương có tới 4 thị trấn đều là do người của nhà họ Phí cầm quyền, không phải bí thư đảng ủy thì là chủ tịch thị trấn, chủ tịch xã. Cho nên nhà họ Phí ở Ngư Dương chính là một thế lực ngầm, ngay cả bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nhưng Diệp Phàm người đã chọc vào con hổ này lại không hề hay biết chút gì, lúc này đang ôm cô Thái Tây thi say rất nồng. Anh họ, hôm nay tên nhãi danh họ Diệp đó thiếu chút nữa đã đánh nhau với Phí Trầm Tường của nhà họ Phí rồi. Đoán chừng có trò hay để xem rồi, chúng ta có phải nên làm chút gì đó rồi không? Phó Chủ tịch thị trấn Diệp Mậu Tài có chút hứng thú trước nỗi đau của người khác gọi điện thoại cho anh họ Trung Minh Nghĩa. Xảy ra chuyện gì? Phó Bí thư huyện ủy Trung Minh Nghĩa có chút ngạc nhiên. Sau khi nghe xong em họ Diệp Mậu Tài kể lại, trầm mặc một lúc rồi cười lớn ha ha nói. Mậu Tài, làm cái gì, hiện tại chúng ta cứ yên lặng theo dõi chuyển biến, tốt nhất là có thể đổ thêm chút dầu càng tốt, ha ha ha. Tại sao? Diệp Mậu Tài cảm thấy khó hiểu. Ngư Dương chúng ta không phải có một bài vè sao, Phí gia thổ lão hổ, Ngọc gia kháo sơn hổ, Tạ gia tiếu diện hổ, Tiếu gia bệnh ưởng hổ tạm dịch, Phí gia hổ đất, Ngọc gia hổ dựa núi, Tạ gia hổ mặt cười, Tiêu gia hổ ấm ức, cậu nghĩ xem hiện tại Diệp Phàm thuộc cái gì? Trung Minh Nghĩa dày dặn kinh nghiệm nói. Chương 147, hành thuật cứu người. Thuộc cái gì, cũng không thể là hổ, nhiều nhất chỉ xem là một con bò. Diệp Mậu Tài thuận miệng trả lời. Không sai, đầu óc của cậu cũng không xem là ngốc nghếch. Diệp Phàm chỉ có thể là một con bò, một con nghé con mới sinh. Tục ngữ không phải nói nghé con mới đẻ không sợ hổ sao? Nếu Diệp Phàm đã chọc vào Phí gia, thì để con nghé con đó đi đụng độ với con hổ đất Phí gia, có gì là không thể? Trung Minh Nghĩa nham hiểm nói. Nhưng không phải anh kêu em có cơ hội phải thu nhận một con nghé con mới sinh sao? Em cũng có ý tứ này, hiện tại thị trấn Lâm Tuyền của em chỉ có thể dính vào Thái Đại Giang, bằng không thật sự sẽ bị Tần Chí Minh ăn trọn. Nếu họ Diệp đó bị Phí gia tiêu diệt há không phải đáng tiếc sao, nhãi danh đó là một con nghé con có tiềm lực. Diệp Mậu Tài vẫn là nhìn không đủ xa. Ha ha ha, cậu không biết nhìn phía sau sao? Phía sau con nghe con Diệp Phàm còn có một lão trâu già. Trung Minh Nghĩa hơi có vẻ tự đắc. Anh nói là Tần Chí Minh. Diệp Mậu Tài có điều hiểu ra. Đúng, hắn chỉ là một con trâu biết xông lên 90 độ, không biết vòng vo. Phía sau còn ngồi một con sư tử được ở vùng khác, con sư tử ở vùng khác đánh con hổ đất, cậu nói xem ai sẽ nắm chắc hơn ai. Trung Minh Nghĩa cười khan nói. Khó nói, Lý Hồng Dương con sư tử bên ngoài cũng không phải là một con sư tử giấy, hắn có sự giúp đỡ rất mạnh. Gần đây nghe nói Lý Hồng Dương đã giơ dao mổ lên muốn khai đao với con chó không nghe lời Phí Mặc. Nếu Phí gia bị Lý Hồng Dương đánh ngã, Lý Hồng Dương sẽ một mình độc chiếm chúng ta không phải càng phiền phức hơn sao? Diệp Mậu Tài có chút lo lắng không thôi. Hừ, đánh ngã xuống, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Phí gia không chỉ là con hổ giấy, thành phố Mặc Hương người ta cũng có người. Huống hồ Trương Tào Trung trợn mắt cũng sẽ không đứng nhìn Phí gia bị Lý Hồng Dương đánh tan. Nền móng của Phí gia rất vững chắc, Ngư Dương 1-2 thị trấn trong 4-5 thị trấn đều có người của Phí gia. Hơn nữa Phí gia nghe nói cũng có qua lại với hổ dựa núi Ngọc Thế Hùng của Ngọc gia, không phải dễ dàng bị đánh tan như vậy. Trung Minh Nghĩa không có một chút nào lo lắng, anh còn không sợ lửa không đủ độ nóng. Cậu tạm thời cứ làm quạt thổi lửa đi, lén lút thêm dầu vào lửa, muốn đốt thì phải đốt chết mấy tên, bằng không kế hoạch gây dựng lại của chúng ta sẽ khó mà thực hiện. Thiên hạ phân lâu ắt sẽ có ngày hợp lại. Hợp lâu tất phân chia, nếu không loạn thì không có cách nào phân phát quyền thế một lần nữa. Quân phiệt hỗn chiến thời Thanh Mạt, lúc đó cũng xuất hiện hảo hán đặc biệt nhiều. Kéo súng tre thì có thể chiếm núi làm vua, tiến vào thành làm soái. Cái này gọi là gì nhỉ? Ha ha, thời thế tạo anh hùng, loạn thế xuất anh hùng, cậu chuyên tâm lĩnh ngộ đi.
Trung minh nghĩa đa mưu túc trí, giống như một con hồ ly ngồi bên cạnh mắt lạnh nhìn Ngư Dương. Đừng thấy chỉ là con hồ ly, nhưng vẫn là con chồn hoang tạp giao với sói. Kỳ thực quan hệ của bốn con hổ Ngư Dương rất phức tạp, trên cơ sở là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cũng không phải là cá thể độc lập. Ví dụ như Phí Mặc là người đứng đầu của Phí gia cũng có qua lại với Phó Chủ tịch huyện Ngọc Gia Hữu người đứng đầu Ngọc Gia. Còn Thường vụ huyện ủy, Bộ trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tạ Cường người đứng đầu Tạ gia cũng có dính líu tới Ngọc Gia, người đứng đầu Tiếu gia là Tiếu Tuấn Phó Chủ tịch Thường vụ cũng có quan hệ rất tốt với Tạ gia, cùng với Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà còn là quan hệ anh em cột trèo. Cho nên những quan hệ này rối loạn đan xen lẫn nhau, rất là loạn. Hơn nữa thay đổi thế nào cũng không có ai biết rõ, vì quan hệ cũng là tùy lúc mà quấn quýt vào nhau. Huyện Ngư Dương mặc dù nói là một huyện nghèo khó, nhưng cũng là một huyện có dân số đông, riêng dân số của huyện thành cũng đạt đến gần 20 vạn rồi. Kỳ thực tổng nhân khẩu đoán chừng sẽ đạt đến 80 vạn. Mấy năm trước con số thống kê nhân khẩu là 68 vạn, tuyệt đối sẽ không dừng ở con số này, vì đội viên du kích siêu sinh bỏ huyện đi là đặc biệt nhiều. Lấy đập nước Thiên Thủy ra mà nói, nhân khẩu hộ tịch gần 1 vạn, kỳ thực nhân khẩu cũng đến gần 1 vạn 2.000 người. Siêu sinh toàn bộ là 2.000 người rồi, con số này vẫn là rất khiến người ta giật mình, chiếm gần 2 tầng. Tính toán như vậy Ngư Dương vẫn là rất tốt, cộng thêm nhân khẩu lưu động sợ không đột phá được con số lớn 100 vạn nhân khẩu. Mà hai thị trấn lớn, thị trấn Thành Quan và thị trấn Du Tiễn giống như là hai con sư tử đá uy phong trước cửa Ngư Dương. Hiện tại thị trấn Thành Quan bị Trung Minh Nghĩa nắm giữ rồi, thị trấn Du Tiễn vẫn là bị Lý Hồng Dương nắm ở trong tay. Ở vùng sát cổng thành mà nói, Lý Hồng Dương có chút thế lực, nhưng Chủ tịch huyện Trương Tào Trung gần đây cũng đã xuất ra chiêu trò, muốn làm thứ gì đấy giống như khu quy hoạch, ở vùng đất quan trọng của thị trấn cũng tạo thành cách thức chân vạc ba nước. Nghe nói đã báo lên thành phố Mặc Hương, Phó Bí Thư Thành ủy Chu Càn Dương đương nhiên là hợp lực chống đỡ. Nhưng tạm thời bị Bí Thư Thành ủy Dương Quốc Đống và Chủ tịch thành phố La Hạo Thông liên hiệp đè nén. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy khu vực sát cổng thành Ngư Dương lại xuất hiện một loại cục diện thành trong nước nhỏ. Lý do cũng đầy đủ. Ngư Dương, nếu là một khu quy hoạch, xí nghiệp nhà ai chịu tới huyện bỏ đi này, rõ ràng là làm ăn lỗ vốn. Phức tạp, 5 giờ sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm vội vàng ăn một chút điểm tâm do Thái Tây Thi làm rồi chạy xe thẳng đến Thủy Châu. Đương nhiên, đối với tình thế phức tạp của Ngư Dương, Diệp Phàm căn bản là không biết. Hắn còn chưa trình độ đấu võ với những đại lão dày dặn kinh nghiệm này. Trước mắt mà nói hắn chính là một con nghé con mà Trung Minh Nghĩa đã nói, là một con nghé con vì Lý Hồng Dương mà xông pha chiến đấu, anh Dũng không thể nào ngăn cản. Nhưng đời người như quân cờ, ai cũng không dám nói mình không phải là con cờ. Chính là Lý Hồng Dương cũng chỉ là một con cờ của Bí Thư Thành ủy Dương Quốc Đống mà thôi. Mà Dương Quốc Đống rất có thể là một con cờ trong tay của đại lão tỉnh ủy nào đó. Cứ như vậy nếu truy tìm nguồn gốc căn nguyên mọi người đều là con cờ. Chính là 9 đại thường ủy của bộ chính trị có thể miễn cưỡng có thể xem là một người cầm cờ. Lão Tử nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật giữa thiên địa, giống như có sinh mệnh. Trống rỗng mà bất khuất, động mà rũ xuất. Nhiều lời vô cùng, không bằng thủ chung, kỳ thực muốn tu luyện đến loại cảnh giới siêu nhiên đó của Lão Tử gần như là không thể, nhà ai không có mấy bằng hữu thân thích. Không quan tâm đến bằng hữu người thân của mình thì còn xem là loại người gì. Công bằng tuyệt đối thì không có, nhưng tương đối vẫn là có. Nói thẳng ra là, vì trời sinh ích kỷ, đây là bản tính của con người. Đạo nghĩa, công nghĩa đều là xây dựng trên phương diện cá nhân. Buổi trưa khi Diệp Phàm đến lưu viên cư của nhà Nam Cung trên đường đến Thủy Châu. Cẩn thận quan sát qua thương thế của Nam Cung Cẩm Thần, Diệp Phàm bắt đầu xếp chân điều khí. Hiện giờ người nhà Nam Cung đến 7-8 người. Tổng Giám đốc Nam Cung Hồng Sách, phu nhân Cố Phượng Minh và con gái Cố Chi Linh, đều im lặng ngồi trong góc phòng. Đương nhiên, tâm trạng của bọn họ không bình lặng, chỉ là sợ quấy rầy Diệp Phàm đại sư hành thuật chữa bệnh. Nhưng bọn họ cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là có chút mong ước mà thôi. Sau một canh giờ, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt, hai tay bay múa một trận trong không trung, có chút giống như chỉ tay khiêu vũ. Trên thực tế là Diệp Phàm đang chỉ lực chế thuốc trong không trung. Nội kình này cũng không thể quá lớn, lớn quá sợ rằng sẽ tổn thương đến Nam Cung Cẩm Thần, quá ít lại sợ không mở được huyệt mạch. Cho nên độ nắm bắt tương đối khó khăn,
Diệp Phàm cũng là liên tục suy nghĩ mới quyết định hạ ngón tay, cầu phú quý trong nguy hiểm, đời người là phải vật lộn đọ sức. Sợ đầu sợ đuôi không dám động thủ cuối cùng cũng khó thành đại sự. Đó là vĩnh viễn cũng không mở được huyệt mạch trên người Nam Cung Cẩm Thần. Không cứu được Nam Cung Cẩm Thần, nhà máy giấy Ngư Dương sẽ không được cứu, nhà máy giấy Ngư Dương không cứu được, đoán chừng cái mũ quan phó chủ tịch thị trấn của mình cũng sẽ không đội được mấy ngày nữa. Nhưng trước khi bắt đầu cũng có nói rõ với Nam Cung Hồng Sách, nói là làm không tốt sẽ tuôn ra một chút phản hồi. Nhưng phản hồi không phải đặc biệt lớn, Tổng Giám Đốc Nam Cung cũng là bất đắc dĩ, đành phải mạo hiểm, vì nhà Nam Cung không thể thiếu đại công tử Nam Cung Cẩm Thần. Nhà Nam Cung là gia tộc thịnh vượng, tranh quyền đoạt vị bên trong gia tộc cũng không hề thua kém so với những dính líu giữa các thường ủy của Ngư Dương, thậm chí là còn hơn. Gần đây em trai thứ hai của Nam Cung Hồng Sách là Nam Cung Hồng Hoa đã bắt đầu ra tay, muốn đẩy con trai mình là Nam Cung Thanh Phi lên thay thế cho địa vị vốn là của Nam Cung Cẩm Thần. Nếu bị Nam Cung Thanh Phi chiếm vị trí của Nam Cung Cẩm Thần, sau này có lẽ người cầm lái của gia tộc Nam Cung sẽ đổi thành nhất hệ của Nam Cung Hồng Hoa. Cho nên tranh đấu giữa gia tộc càng đáng sợ hơn, thuần túy là người trong nhà đánh người trong nhà, tranh đấu nội bộ. Diệp Phàm cuối cùng cũng ra tay, ngón tay bay nhanh như bụi hoa, lưu loát hạ 5 ngón tay xuống. Phân biệt điểm vào 5 vị trí huyệt bách hội trên thân thể Nam Cung Cẩm Thần, tay ấn vào huyệt Thiên Tuyền, chân ấn vào huyệt Âm Bao. Sau đó thế tay cuộn lại thay đổi, hướng về đường dẫn mạch lạc của 5 huyệt vị đi qua nhẹ nhàng trà sát, giống như con cá trong nước nhẹ nhàng vẽ ra sóng trên mặt. Người ngoài nhìn qua không biết, còn tưởng là Diệp Phàm đang phục vụ xoa bóp toàn thân, cuối cùng Diệp Phàm thu khí về đan điền, móc ra một viên hồi xuân đan dùng để phối hợp với linh vật của Thái Tuế. Sau khi hợp với nước thành chất dịch rót vào trong miệng Nam Cung Cẩm Thần. Bày ra nội kình chậm rãi ép vào trong, ngồi xếp bằng trên đất giống như lão tăng ngồi thiền điều dưỡng. 5 ngón tay hạ xuống đã hao tổn của Diệp Phàm gần 8 tầng nội kình, có thể thấy được lực độ nắm bắt là khó khăn đến mức nào. Giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi trên trán Diệp Phàm, khiến nhóm người của nhà Nam Cung nhìn thấy mà trong lòng âm thầm hoảng sợ. Thầm nghĩ múa may mấy ngón tay như vậy giống như thần côn, làm sao lại chảy ra nhiều mồ hôi như vậy, xem ra thật sự rất cần sức lực. Đương nhiên bọn họ không hiểu cái gì là khí nội kình, Nam Cung Chi Linh mới gần 18 tuổi, đang học ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu. Cô ta chút xem thường Diệp Phàm, sớm đã ở bên cạnh bĩu môi muốn nói chuyện rồi, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của Nam Cung Hồng Sách đe nẹt, không dám há miệng, thầm nghĩ, một tên thần côn đến từ nông thôn, sao cha mẹ lại có thể tín nhiệm hắn chứ, đợi hắn không trị khỏi, mình sẽ tìm hắn gây phiền phức, sỉ nhục một phen, bằng không khó lòng hóa giải mối hận trong lòng, hừ. Xem ra tính cách tiểu thư sắp sửa phát tác, anh chư bát giới nào đó gặp phải đại xui xẻo rồi. Nam Cung Chi Linh là thiên kim của nhà Nam Cung, sinh ra đã lá ngọc cành vàng, có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Cho dù là ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu, nơi tập trung rất nhiều người đẹp cũng được xếp vị trí thứ 3 hoa khôi trường. Bình thường cô đều kiêu ngạo như khổng tước, bên cạnh luôn có những công tử nhà giàu không dưới một hàng xếp hàng bao quanh. Loại dế nhũi từ nông thôn đến như Diệp Phàm người ta sớm đã có thành kiến, nhưng bản thân Diệp Phàm cũng mơ hồ có cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy ở góc phòng có nhãn lực không có ý tốt gì quét qua người mình, có chút giống như bị quang cơ quét qua, cảm thấy có chút phát lạnh run rẩy vô cớ trong lòng. Tà môn, vị tiểu thư của nhà Nam Cung này, mình cũng không chọc vào cô ta, tại sao giống như mình thiếu nợ cô ta vậy, thật là khó hiểu. Nhưng sau đó trong lòng lại lắc lắc đầu. Không quan tâm đến, chỉ chuyên tâm khôi phục, đoán chừng qua 2 canh giờ Nam Cung Cẩm Thần sẽ có phản ứng. Thật ra trong lòng Diệp Phàm cũng là lo sợ, Nam Mô A Di Đà Phật cũng kêu lên mấy chục lần rồi. 2 giờ cuối cùng cũng trôi qua. Ục, một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, yết hầu của Nam Cung Cẩm Thần khẽ động một chút, mở mắt ra, miệng giật giật mơ hồ không rõ hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chương 148, mới cứu được một phần. Thiếu gia, trong phòng nhất thời sôi sục, phu nhân Cố Phong Minh của chủ tịch Nam Cung là người đầu tiên không nhịn được định xông tới nắm tay con trai nhưng bị Nam Cung Hồng Sách kéo lại. Diệp đại sư, ngài có định kiểm tra gì không? Nam Cung Hồng Sách tuy trong lòng cũng rất kích động nhưng dù sao cũng đã lão luyện, hiểu rằng trước hết phải xin ý kiến Diệp Phàm, trong suy nghĩ của bọn họ, hắn giờ đã được nâng lên vị trí là một thần y đại sư. Diệp Phàm sửng sốt một lúc,
hóa ra mình giờ đã biến thành đại sư rồi. Hắn cũng không biểu hiện gì mà quan sát kỹ một lượt rồi nói khẽ. Không tốt rồi, chắc là chỉ tạm thời thức tỉnh thôi, tuy nhiên chân tay vẫn chưa thể chuyển động, chắc còn phải trải qua điều trị dài ngày. Cẩm thần, anh thử cử động chân tay xem sao. Hắn vừa nói vừa nghĩ thầm, ai, nội kinh vẫn chưa đủ nên không có cách nào để giải khai hết các kinh mạch. Không, không cử động được, có phải tôi sẽ tàn phế không? Nam Cung Cẩm thần nặng nề. Không có chuyện gì, chắc anh chỉ phải nằm thêm vài tháng thôi. Từ từ sẽ đến, tôi bảo đảm anh sẽ bình phục. Diệp Phàm an ủi, tuy nhiên thái độ tự tin của hắn cũng khiến sự lo lắng trong lòng nhà Nam Cung cũng giảm xuống một nửa. Cảm ơn, cha, vị này là... Nam Cung Cẩm thần hỏi rất lễ phép. Diệp Phàm đại sư, ngài là ân nhân cứu mạng con. Lúc con bị giam ở huyện Hồng Mạch, chính ngài đã cung cấp đầu mối, giọng của Nam Cung Hồng Sách lộ vẻ cung kính khiến Diệp Phàm hơi ngượng, vội vàng nói. Nam Cung tiên sinh, cứ gọi tên cháu đi, cái gì mà đại sư chứ? Ha ha, tốt rồi, cháu thua tuổi Cẩm thần, gần bằng tuổi Chi Linh. Sau này chú sẽ gọi cháu là Diệp tiên sinh vậy. Nam Cung Hồng Sách vẫn hết sức cung kính. Vốn Nam Cung Hồng Sách định gọi một tiếng cháu nhưng lại cảm thấy không ổn. Mới vừa rồi, việc chữa thương quái dị của Diệp Phàm làm Nam Cung Hồng Sách cảm giác đã gặp được một đại sư khí công chân chính của Trung Quốc. Những đại sư này trong giới võ thuật Trung Quốc đều là ẩn sĩ cao nhân, thậm chí cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh thấy họ cũng phải tỏ ra tôn trọng. Có thể kết giao được với những dị nhân này thì về sau có thể thu được rất nhiều lợi ích. Đừng nói chuyện gì khác, chỉ cần người trong nhà có chút bệnh gì khó khăn thì những dị nhân này có thể sử dụng những phương cách khó tin để giải quyết. Tập đoàn Lý Thị ở Hồng Kông có một vị đại sư võ thuật Trung Quốc trấn môn, nghe nói tiền lương hàng năm tới 1.000.000 đô la Hồng Kông. Các đãi ngộ như biệt thự, xe kéo tay, người giúp việc đều đầy đủ. Có tên xã hội đen nào muốn đào góc tường Lý Thị thì có đại sư xuất mã, người nào còn dám làm loạn. Quả thực chính là một pho tượng thần. Là thần bảo vệ bình an. Đương nhiên, Nam Cung Hồng Sách trước kia cũng có ý nghĩ về phương diện này, tuy nhiên những đại sư này quá khó để tìm, có chăng thì toàn là hạng lừa đảo kiếm cơm. Thật ra thì đây chính là hiện trạng hiện nay của giới võ thuật truyền thống Trung Quốc giới, đại sư vốn không nhiều, lại toàn là những người kiêu ngạo, chắc gì đã thích mức lương ngàn vạn. Phần lớn bọn họ đều có tính tình cổ quái, không thích người khác quấy rầy, coi tiền như cặn bã. Vị đại sư của Lý Thị cũng là nhờ nể mặt tổ tiên có quan hệ với nhà họ Lý nên mới ra tay. Diệp tiên sinh, ngày trước cậu có cung cấp cho tôi tài liệu về loại giấy đặc biệt cùng với tài liệu về nhà máy giấy Ngư Dương, tôi đã xem rồi, căn cứ vào thị trường thì cũng không tệ lắm, có thị trường nhất định. Tuy nhiên đó là nếu tính đặt ở Thủy Châu, giao thông thuận tiện thì mới đạt được lợi nhuận. Nếu đầu tư vào nhà máy giấy Ngư Dương các cậu thì lợi nhuận sẽ giảm đi rất nhiều. Đường xá Lâm Tuyền quá kém, lại vừa hẹp, ngay cả xi măng cũng không có. Gia tộc Nam Cung từ trước đến giờ vốn công tư rõ ràng, đây là định chế để gia tộc phát triển, tôi nghĩ Diệp tiên sinh chắc cũng hiểu được. Nếu một tập đoàn gia tộc không có những nguyên tắc như vậy thì đã tan rã từ lâu. Đây là một chút ít ý tứ, xin mời Diệp tiên sinh nhất định phải nhận lấy. Nam Cung Hồng Sách nói rất huyền chuyển, thật ra thì chính là biến tướng của việc cự tuyệt vào nhà máy giấy Lâm Tuyền. Quản gia Nam Cung Đông Điều đứng phía sau đưa ra một tờ chi phiếu. Diệp Phàm nhìn lướt qua, thấy con số 300 vạn, đúng là một món tiền lớn. Tuy nhiên trước đó Diệp Phàm đã nói là không cần, dĩ nhiên sẽ không làm trái. Hơn nữa sư phụ phí lúc truyền thụ y thuật cho Diệp Phàm cũng đã nói không hy vọng Diệp Phàm dựa vào những thứ này đi kiếm tiền. Chỉ thu một khoản vừa đủ tiền thuốc, đây là quy tắc mà tổ tiên lão phí đã định ra. Diệp Phàm rất tôn trọng sư phụ phí, dĩ nhiên sẽ nhớ kỹ lời của tổ tiên sư phụ, tuy nhiên lão phí cũng nói đừng quá cứng nhắc, tùy vào tình huống mà xử lý. Thật ra thì từ đáy lòng Diệp Phàm cũng không muốn dựa vào những thứ này đi kiếm tiền, con đường kiếm tiền có rất nhiều, hắn không tin bằng vào bản lĩnh của mình lại không kiếm được tiền. Hồng Sách tiên sinh, tôi đã nói từ trước là không thu tiền. Nếu ông cứ khăng khăng đưa ra vậy thì tôi sẽ nhận 1 vạn coi như là tiền thuốc. Còn chuyện nhà máy giấy Ngư Dương, tôi rất hiểu điều kiện ở đó của chúng tôi hơi kém. Chuyện của lệnh công tử tôi sẽ tiếp tục trị liệu đến khi bình phục hoàn toàn. Tôi nghĩ hay là xin chỉ thị của lãnh đạo,
nếu có thể cho tập đoàn các ông chính sách ưu đãi hàng đầu thì chúng ta có thể đàm phán thêm. Còn nếu không ông cứ vì báo ân mà đầu tư thì tôi sẽ rất bất an. Diệp Phàm nói rất đàng hoàng. Nam Cung Hồng Sách nghe xong thì thầm tán thưởng, ừ. Mặc dù người này trẻ tuổi nhưng rất từng trải, không hề có ân mà đòi báo. Thật ra thì Nam Cung Hồng Sách cũng có tâm lý thử Diệp Phàm một chút. Nếu Diệp Phàm khăng khăng buộc mình đầu tư thì ông ta cũng sẽ làm theo dù thua lỗ, coi như mình trả xong ân tình. Có thể, nếu chính sách có thể ưu đãi nhiều hơn thì chúng tôi sẽ suy nghĩ. Nam Cung Hồng Sách gật đầu. Diệp Phàm đi ra ngoài gọi điện thoại. Xin chào, tôi là Diệp Phàm, tôi tìm bí thư Lý có việc quan trọng để cần xin chỉ thị gấp. Anh khỏe chứ Phó Chủ tịch Diệp? Tôi là Liễu Chính, anh chờ máy nhé, vừa may bí thư Lý lại rảnh. Thư ký của Lý Hồng Dương cũng không hống hách gì, trả lời rất nhiệt tình. Cũng không vì mình là thư ký của bí thư huyện mà kiêu ngạo. Thật ra thì Liễu Chính cũng nhìn người, nếu là một phó phòng khác gọi điện thoại tới thì gã cũng không nhiệt tình như vậy. Sở dĩ vừa rồi gã làm vậy vì là có con mắt nhìn người, thấy được phân lượng của Diệp Phàm trong lòng Lý Hồng Dương không tệ. Tiểu Diệp A, có chuyện gì nói đi. Giọng của Lý Hồng Dương có vẻ mỏi mệt, chắc là bị vấn đề tài chính làm cho đau đầu. Cháu đang ở Thủy Châu để nói chuyện với Chủ tịch Nam Cung về chuyện của nhà máy giấy Ngư Dương. Tập đoàn Nam Cung cho là điều kiện của Ngư Dương chúng ta quá kém, đầu tư vào lợi nhuận sẽ không cao. Cháu muốn hỏi xem, huyện mình có thể đưa ra chính sách ưu đãi gì không để cho tập đoàn Nam Cung xem xét. Dù sao tập đoàn người ta cũng phải đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết. Diệp Phàm bình tĩnh báo cáo công tác. Chính xác ưu đãi, có a. Tiểu Diệp, cậu có đề nghị gì không? Lý Hồng Dương hỏi ngược Diệp Phàm, chắc cũng muốn thử xem năng lực của thủ hạ mình vừa chọn ra thế nào. Cháu nghĩ có thể ưu đãi ở các phương diện nhà xưởng, đất đai, thu nhập từ thuế, cung cấp nguyên vật liệu P. Nhà máy giấy Ngư Dương đang thua lỗ, đừng nói là có lợi nhuận, chỉ cần hòa vốn thì chúng ta cũng coi như là lời rồi. Hơn nữa cháu đã nghĩ kỹ, nếu có thể mở rộng quy mô, hơn nữa nguyên liệu làm giấy của Lâm Tuyển chúng ta rất phong phú, ví dụ như cỏ lau, cây trúc, vô cùng phong phú. Bình thường cũng chỉ để dùng làm củi đốt mà thôi. Hơn nữa nhà máy vốn cũng đã có vùng nguyên liệu rất lớn. Chuyện này để cháu tự tính toán đi, chú dành toàn quyền cho cháu. Sau đó làm báo cáo khả thi trình lên Thường vụ Huyện ủy thảo luận. Tuy nhiên Tiểu Diệp này, bất kể làm sao cháu cũng phải thu hút tập đoàn Nam Cung đầu tư, nếu hoàn thành chú sẽ thưởng cho cháu. Lý Hồng Dương lớn tiếng nói. Ai, thành công thì thưởng, thất bại chắc là thảm rồi, ngay cả cái mũ quan này chắc cũng không yên. Diệp Phàm cúp điện thoại, trở lại trình bày ý tưởng với Nam Cung Hồng Sách. Tuy nhiên hắn cũng nhấn mạnh vấn đề xử lý chất thải để tránh ô nhiễm, nếu không e là nhà máy hoạt động chưa được bao lâu thì đã bị dưới hạ du phát đơn kiện rồi. Cuối cùng Nam Cung Hồng Sách cũng đồng ý, đợi đến lúc quyên tiền sẽ phái Nam Cung Đông điều dẫn theo một nhóm đến khảo sát lần nữa, tiến hành xác định các phương diện. Tuy nhiên Nam Cung Hồng Sách xác định, dù là không có lợi nhuận cũng sẽ đầu tư. Vấn đề chỉ là đầu tư bao nhiêu tiền mà thôi, điều này làm cho Diệp Phàm cũng yên tâm, đồng thời có một cảm giác hơi áy náy. Hắn thầm quyết tâm sẽ làm thật tốt chuyện này, lợi nhuận mới là vương đạo, mới là thứ có thể lưu tập đoàn Nam Cung ở lại lâu dài. Đối với chuyện Diệp Phàm đề nghị Nam Cung Cẩm Thần miễn tố Trần Khiếu Thiên, Chủ tịch Nam Cung cũng đồng ý, chỉ cần con mình có thể bình phục, bán cho Diệp Phàm một nhân tình có là gì. Sau khi xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã gần 5 giờ, Chủ tịch xin mời Diệp Phàm cùng đi ăn tối. Tuy nhiên Diệp Phàm nghĩ đến chuyện gấp cần gặp Tề Thiên nên từ chối, cuối cùng cầm lấy 1 vạn rồi đi luôn. Lúc này sau cốp xe của Diệp Phàm chất đầy những quả biếu của nhà Nam Cung, nào là rượu Dương Yên, bao da cao cấp, ách. Diệp Phàm nhận lễ vật cũng cười vui vẻ. Hắn lái xe thẳng đến chỗ hẹn với Tề Thiên tên là Phi Vân Các, xe vừa dừng thì đã thấy gã chờ sẵn. Phi Vân Các là một hội sở cao cấp, nghe nói phải có thẻ hội viên mới vào được. Bên trong bố trí rất tao nhã và hiện đại, mỗi phòng đều có cây xanh, có lâm viên nho nhỏ, tất cả toát ra một khí thế quý phái, là nơi lui tới của các yếu nhân trong tỉnh. Tề Thiên tựa hồ rất quen thuộc ở đây, có lẽ là thường xuyên đến. Gã đi cùng với Diệp Phàm đi vào một đại sảnh tao nhã thì có rất nhiều công tử mặc Âu phục cao cấp chào hỏi, có vẻ rất coi trọng Tề Thiên làm Diệp Phàm cũng thơm lây.
thậm chí lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, đoán chừng đều ở suy đoán tiểu tử này là ai, lại có thể cùng tùy tiện cùng Tề Thiên như vậy. Chương 149, đánh nhau sinh tử. Một anh công tử bình thường căn bản không cần lôi kéo quan hệ, Tề Thiên có thể gật gật đầu với anh đã xem như là rất tốt rồi. Cho nên lúc này mọi người trong phòng khách đều nhất trí xác định, anh chàng thư sinh ở bên cạnh Tề Thiên khẳng định cũng là một vị thái tử gia không muốn lộ thân phận, có lẽ còn là con cháu cách mạng đến từ thủ đô Yến Kinh. Vì con cháu cách mạng trong kinh thành có một bộ phận vì trong nhà có tiền bối cổ hủ nên ăn mặc rất giản dị. Mà trang phục của Diệp Phàm lại cực kỳ bình thường, thật sự là phù hợp với đặc điểm của những thái tử gia. Nhưng Tề Thiên tại sao trong nhiệt tình lại có vẻ lộ chút dáng vẻ cung kính, người có thể khiến Tề Thiên lộ ra vẻ cung kính có thể đơn giản như vậy sao? Kỳ thực Diệp Phàm là lần đầu tiên đến những nơi có khí chất cao cấp này, cho nên trong lòng vẫn là có chút rụt rè, chỉ là hắn có thanh tâm quyết chống đỡ. Hơn nữa gần đây ngay cả loại nhân vật sừng sỏ có mười mấy tỷ như Nam Cung Hồng Sách cũng gặp qua mấy lần, cũng ở trong loại phòng khách của quan chức cao cấp một thời gian, nhận được sự hun đúc vô hình, nên cũng có năng lực thích ứng nhất định. Nhưng nếu đổi lại con mắt lúc vừa mới tốt nghiệp, có lẽ Diệp Phàm sẽ cảm thấy đôi chân mềm nhũn. Sau khi tiến vào sân, Tề Thiên đẩy một cánh cửa ra, Diệp Phàm có chút ngây người. Căn phòng này cực kỳ lớn, đoán chừng phải có 60 mét vuông. Bên trong bày mấy cái ghế gỗ điêu khắc và một cái mặt gỗ làm bàn uống trà. Lúc này điện thoại của Tề Thiên vang lên, sau khi hắn nhận điện thoại nói mấy câu, lại nói với Diệp Phàm, anh Diệp, anh ở đây đợi một chút, tôi ra ngoài mấy phút rồi quay lại. Lãnh đạo của chúng ta cũng sắp đến rồi, thật ngại quá. Nói xong liền khép cửa đi ra. Không bao lâu sau một cô gái trẻ xinh đẹp mặc sườn xám bê lên một chén trà hương thơm ngào ngạt, dịu dàng mỉm cười đặt xuống hành lễ rồi đi ra. Hàn Phi nhấp thử một ngụm trà, cảm thấy hương thơm xông vào trong mũi, lúc đang tò mò đây là loại trà gì thì lại nghe thấy tiếng của mấy người mạnh mẽ đẩy cửa ra. Một người đàn ông lực lưỡng miệng đầy mùi rượu hùng hổ. Mẹ kiếp, loại nhãi nhép nào mà lại dám bao phòng VIP của bố mày, các anh em, lên. Cho tên nhãi danh đuôi mù này co giãn gân cốt một chút. Nói xong căn bản không nghe Diệp Phàm giải thích, ba tên đàn ông vạm vỡ lao thẳng tới, túm lấy mấy chiếc ghế gỗ bên cạnh quăng mạnh xuống. Chiếc ghế mạnh mẽ đập xuống kéo theo tiếng chấn động rắc rắc trong không khí. Diệp Phàm cũng không kịp quát bảo dừng lại, thân hình liền nhảy lên tránh một cái ghế, nhưng phía sau hai cái lại đổ ập xuống, tránh không kịp đành phải thúc giục nội kình lên nắm tay đấm lên một cái ghế. Răng rắc, trong tiếng vang giòn tan, chiếc ghế rắn chắc đã bị đấm gãy, Diệp Phàm thuận chân đá bay đi, người đàn ông còn lại, ngay cả người lẫn ghế đều bị đá đập vào trong vách tường, đập vào mạnh mẽ khiến cả căn phòng cũng phải lay động. Được, có chút tài năng đấy. Người đàn ông vạm vỡ lúc đầu mắng người giống như người cầm đầu ngây người ra một giây, quát lớn một tiếng. Y nhún chân chân nhảy lên cao gần hơn một thước, thuận tay cũng không biết từ chỗ nào lôi ra một cây gậy chắc nịch lớn gần bằng ống thổi lửa đập xuống. Mặt khác ba người đàn ông còn lại cũng cúi xuống đất, nhặt những chân ghế bị gãy điên cuồng đập xuống. Bố mày, muốn liều mạng có phải không? Diệp Phàm thật sự tức giận. Một luồng yêu hỏa cuồn cuồn tuôn ra. Gần đây rất nhiều lúc không thuận lợi, lại cộng thêm kích thích của quả thái tuế. Cả người hét lớn một tiếng nhảy lên cao 2-3 thước, suýt chút nữa đụng phải đèn thủy tinh treo trên nóc rồi nghiêng người một chân đá lên người một người đàn ông đang vò tới. Bốp! Người đàn ông đó bị đá bay ra ngoài hơn 6 thước, thành một đống rẻ rách, nhe răng nhếch miệng đích thị là rất đau. Tuy nhiên phía sau 6 cái chân ghế bao vây xung quanh điên cuồng đánh tới. Diệp Phàm từ trên không bắn xuống, nghiêng chân đạp lên một người đàn ông, bả vai nhất thời thấp xuống, một tiếng nứt xương khẽ vang lên truyền tới, đoán chừng là xương bả vai đã chật đi hoặc là nứt ra rồi. Còn lại 4 cái chân ghế từ phía sau đập tới, Diệp Phàm lộn vòng tại chỗ, 2 cái chân vừa vặn trực tiếp từ phía sau 2 người xoay ngược trở lại mạnh mẽ đá tới. Bốp bốp bốp, 2 người đàn ông lực lượng ngã lăn xuống đất, lập tức biểu diễn tư thế chó ăn đồ, 4 người cũng không bò dậy nổi. 8 con mắt đều hết sức kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, quả thực không dám tin vào mắt mình nữa. Diệp Phàm đi đến trước mặt bọn họ, nhấc chân cao lên, đang muốn đá cho mỗi người một cước thì đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Chú Diệp dừng tay, người mình cả. Chỉ thấy Tề Thiên cùng với một đại tá uy vũ long hành hổ bộ, hai mắt như đao, ấn đường rộng rãi, lóe lên vẻ lạnh lùng sải bước tiến vào trong.
một luồng dương sát nội kình trên người người này cứ đè ép Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế. Dưỡng sinh thuật nhanh chóng vận chuyển, tư thế nội kình vô hình của hai người phản kháng lẫn nhau trong không trung. Đây thật sự là so sánh khí thế, thế của nội kình là vô hình, chỉ cảm nhận chứ sở không được. Diệp Phàm sừng sững như núi, không có một chút nào lung lay. 3 phút trôi qua, trên khuôn mặt của người đàn ông lộ ra một vẻ mặt tán thưởng khó thấy, cười điên cuồng, nói. Người anh em nội kình sát khí mạnh lắm, hậu sinh khảo ý, giỏi lắm. Thế nào hả, có phục không, cả ngày chỉ hống hách ra vẻ, tưởng mình là anh hùng, tất cả mọi người đều là phân chó, hiện tại bản thân cũng trở thành phân chó rồi, tất cả cút hết cho bố mày, tao muốn thoải mái nói chuyện với người anh em họ Diệp. Người đại tá quét mắt nhìn mấy tên thủ hạ không ra gì của mình, nhíu mày quát lớn, giống như sấm. Tề Thiên và 4 người đàn ông cảnh giác rời khỏi căn phòng, tiện tay thu thập những mảnh vỡ. Không lâu sau đổi mấy cái ghế uống trà mới vào, tiện tay còn bê lên 2 đĩa thức ăn lớn. Một đĩa là lạc rang, một đĩa là hải sản xào cay, cũng không biết là xào cái gì. Tiếp theo 2 bình rượu Mao Đài tinh chất được mang ra. Đồng chí đại tá, xin anh giải thích một chút. Vừa rồi tại sao lại xảy ra chuyện này, tôi thiếu chút nữa bị thủ hạ của anh hại chết rồi. Diệp Phàm vẫn là vô cùng tức giận, lạnh lùng hỏi. Vừa rồi 4 tên thủ hạ tuyệt đối không có lưu tình, nếu mình không có bản lĩnh, đoán chừng bây giờ sớm đã nằm trong bệnh viện rồi. Ha ha, một sự hiểu lầm. Là tôi sắp xếp, cậu không cần lo lắng là sẽ bị thương nặng, nhưng treo chút thú vị vẫn là có thể. Đại tá rất thẳng thắn. Làm quen một chút, tôi là Thiết Chiêm Hùng, đoàn trưởng binh đoàn đặc nhiệm Liệp Báo quân khu lĩnh Nam. Chẳng trách làm sao lại trâu bò như vậy, quân nhân thiết huyết, còn là Liệp Báo nữa, muốn đánh người thì đánh người, đánh chết người cũng không sao cả, hừ. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu. Không tệ, cao thủ thuần hóa tứ đoạn. Cậu mới 18 tuổi mà đã có thành tích như vậy, sau này tiềm lực không thể giới hạn. Thiết Chiêm Hùng gật đầu tán thưởng nói. Tứ đoạn, ông nhìn ra từ đâu, nhưng dù lợi hại cũng không ngạo mạn bằng thân thủ 6 đoạn của ông, đoán chừng là vừa mới tiến vào cảnh giới khai nguyên. Diệp Phàm quét ánh mắt lạnh lùng nói, không có nể mặt vị đại tá này một chút nào. Nếu để cho Tề Thiên nhìn thấy đoán chừng là sẽ chấn động rơi cả răng hàm, vị đại tá này không phải là đại tá bình thường. 4 thủ hạ của tôi Trương Cường, Vương Ngũ, Triệu Đoan, Lý Sơn được gọi là tứ hổ liệp báo, bọn họ đều có thực lực thuần hóa nhị đoạn. Trương Cường còn là 3.5 đoạn, nhưng một mình cậu, trong mấy phút đã hạ gục toàn bộ. Đánh rất hay, 4 thằng nhóc này bình thường rất kiêu ngạo, đều tưởng là bố mày là đệ nhất thiên hạ, hôm nay phải nhận một chút dạy dỗ cũng tốt. Để cho bọn chúng nhận thức một chút cái gì gọi là cao thủ đỉnh cao, ha ha. Thiết Chiêm Hùng giống như vô cùng cao hứng, không có một chút gì gọi là kêu oan. Ngược lại rất cao hứng. Cứ coi là như vậy đi, liệp báo các anh là binh chủng đặc biệt, không quan hệ đến tôi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lấy ra một điếu thuốc quăng cho Thiết Chiêm Hùng, còn tự châm cho mình một cây trước. Vừa rồi chính là khảo hạch cuối cùng đối với cậu. Chúc mừng cậu được liệp báo chúng tôi để ý rồi, tôi thay mặt quân khu lĩnh Nam đặc biệt tuyển cậu tham gia quân đội, có thể lập tức phong cho cậu làm thiếu tá. Giống như Tề Thiên, thế nào hả? Thiếu tá 18 tuổi, ngoài thời kỳ chiến đấu những lão tiền bối, lão cách mạng, trong lịch sử quân của tôi, cậu tuyệt đối có thể gọi là người châu bò số 1. Thiết Chiêm Hùng đập xuống cực mạnh, thiếu chút nữa không trực tiếp làm Diệp Phàm hoa mắt. Phải biết rằng trong quân đội, không dễ dàng gì có thể lên được chức vụ thiếu tá, đặc biệt là binh đoàn đặc nhiệm liệp báo, thực quyền của một thiếu tá không khác gì so với một trung tá. Diệp Phàm thật sự là có chút sao động, trái tim cứ đập tùng tùng không dừng liền vội vàng hành khí một vòng ổn định lại. Nghĩ tới một thiếu tá liệp báo rất phong cách, nhưng loại bộ đội đặc nhiệm này toàn làm những việc nguy hiểm, hơn nữa lúc nào cũng phải tập trung tinh thần và thể lực cao độ. Làm không tốt không cảnh giác thì ngay cả cái mạng cũng không giữ được. Đây không phải là cuộc sống mà Diệp Phàm muốn có, hắn vẫn là thích đi con đường làm quan, thăng quan, kiếm chút tiền. Nuôi mấy nhân tình phong lưu thoải mái một chút mới không uổng công rời khỏi nhân thế. Nghĩ vậy nên hắn lắc đầu nói. Xin lỗi, cảm ơn ý tốt của đại tá Thiết. Tôi không thích loại cuộc sống doanh trại căng thẳng. Tôi vẫn thích cuộc sống hiện tại của mình, tương đối tự do.
cho nên chức vụ thiếu tá này tôi không có phúc phận hưởng rồi. Thái độ vô cùng quyết đoán, chân thật, khiến Thiết Chiêm Hùng ngây người sửng sốt, quả thực không dám tin vào ánh mắt lỗ tai mình nữa. Bản thân sau khi nghe Tề Thiên báo cáo những ngày này luôn điều tra chuyện của Diệp Phàm, cảm thấy cơ hội thành thục, cuối cùng mới dám thử xem. Nội kình của anh chàng này quả thực cao, chí ít phải có thực lực cấp thuần hóa tứ đoạn. Quốc thuật phân làm 9 đoạn lớn, mỗi phân đoạn lại chia làm 4 giai đoạn nhỏ: khai nguyên, tiệt lưu, luyện kính, thuần hóa. Cảnh giới cấp thuần hóa 4 đoạn chẳng khác nào có thể trùng kích cấp khai nguyên ngũ đoạn. Đối với Diệp Phàm mới có 18 tuổi mà có thực lực cao như vậy, Thiết Chiêm Hùng đương nhiên rất là xem trọng tương lai của hắn, cũng chính là tiềm lực của hắn. Cho nên ra sức tiến cử với quân khu, khó khăn lắm mới thuyết phục một đám các nhân vật cổ hủ dành cho anh chàng này một chức danh thiếu tá, ai ngờ anh chàng này lại không muốn nhận tấm thịnh tình này. Thiếu chút nữa khiến Thiết Chiêm Hùng nghẹn chết. Bốp! Đại tá Thiết Chiêm Hùng uy phong lẫm liệt của chúng ta có khi nào phải chịu đựng uất khí như vậy, một bàn tay mạnh mẽ đập lên mặt bàn, ngửa đầu rót vào một chén Mao Đài 52 độ. Y hơi tức giận mắng. Thằng nhóc nhà ngươi, thật là phụ lòng tốt của người khác. Cậu tưởng là một thiếu tá trong liệp báo dễ dàng giành được lắm sao? Hừ, tham gia quân đội bảo vệ quốc gia có gì không tốt, cậu đi con đường làm quan tiến chức không phải cũng vì muốn cống hiến cho đất nước sao? Chỉ là loại hình công việc không giống nhau mà thôi. Hơn nữa liệp báo chúng ta cũng rất tự do, bình thường rất ít khi có nhiệm vụ. Cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó, có bao nhiêu cao thủ trong bộ đội bình thường muốn ngay tức khắc tiến vào liệp báo, có thể nói như vậy, giống như thiên quân vạn mã cùng bước qua một chiếc cầu độc mộc. Chương 150, đánh thuê cho quốc gia. Tôi vốn lười biếng, không đảm đương nổi chức nghiệp quân nhân. Diệp Phàm vẫn không động đậy. Tuy nhiên cũng bị lão Thiết dọa cho hết hồn. Hắn thầm nghĩ tính cách họ Thiết này cũng quá bốc lửa đi, chắc là Tề Thiên khi còn là cấp dưới của y cũng không thiếu lần bị quát tháo, y vừa nghe Diệp Phàm nói vậy vẫn lạnh lùng. Không đầu quân không được, đây là chiêu mộ của quốc gia, cậu có bản lĩnh thì phải phục vụ tổ quốc. Chuyện này không có thương lượng. Thiết Chiêm Hùng phát hỏa, trong nháy mắt đã xem Diệp Phàm như lính của mình, lên giọng quát tháo. Hừ! Cho dù ông là liệp báo thì sao chứ? Binh đoàn đặc nhiệm cũng không thể ép tôi là công dân Hoa Hạ, tôi có quyền lựa chọn công tác của mình. Xin mời hãy coi trọng hình tượng, đừng mở miệng ra là quát tháo, tôi không phải lính của ông. Ông không có quyền mắng tôi. Hơn nữa với phong phạm của cao thủ lục đoạn đừng làm ra vẻ như thổ phỉ trước giải phóng, một chút bộ dạng cũng không có, hừ. Diệp Phàm nổi giận, vận khí khắp toàn thân, lên tiếng châm chọc đối phương. Hai người sửng cổ với nhau. Cao thủ võ thuật Trung Quốc đều là người có cá tính, huống hồ Diệp Phàm còn là cao thủ thất đoạn, tầng thứ còn cao hơn Thiết Chiêm Hùng một tầng. Đồng chí lão Thiết dày dạn kinh nghiệm lần này cũng tròn mắt, quả thật y trông nhầm rồi. Y cũng không tin một thằng danh như Diệp Phàm lại có thể vượt qua tứ đoạn đỉnh cấp. Còn nói là thất đoạn thì dù chết binh đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng cũng sẽ không tin. Nếu y biết được tầng thứ của Diệp Phàm thì chắc đã sớm chấn động. Lúc này chắc đã đối đãi Diệp Phàm như người ngoài hành tinh. Tao đập chết mày, đây là hành động đào ngũ. Đây là biểu hiện của đồ tham sống sợ chết. Thiết Chiêm Hùng giận điên lên, ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp, rất nhanh rút ra một khẩu súng lục tinh xảo dằn mạnh lên mặt bàn. Y chắc là nghĩ để dọa Diệp Phàm một chút để buộc hắn đi vào khuôn khổ. Phập! Thiết Chiêm Hùng còn chưa kịp có phản ứng đã thấy trước mắt nhoáng lên một cái rồi một thanh phi đao mỏng như cánh ve đã cắm ngập vào bên cạnh khẩu súng, hơn nữa còn cắm rất sâu. Chỉ còn một đoạn chuôi đao lộ ra đang rung bần bật làm không khí chấn động. Thiết Chiêm Hùng lúc này mới đột nhiên nhớ ra mục tiêu tới đây lần này, thằng danh trước mặt vốn là một cao thủ phi đao, tốc độ một đao vừa rồi tuyệt đối sẽ không chậm hơn tốc độ bóp cò của mình. Trong lòng y rất buồn bực, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Thằng danh này đúng là khó ăn, nhìn một đao vừa rồi thì nội kình chắc không dừng lại ở tứ đoạn đỉnh cấp mà có khuynh hướng đạt tới ngũ đoạn khai nguyên. Cao thủ thanh niên như vậy mà không chiêu mộ được cho quốc gia, đây chính là điều đáng tiếc lớn. Không được, tuổi trẻ nên tính cách ngang bướng, mình hồi trẻ cũng vậy thôi. Dứt khoát phải ép vào, trước hết cứ phải lấy củ cà rốt lừa hắn rồi hãy nói, nếu để những lão long đầu khác trong tổ chụp mất thì quá đáng tiếc tốt. Thằng danh cậu được đấy. Ha ha ha, cạn một chén đi. Thiết Chiêm Hùng vốn là người nâng lên được nhưng cũng thả xuống được,
thoáng cái đã vui vẻ. Y nâng một chén lên mời Diệp Phàm làm hắn cũng cảm thấy hơi ngượng. Hắn cảm thấy vừa rồi mình cũng quá nóng. Người trẻ tuổi cứ hay hơn thua quá mức, ngay cả phi đao cũng xuất ra, nghĩ vậy nên hắn cũng nâng chén lên. Thiết đoàn trưởng, mỗi người đều có cuộc sống của mình. Nếu tôi đã không muốn thì ông dù ép được tôi vào liệp báo cũng đâu có tác dụng gì, biết đâu vào lúc yếu hại lại làm cho quốc gia có tổn thất to lớn, thì tôi có chết cũng không chuộc được lỗi, ông nói có phải hay không? Giọng của Diệp Phàm đã hòa hoãn đi rất nhiều, cũng rất chân thành. Được rồi, cậu có chí riêng, tôi cũng không nên miễn cưỡng. Thiết Chiêm Hùng vung tay, tuy nhiên lại đảo mắt nhíu mày nói. Người anh em, tôi muốn mời cậu giúp một việc. Giúp gì đây, tôi chỉ là một phó chủ tịch nho nhỏ có thể giúp gì một đại đoàn trưởng như ông, nói đùa đấy chứ. Ông là cán bộ cấp sư phó, tương đương với cán bộ cấp phó ban bên chính quyền rồi. Binh đoàn liệp báo của ông so sánh với cấp thành phố có lẽ còn hơn, thị trấn chúng tôi còn kém cả vạn dặm. Diệp Phàm khẽ cười, có vẻ cảnh giác. Đại tá Thiết này chắc đang giăng bẫy mình phải nâng cao cảnh giác mới được. Chuyện này đúng là cậu có năng lực để giúp. Quốc gia vừa ra lệnh cho liệp báo chúng tôi một nhiệm vụ cơ mật là đi ra nước ngoài cứu người trở lại. Chúng tôi đã nghiên cứu qua, chỉ có phi đao của cậu xuất thủ giết chết kẻ địch trước thì chúng ta mới có thể cứu người ra. Những vũ khí khác cho dù là súng giảm thanh cũng sẽ sinh ra sóng âm rất lớn. Cung nỏ cũng không được vì độ chính xác quá kém. Tôi hỏi điều này cậu phải nói thật, vì đây chính là quan hệ đến an nguy của mười mấy mạng người. Phi đao của cậu ném xa được bao nhiêu, độ chính xác làm sao? Thiết Chiêm Hùng thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm khắc. Tầm phóng xa nhất là vài trăm mét, tuy nhiên độ chính xác chỉ được 7 phần. Còn nếu trong vòng trăm mét thì độ chính xác lên đến 9 phần. Diệp Phàm trả lời nghiêm túc. Tốt, đủ rồi. Thiết Chiêm Hùng vỗ bàn, rất cao hứng nhìn tên thanh niên cứng đầu trước mặt. Chúng tôi có thể thuê cậu đi theo để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu có thể cứu được người thì chúng tôi có thể thưởng cho cậu trăm vạn, cậu xem thế nào. Đánh thuê, rất giống lính đánh thuê của nước ngoài mà người ta vẫn gọi là sát thủ quốc gia, ha ha, hay đấy. Tuy nhiên tôi không thích, tôi cũng đâu thiếu tiền xài. Diệp Phàm cười nhạt lắc đầu, nhiệm vụ lần này quả thực quá mức nguy hiểm. Ra nước ngoài nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ mất mạng. Người đều muốn sống. Không có mạng thì có vài tỷ cũng biết dùng vào đâu. Bản thân mình cũng đâu thiếu tiền, vừa rồi ở nhà Nam Cung nhận phong bì 1 vạn hãy còn nóng hổi. Tôi cũng quên mất, cậu có bản lĩnh như vậy muốn kiếm mười mấy vạn quả thật không khó. Tuy nhiên tôi thật không hiểu, cậu tình nguyện khuất mình tại cái chốn hẻo lánh đó làm một phó chủ tịch nho nhỏ, một tháng cầm mấy trăm đồng tiền lương để làm gì. Thiết Chiêm Hùng hết sức bực bội lắc đầu, thằng danh này mềm rắn đều không xong, quả thực khó đối phó. Ha ha, đại tá Thiết, ai chẳng có chí riêng, giống như rất nhiều cao nhân ẩn sĩ của Hoa Hạ, chẳng phải bọn họ cũng tình nguyện sống ẩn dật một đời trong rừng núi, đâu nguyện đến những chỗ phồn vinh. Ở chỗ các ông cũng đâu thiếu cao thủ bát đoạn. Diệp Phàm cười nhạt. Như vậy đi người anh em, nếu lần này cậu giúp chúng tôi, thì 100 vạn vẫn là của cậu. Cậu không phải đang bận việc sửa đường sao, tôi sẽ ra sức đề cử lên cấp trên xây dựng một trường huấn luyện đặc biệt ở thôn Đập Thiên Thủy. Lợi ích việc này không hề nhỏ, để xây dựng một trường huấn luyện đặc biệt như vậy thì đại quân khu cũng phải xuất ra 1.000 vạn, cậu thử nghĩ xem. Cậu vẫn luôn mong cho cuộc sống thôn Đập Thiên Thủy tốt lên, dường như còn thể nếu không thể sửa xong đường thì về nhà bán khoai có phải không? Hiện giờ tôi có thể đảm bảo với cậu, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này thì dù là đại quân khu có xây trường huấn luyện đặc biệt ở thôn Đập Thiên Thủy. Hay không tôi vẫn xuất kinh phí của liệp báo ra cho cậu 4 vạn được chưa? Thiết Chiêm Hùng lại xuống mạnh tay, chắc là do nhiệm vụ thúc ép. Cũng được đấy. Diệp Phàm lẩm bẩm. Tốt, tôi đồng ý. Vậy để tôi nói qua nhiệm vụ lần này cho cậu hình dung. Lần này chúng ta sẽ đi tới chỗ tam giác vàng nổi danh để cứu người, sẽ rất gian khổ đấy, ai? Tôi cũng không biết đem cậu đi vào đó là đúng hay sai, chắc là sẽ gặp nguy hiểm. Thiết Chiêm Hùng cau mày thở dài, lộ ra một tia lo lắng. Không có chuyện gì, đã đồng ý chuyện của ông rồi thì dù lên núi đao xuống biển L đáp ứng chuyện của ngươi lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không ngại. Diệp Phàm cười nhẹ. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng trần trợn,
cảm giác được nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Tam giác vàng là chỉ một khu đất hình tam giác chỗ biên giới tiếp giáp ba nước Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Myanmar và Lào, đây là một trong những nơi sản xuất ma túy nổi tiếng thế giới. Nhiệm vụ chúng ta lần này sẽ tiến hành ở tam giác vàng. Đây là vùng đông bắc của Myanmar, nơi đây toàn là rừng sâu núi thẳm, độ cao so với mặt biển gần hơn 1.500 mét. Trước kia tàn quân quốc dân đảng còn lưu lạc ở đây, đoán chừng có mười mấy người. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này của chúng ta là đánh bọn thổ phỉ địa phương cứu con tin. Thủ lĩnh bọn chúng là Ô Thản Tư, thủ hạ dưới tay đều là bọn hung ác. Bọn này chuyên buôn lậu thuốc phiện, gieo rắc cái chết trắng, hoành hành ở biên giới Vân Nam, có dính líu đến phần tử buôn lậu trong nước. Còn về tình hình cụ thể lúc nào cậu rảnh thì đến trụ sở Liệp báo chúng tôi để bàn bạc, trụ sở chúng tôi nằm ở Vịnh Loan Nguyệt ở Thủy Châu. Thật ra thì chỗ ở Vịnh Lam Nguyệt là trụ sở mới của quân khu lĩnh Nam, chúng tôi ở chung một trụ sở. Thiết Chiêm Hùng nói tới đây thì quay ra ngoài gọi. Trương Cường, đem đồ vào đây. Tuân lệnh. Trương Cường đáp, sau đó lập tức ôm một cái hòm lớn đi vào. Để sau này cậu có thể ra vào Vịnh Lam Nguyệt dễ dàng, chúng tôi sẽ cấp cho cậu thân phận phù hợp. Vậy nên cậu tạm thời sẽ có chức vụ thiếu tá cố vấn cho lực lượng đặc nhiệm Liệp báo, đây là giấy chứng minh, chỉ cần cậu xuất trình là có thể đi vào. Thiết Chiêm Hùng đem chứng minh sĩ quan đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm lấy thì thấy ngay cả ảnh chụp cũng đều có, thậm chí còn có cả dấu nổi, hắn liền cười nói. Các ông rất chuyên nghiệp à, chắc đã điều tra toàn bộ lý lịch của tôi. Tuy có chứng minh này nhưng tôi cũng không thường xuyên tới đâu, mỗi lần đến gọi điện thoại cho Tề Thiên đón là được rồi. Diệp Phàm vốn cho cái giấy chứng minh này là củ khoai lang, cầm vào thì vứt đi lúc nào cũng được. Chỉ e là hắn nhận vào thì sau này gỡ không ra. Hắn thầm nghĩ, ngay cả chuyện của mình ở thôn Đập Thiên Thủy cũng biết thì chắc chuyện mình và Thái Tây Thi Phạm Xuân Hương cũng không giữ kín được. Nghĩ vậy nên sắc mặt của Diệp Phàm cũng hơi khó coi, giống như mình bị lột chuồng cho người ta tra xét vậy. Ha ha, thật ra thì không có gì. Chúng tôi chỉ điều tra những gì cần thiết thôi. Để gia nhập vào Liệp báo cần phải đặc biệt cẩn thận tránh thu nạp nhầm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc gia. Sau này sẽ không điều tra nữa, điều này cậu cứ an tâm, chúng tôi cũng đâu có nhiều năng lực để đi điều tra nhiều vậy chứ. Điều tra một người vốn tiêu hao rất nhiều thời gian và công sức lẫn tiền bạc. Thiết Chiêm Hùng nói có vẻ ngượng ngập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 151, trụ sở ở Vịnh Lam Nguyệt. Không điều tra nữa thì được rồi. Diệp Phàm gật đầu. Thiết Chiêm Hùng lại nói. Cậu cầm chứng minh thư này sẽ rất có nhiều ích lợi, ví dụ như lần trước cậu bị ép vào đội cảnh sát hình sự thành phố Mặc Hương lần trước, chỉ cần đưa chứng minh thư này ra thì người ta sẽ không dám động thủ, nếu muốn ép cũng phải hỏi ý kiến của Liệp báo. Vì thế cậu phải dùng nó rất thận trọng. Thiết Chiêm Hùng lại động viên Diệp Phàm nhận lấy chứng minh thư. Được rồi, cuối cùng vẫn bị lão hồ ly ngươi lừa. Không đáp ứng xem chừng ông lại còn xuất ra chiêu gì. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhận lấy chứng minh thư, đảo mắt nhìn mấy người bên cạnh Thiết Chiêm Hùng. Tuy nhiên tôi cũng phải nói, sau này hy vọng các anh không phái ai tới theo dõi tôi, quấy rầy cuộc sống bình thường. Hừ, nếu không có kiện lên đến tòa án quân sự tôi cũng không sợ. Diệp Phàm ra vẻ tức giận, nếu không bọn họ lại cho mình là thừa mềm yếu rồi lấn tới. Hừ, anh cho rằng mình là nguyên thủ quốc gia à? Chúng tôi cũng đâu có nhiều thời gian rảnh để đi chú ý anh chứ. Trước kia chỉ vì cần điều tra rõ hoàn cảnh của anh nên chúng tôi mới làm như vậy, còn Liệp báo còn có rất nhiều chuyện khác cần làm. Chắc là Trương Cường phụ trách chuyện này nên tỏ vẻ bất mãn, vội vàng lên tiếng. Trương Cường, nói chuyện làm sao vậy, đứng nghiêm chào Diệp cố vấn, sao có thể nói ngang với thủ trưởng đây? Phản rồi à? Thiết Chiêm Hùng trầm mặt quát lớn mặt. Vâng, đoàn trưởng. Trương Cường lập tức đứng nghiêm, xoay người làm một động tác chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội với Diệp Phàm. Thượng úy đại đội trưởng Trương Cường của đoàn đặc nhiệm Liệp báo xin chào thiếu tá Diệp, xin thủ trưởng phê bình, tôi sai rồi. Thanh âm mặc dù vang dội nhưng xem tướng mạo rất miễn cưỡng, tuy nhiên quân nhân là phải chấp hành nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh của đoàn trưởng không thể không thi hành. Cả bốn người Trương Cường, Vương Ngũ, Triệu Đoan, Lý Sơn trong lòng đều không phục, cho là vừa rồi Diệp Phàm may mắn. Còn bọn họ là sợ đả thương hắn nên không xuất toàn lực, thua một cách ấm ức.
Diệp Phàm nhìn qua là biết được suy nghĩ trong lòng mọi người. Xem ra cũng phải dạy dỗ tí mới được. Không ra tay thì người sẽ không phục, trong quan trường thì chỉ cần mưu kế, trong quân đội thì không như vậy, với tính cách quân nhân thì phải trực tiếp. Vì thế hắn cười nói. Đồng chí thượng úy, có phải anh không tâm phục khẩu phục phải không? Vâng, chúng tôi không phục. Bốn người đồng thời đứng nghiêm hét to. Tốt, thẳng thắn. Diệp Phàm nhất thời cũng hào hứng. Quay sang nói với Trương Cường. Đồng chí thượng úy, tôi ra lệnh cho đồng chí tìm một khúc gỗ hay chân bàn đến đây. Vâng. Trương Cường nhận lệnh đi ra ngoài, Tề Thiên và Thiết Chiêm Hùng đều có vẻ khó hiểu không biết Diệp Phàm muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn muốn tìm một khúc gỗ để tỉ thí với Trương Cường, tuy nhiên cả hai đều háo hức chờ xem cuộc vui. Chỉ chốc lát sau, Trương Cường đã nhanh chóng tìm được một cây gậy gỗ tròn to bằng miệng bát đặt trước mặt Diệp Phàm. Làm xong gã ngẩng cao đầu, biểu hiện ta đây không phục, trong ánh mắt đầy vẻ gây hấn, trên người phảng phất toát ra sát khí, chắc là đã từng giết người. Hừ, không xuất một chút lợi hại thì sau này mấy tên bướng bỉnh này biết đâu sẽ tìm mình gây phiền phức. Diệp Phàm nghĩ thầm rồi đột nhiên vận kình dùng thiên âm lôi cương chỉ. Mạnh mẽ điểm ra. Một ngón tay chọc vào khối gỗ. Phụp. Mọi người chỉ thấy khối gỗ chấn động một cái rồi phát ra tiếng xèo xèo, tựa hồ có một làn khói bốc lên rồi nhanh chóng biến mất. Diệp Phàm thu tay lại, cười cười. Trương Cường. Nếu bốn người các anh cũng có thể làm được như vậy thì hãy gây sự với tôi, nếu không thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Không có thực lực thì tâm cao khí ngạo cũng không có ích gì. A. Trong nhà nhất thời vang lên tiếng hét của bốn người Trương Cường và Tề Thiên, miệng mọi người đều há hốc, ước chừng có thể nhét vào một quả đấm. Cả đám hoảng sợ nhìn cây gậy gỗ đã bị chọc thủng một lỗ chừng 3 phân, trên miệng lỗ bốc mùi khen khét như bị lửa đốt qua, thậm chí dường như bị ma sát mãnh liệt nên còn có cả một vòng hoa văn mờ mờ. Điều này chắc là do ngón tay lúc chọc vào quá mạnh khiến cây gỗ bị cháy khét. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ có phải là người không nữa. Lợi hại, chưa chắc đoàn trưởng Thiết cũng có thể làm được như vậy hay không. Cho dù Thiết Chiêm Hùng suýt nữa cũng kêu lên thất thanh, trong lòng chấn động dữ dội, thầm nghĩ. Mình đánh giá thấp hắn rồi, ít nhất phải ở ngũ đoạn khai nguyên. Một cao thủ siêu tuyệt sao tuổi còn trẻ như vậy. Giờ đã đạt đến ngũ đoạn thì chỉ trải qua vài năm rèn luyện nữa chắc là sẽ đạt đến lục đoạn, rất có tiềm lực. Nhân tài, không thể bỏ qua được. Mình phải lập tức báo cáo lên tổng bộ. Kỳ thật vừa rồi Diệp Phàm đã giảm đi 2 tầng thực lực, nếu không chắc Thiết Chiêm Hùng sẽ há miệng đến sái cả cằm. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi phục. Bốn người giật mình tỉnh lại, bốn miệng cùng hô, ánh mắt đều nóng rực. Riêng Tề Thiên đã sớm đảo mắt. Thầm nghĩ bất kể thế nào cũng phải moi được từ anh Diệp một vài bí quyết luyện công. Ha ha ha! Thiết Chiêm Hùng cười sảng khoái. Chúng ta đi kiếm cái gì uống vài chén nhỉ? Không cần đâu đoàn trưởng Thiết, trên xe tôi có đặc sản, tìm một chỗ làm thịt rồi chúng ta làm vài chén. Diệp Phàm nháy mắt. Đặc sản, có phải là động vật cấm không? Ánh mắt của Thiết Chiêm Hùng bỗng sáng lên nhìn Diệp Phàm như gái đẹp khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Diệp! Cố vấn Diệp, là đặc sản gì? Tề Thiên và Trương Cường cũng nhịn không được hỏi. Sói chuột lông xanh, đã nghe nói qua chưa? Diệp Phàm cười nói. Thịt sói thì ăn rồi, còn một con chuột thì có thể nặng bao nhiêu? Chúng ta nhiều người như vậy, anh có được vài con không? Tề Thiên cũng nháy mắt. Thoải mái đi, trở về Vịnh Lam Nguyệt, đến trụ sở bảo A Phát làm đi. Tiện đây cũng cho cố vấn Diệp biết trụ sở, sau này cũng dễ tới. Thiết Chiêm Hùng đứng dậy ra lệnh. Mấy người vừa đi đến cửa thì gặp phải một người đàn ông trung niên tiến lên nói. Đoàn trưởng Thiết, ở lại uống vài chén đã. Ha ha, ông chủ cố, lần sau đi. Thiết Chiêm Hùng gật đầu bắt chuyện. Diệp tiên sinh, hoan nghênh anh lần đầu tiên tới Phi Vân Các, đây là thẻ vàng của hội sở chúng tôi, có rảnh rỗi lại đến chơi. Ông chủ cố cười híp mắt đưa một tấm thẻ vàng cho Diệp Phàm. Thật xin lỗi. Vô công bất thụ lộc. Diệp Phàm đưa đẩy. Anh Diệp, cứ gọi tôi là ông chủ cố được rồi. Nhận lấy đi. Chỉ là một tấm thẻ hội viên thôi. Tề Thiên phía sau đỡ lời. Thật ngại quá. Diệp Phàm tiện tay nhận lấy tấm thẻ rồi cất vào cặp. Tâm tư của Tề Thiên thì hắn cũng đoán được. Trước kia cũng nghe Triệu Thiết Hải tựa hồ nói qua.
thằng danh này đơn giản là muốn tìm hiểu một vài bí quyết luyện công. Thật ra thì biết chút ít luyện công bí pháp, thật ra thì Thiết Chiêm Hùng cũng chính là một vị cao cấp vũ sư lục đoạn nhưng lại không dạy gã, chắc là do quy định môn phái A. Sau đó mấy chiếc xe rầm rộ chạy về Vịnh Lam Nguyệt. Trụ sở Vịnh Lam Nguyệt cách Thủy Châu chừng một cây số, đường khá tốt nên chỉ đi khoảng mười mấy phút đã tới. Đến nơi thì thấy một ngọn núi cao chừng 300 mét chắn ngang đường quốc lộ. Trên núi cây cối tùm, nhìn thoáng qua không thấy vẻ gì là một doanh trại. Thiết Chiêm Hùng cứ thế phóng xe chạy thẳng qua, chắc là vệ binh cũng đã quen mặt nên vội vàng đứng nghiêm giơ tay chào. Trên vách núi có một cánh cửa lớn rộng chừng 7-8 mét, phía trên dây leo tùm, bên trong là một sơn động. Xe vào trong sơn động thì tiếp tục chạy thẳng vào một sơn cốc hình cái ủng. Sơn cốc này bốn bề đều là vách núi đá dựng đứng cao gần mấy trăm mét, diện tích khoảng vài trăm hecta. Nhìn xa còn thấy một cửa biển lớn, thấp thoáng có pháo, radar bố trí hai bên, có thêm mấy chiếc quân hạm nhỏ đậu trong vịnh. Chắc là bên dưới còn có hầm ngầm nên cũng không thấy doanh trại gì, xe tiến lại gần mới thấy doanh trại màu xanh biếc, bên trên mọc đầy dây leo, tất cả đều nằm dưới bóng đại thụ, như hòa mình vào cây cỏ. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy một căn cứ quân sự chính quy, trong lòng rất kích động, giống như quan xã nhập triều, không cao hứng không được. Xe đi xuyên qua một sơn động nhỏ nữa, bên trong lại có thêm một sơn cốc nhỏ diện tích chừng 1 hecta. Sơn cốc này hoàn toàn không có lối ra nào khác, khép kín toàn bộ, chỉ có thể ra vào thông qua một lối duy nhất. Đến đây thì mọi người cùng xuống xe, Thiết Chiêm Hùng đắc ý. Cậu Diệp nhìn thế nào? Đây chính là trụ sở Liệp Báo lừng danh quân khu Lĩnh Nam. Sau đó Thiết Chiêm Hùng gọi đầu bếp A Phát bưng cái hòm của Diệp Phàm ra phía sau bếp. Lúc đầu bếp lôi con sói chuột lông xanh nặng đến mấy chục cân ra thì ngay cả Thiết Chiêm Hùng cũng ngạc nhiên. Mẹ kiếp, đây không phải là sói sao? Sao lại hơi giống chuột, lại lông xanh nữa? Tề Thiên gãi đầu mắng một câu, mấy người cũng súng cả vào ngắm nghía. A Phát sư phụ, đây là lá thuốc. Anh dùng để trưng nhé. Diệp Phàm tiện tay đem luôn bao thảo dược đi kèm cho A Phát. Tề Thiên, đi, mời Tư lệnh Triệu và chính ủy Thiết tới. Trương Cường, cậu đi nhìn xem phó đoàn trưởng Mã có ở đó không thì cùng gọi tới luôn để uống vài chén. Thằng cụ nó, thật là cao hứng. Có sói chuột lớn như vậy thì phải chén thoải mái. Vương Ngũ, cậu lập tức đi đổi biển số xe chuyện dụng cho cố vấn Diệp. Thiết Chiêm Hùng rất cao hứng. Gọi hết ban bệ tới ăn sói chuột. Ở trên bàn rượu Diệp Phàm thông qua nói chuyện mới biết tư lệnh của trụ sở Vịnh Lam Nguyệt tên là Triệu Quát, ông trông rất hòa nhã, có cấp bậc trung tướng. Chính ủy Thiết Hạo Minh ngược lại trông rất nghiêm khắc, xem ra lão có quan hệ với Thiết Chiêm Hùng, mang cấp bậc thiếu tướng. Trong căn cứ hiện có hai bộ phận lớn. Một chính là binh đoàn thứ hai của đại quân khu Lĩnh Nam, nghe nói có 6 vạn người. Quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ trông rất khó đoán tuổi. Rất mau mồm mau miệng. Bộ phận khác chính là đoàn đặc nhiệm Liệp Báo. Lúc đầu gọi là đoàn đặc nhiệm nhưng giờ đã thăng cấp rồi. Cũng không phải một đoàn bình thường, mà là một binh đoàn tinh nhuệ. Thật ra thì nhân số cũng không nhiều, tổng cộng cả binh sĩ cộng thêm bộ phận hậu cần, thông tin đảm bảo thì cũng chỉ khoảng hơn ngàn người, chưa bằng số lẻ của bộ phận kia. Chương 152, so cuồng với tướng quân. Tuy nhiên địa vị của Liệp Báo trong căn cứ dường như lại cao hơn tập đoàn quân số 2. Điều này đại khái được biểu hiện qua cuộc đấu võ mồm trên bàn rượu giữa Cố Thiên Kỳ và Thiết Chiêm Hùng. Đầu tiên, Thiết Chiêm Hùng cười ha ha nói. Lão Cố, nghe nói các anh tại tỉnh tỉnh Nam Phúc đang chọn chỗ để xây dựng một thao trường tác chiến cỡ nhỏ, tiêu tốn khoảng 1.500 vạn. Thằng nhóc Tề Thiên rất hiểu rõ địa hình, để nó đi khảo sát nhé. Cũng mới có ý đồ vậy thôi. Lão Thiết, anh không phải là không biết, cái thao trường mà chúng ta dùng chung đó hơi nhỏ. Có khi quân khu thỉnh thoảng còn phái thêm tân binh bắt chúng ta huấn luyện. Mẹ kiếp, tiền thì không xuất một đồng, người thì muốn chúng ta huấn luyện không công. Đáng giận hơn là có khi người ngoài quân khu cũng vào đây xin ké, còn lấy cái mỹ danh là trao đổi kinh nghiệm tác chiến M. Trao đổi cái rắm. Ngay cả tiền cơm cũng muốn tập đoàn quân thứ hai bỏ ra. Ai, thao trường của chúng tôi đã biến thành mẹ hai bao nuôi rồi. Vì thế chúng tôi suy nghĩ sẽ làm một thao trường nhỏ huấn luyện đặc biệt, chuyên dùng cho tập đoàn quân thứ hai, còn về phải đầu tư món tiền lớn thì. Chúng tôi là một đơn vị nghèo.
ăn uống của 6 vạn người cùng với bộ phận đi kèm do tôi quản lý. Nhưng kinh phí dự trù lại không bằng các anh, nếu tính theo đầu người thì quan quân tập đoàn quân số 2 của tôi có lẽ chỉ bằng một tên ăn mày. Mẹ nó chứ, đời sao lại thế chứ? Còn các anh đấy, toàn là phú ông giàu đến chảy mỡ. Mọi người thậm chí có bao thêm vợ hai nữa thì cũng còn dư. Cùng thuộc một quân khu lĩnh nam mà chúng tôi thì như mẹ kế sinh ra, còn các anh là do mẹ ruột sinh. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại tức uất, anh nói có phải không tư lệnh Triệu? Anh là tư lệnh phải xử lý mọi việc công bằng, đừng để quan quân tập đoàn quân số 2 của tôi phải thất vọng a. Ha ha ha. Cố Thiên Kỳ uống mấy chén rồi mượn rượu để xả giận. Tư lệnh căn cứ Triệu quát cười khổ. Ai, tôi cũng chỉ là tư lệnh trên danh nghĩa, năm nay đã dày mặt chạy lên quân ủy và quân khu xin được cho tập đoàn quân số 2 được mấy ngàn vạn đã không tệ rồi. Tiểu Thiết có bản lĩnh lớn, binh đoàn Liệp Báo không chỉ đeo riêng tấm biển quân khu lĩnh nam chúng ta mà còn có tấm biển lực lượng tác chiến đặc biệt của quân ủy. Tấm biển này quá nổi tiếng a, so với Bạch Kim còn đáng giá hơn a. Ai, chắc là so với tôi cũng dễ dùng hơn nhiều lắm. Tuy nhiên chuyện của Tiểu Thiết cũng rất nhiều. Đủ các thứ chuyện chút lên đầu họ. Ngay cả công an, an ninh, tình hình quân đội những gì không giải quyết được đều nhờ đến bọn họ, tiền nhiều nhưng cũng rất nguy hiểm đúng không? Mỗi ngày đều chạy đông chạy tây, đâu yên ổn một chỗ như tập đoàn quân số 2 các anh. Thoải mái đi, lão Cố. Các anh suốt ngày cũng chỉ ôm mấy mục tiêu bằng cỏ khô hô xung phong. Nhiều nhất thì cũng chỉ bắn mấy phát đạn pháo, vài tên lửa tầm ngắn, thêm một ít quân xanh đối kháng, tiến hành chạy bộ huấn luyện dã ngoại. Còn Liệp Báo chúng tôi nói khó nghe là sống trên mũi đao. Những việc chúng tôi làm đưa cho các anh cũng đâu làm được. Ví dụ như huyết án tại thôn Đập Thiên Thủy ở thị trấn Lâm Tuyền, huyện Ngư Dương lần trước, sư đoàn dã chiến của tập đoàn quân số 2 đóng ở thành phố Mạc Hương phái ra 2.000 quan quân, cuối cùng chỉ là trợ giúp được một chút mà thôi. Còn Thượng úy Tề Thiên bên Liệp Báo của chúng tôi chỉ cần đem theo một nhóm thì giải quyết xong rồi. Cả chủ mưu lẫn tòng phạm đều bắt được hết. Tuy nhiên thằng danh Tề Thiên này cũng có được phần thưởng xứng đáng, tuổi nhỏ vậy đã đeo thiếu tá rồi. Vì thế đồng chí lão Cố cũng đừng hẹp hòi nữa. Còn nữa, mỗi năm tôi cũng bị anh ăn bớt cả 4, 500 vạn rồi. Chỗ thao trường dùng chung đó, Liệp Báo chúng tôi cũng phải chịu đến 8 phần kinh phí. Tập đoàn quân số 2 các anh đi vào đó huấn luyện, ngay cả tiền trà nước cũng do Liệp Báo chúng tôi trả, ha ha, sau này đừng cạnh khóe nữa, hắc hắc, nếu nói nữa tôi sẽ thắt chặt hầu bao lại đấy. Ha ha, Thiết Chiêm Hùng cười nhạt rồi. Cố Thiên Kỳ vớ luôn một tảng thịt sói chuột, vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa luôn miệng. Tốt, tốt, thịt này ăn ngon thật, lão Thiết được đấy, ông cũng biết ăn hiếp binh đoàn nghèo như tôi. Tôi không chọc nổi anh thì ăn thịt uống rượu vậy, đổi cho ông đây chén lớn đi, không đem lão Thiết gục xuống bàn thì ông mày không rời bàn. Ha ha ha, Cố Thiên Kỳ cũng hào sảng, cười to như sấm. Diệp Phàm ngồi bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện thì há hốc mồm miệng, thầm nghĩ các tướng quân hàng ngày oai phong sao giờ lại giống như thổ phỉ chui ra từ núi quá vậy, hôm nay mình có phải đi lạc vào hang ổ không đây? Lão Thiết này... Hình như vụ án lần trước ở thôn Đập Thiên Thủy là nhờ có một người gọi là Diệp Phàm trợ giúp, nghe nói đánh chết 3 người cũng là do hắn hạ thủ, cao thủ A. Tề Thiên đã nói với tôi rồi. Ha ha, vậy thì không tính là công lao của Liệp Báo rồi, không lẽ Liệp Báo ngay cả đến một cái thị trấn nho nhỏ cũng phái thuộc hạ đến. Lão Thiết, không tệ, hay là chủ tịch huyện Ngư Dương là thuộc hạ của ông đấy. Hắc 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 hắc, Cố Thiên Kỳ nói xong nhìn cả bàn cười khan. Thật hiếm khi để cho lão Thiết mất mặt. Khó được a, Tề Thiên, xem mồm miệng của cậu đó. Thiết Chiêm Hùng vỗ bàn mắng to, tuy nhiên trên mặt lại hiện ra một nét cười quỷ dị. Nụ cười của y làm người trên bàn đều khó hiểu, thầm nghĩ, kỳ lạ. Lão Thiết bị làm mất mặt còn cười híp mắt, lão này hâm rồi à. Ngay cả Cố Thiên Kỳ cũng dần yên lặng, tự hỏi chẳng lẽ lão Thiết còn có hậu thủ. Có gì cơ mật không nói ra. Hay là mình trúng kế gì chứ? Y đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chợt như Columbus phát hiện ra tân đại lục, cầm chén rượu hô lớn. Ừ, cậu nhóc này là ai thế, lão Thiết? Hắn là ai vậy? Chưa đủ lông đủ cánh lại có thể dám ngồi cùng bàn với bọn anh, kỳ lạ. Sao tôi chưa từng thấy nhỉ? Cố Thiên Kỳ ngạc nhiên vì lúc ngồi vào bàn thì mọi người đều cắm đầu cắm cổ xơi thịt sói chuột,
có ai rảnh mắt đi nhìn người nào. Cố Thiên Kỳ gào lên như vậy làm mấy người trên bàn ngoại trừ Thiết Chiêm Hùng đều quay sang nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm làm hắn rét run. Tôi nói này lão Cố, nhìn gì mà nhìn lắm thế? Hắn chính là Cố Vấn Phàm mà Liệp báo chúng tôi vừa tuyển vào, tên là Diệp Phàm. Chính là người mà ông vừa nói là phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền đấy, ha ha. Đừng xem cậu ta còn trẻ tuổi vậy, nhưng đã mang quân hàm thiếu tá đấy. Nói đến thuật vật thì e dù là võ trạng nguyên trong tập đoàn quân số 2 các ông cũng không qua được tay người ta đâu. Về phần lão Cố nhà anh chẳng phải năm đó được xưng là võ trạng nguyên của quân khu lĩnh Nam sao, cũng không qua được tay người ta đâu. Ha ha, vậy anh nói công lao ở thôn đập Thiên Thủy lần trước có phải thuộc về Liệp báo không, hắc hắc. Thiết Chiếm Hùng chỉ sợ thiên hạ không loạn cố gắng kích bác Cố Thiên Kỳ và Diệp Phàm. Thì tôi cùng hắn so chiêu đi. Trẻ em cũng dám đua với người lớn. Về phần huyết án ở thôn đập Thiên Thủy thì nói hơi quá rồi chỉ là có chút thành tích thôi. Tôi nói này lão Thiết, anh xem người mà anh vừa nói kìa, chẳng phải hắn bị dọa cho ra cái gì rồi sao? Ai, đáng thương, thiếu tá Diệp, không cần sợ. Xem ra lão Thiết bốc phét rồi. Cố Thiên Kỳ căn bản là không tin, vì thế cứ khơi khơi đi khi dễ một thiếu tá. Mặc dù y nghe nói là hắn đã giết 3 người nhưng cho là Tề Thiên thổi phồng. Nhìn bộ dạng gà mờ kia sao làm được? Mình có thân phận gì? Lại đi so đo với một thiếu tướng quân đoàn trưởng. Diệp Phàm nghe lời của Cố Thiên Kỳ thì cũng cố dằn lòng nhưng dù là tượng đất cũng có 3 phần sinh khí. Huống chi Diệp Phàm lại là một đại sư võ thuật thất đoạn. Hắn trầm ngâm một lát rồi hào khí bốc lên, chậm rãi. Quân đoàn trưởng Cố, ngài là tiền bối nhưng cũng không thể quá áp bức hậu sinh như tôi. Nói nữa thì tôi sẽ bồi tiếp ngài tận tình. Nếu quân đoàn trưởng Cố muốn chơi cũng được. Tôi tuổi nhỏ hơn nên sẽ nhường ngài một tay, vậy được chưa? Ha ha, tôn trọng tiền bối là một mỹ đức truyền thống của người Hoa Hạ mà. Diệp Phàm nói rất nhẹ nhàng nhưng thiếu chút nữa làm Cố Thiên Kỳ sặc rượu. Tốt, một con côn trùng như cậu cũng dám phách lối. Gọi Lô Vân tới cho tôi, bồi tiếp thiếu tá Diệp của Liệp báo của chúng ta vài keo. Tuy nhiên cậu trẻ này, thua thì cũng không cần nói gì nhiều, chỉ cần cung kính nói mấy tiếng tướng quân Cố là được. Ha ha ha. Cố Thiên Kỳ khinh thường cười phá lên. Tôi nói này lão Cố, anh cũng thật hay đấy. Lô Vân lần trước ở kỳ thi đấu võ thuật toàn quân xếp thứ 3A. Trẻ tuổi mà đã là cao thủ tam đoạn. Ngay cả đại sư nổi tiếng Trần Vô Ba cũng định thu gã làm đệ tử. Ông làm vậy có quá hay không? Thiết Chiêm Hùng còn cố ý đào một cái giếng cho Cố Thiên Kỳ nhảy xuống. Nghe y nói thì tựa hồ như xác định Diệp Phàm thua chắc. Nhưng trong lòng thì đang cười sằng sặc, lão Cố a lão Cố, đừng trách người anh em này hại ông nhé. Ha ha, để cho ông nếm thử mùi vị lật thuyền trong mương. Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, nhưng người trẻ tuổi đâu phải là không có năng lực. Nói xong y đưa ngón tay cái ra hiệu cho Diệp Phàm để cổ động. Quân đoàn trưởng Cố, tỉ thí cũng phải có chút gì chứ nhỉ, nếu không thì cũng hơi nhạt. Diệp Phàm nhẹ nhàng tung ra một chiêu. Chút gì là thế nào? Cậu nói đi. Cố Thiên Kỳ thuận miệng. Thiếu tá Diệp, dũng cảm nói đi. Lão Cố rất trọng danh dự, sẽ không quỵt nợ đâu. Có Tư lệnh Triệu và chính ủy Thiết đang ngồi đây, thêm cả phó đoàn trưởng Mã cũng có thể làm chứng. Lần này thì Thiết Chiêm Hùng đào cả một cái hầm. Ha ha, làm chứng thì có ngại gì. Triệu Quát cũng cười híp mắt giống như lão hồ ly. Những người khác cũng đều gật đầu phụ họa. Quân đoàn trưởng Cố, ngài là lãnh đạo lớn. Tôi có một thân phận mà vừa rồi mọi người vừa nghe nói. Chính là một phó chủ tịch nho nhỏ của thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương thành phố Mặc Hương, thiếu tá chẳng qua là kiêm nhiệm mà thôi, lúc vừa tốt nghiệp thì tới thôn đập Thiên Thủy làm một cán bộ thôn. Vì thế cũng có tình cảm với nơi đó, ở đó cũng có rất nhiều rừng già. Ở Lang Đang Cốc thuộc lâm trường cảnh dương của thành phố Mặc Hương nghe nói còn có cả rừng già Nguyên Thủy. Còn ở thôn đập Thiên Thủy còn có một chỗ gọi là Kháo Lang Cốc. Diện tích chừng vài hecta, xung quanh toàn là núi. Chấm mở ngoặc vuông, quốt, chương 153, đánh cuộc vì người của thôn đập Thiên Thủy. Nói đến đây thấy mọi người đều có vẻ thích thú, Diệp Phàm nhấp một ngụm rượu tiếp tục tài diễn thuyết mê người của mình. Nơi này đến một nửa là thuộc về xã Khanh Hương ở bên cạnh, nhưng xã này không lâu nữa sẽ giải tán, sáp nhập vào thị trấn Lâm Tuyền,
cho nên cũng có thể nói dãy núi Quỷ Hồ toàn bộ là của thị trấn Lâm Tuyền. Chỗ này không đơn giản, toàn bộ là vách tường cao chót vót, độ cao của đỉnh núi so với mặt biển đạt hơn 1.000 thước, giống như cánh rừng thẳng đứng. Đại thụ khổng lồ 7-8 người ôm chỗ nào cũng có, đất đá giống như cài răng lược, đừng nói là người, ngay cả vượn khỉ muốn từ chỗ thấp trèo lên cao cũng có chút khó khăn. Xung quanh lại càng thưa thớt người ở, hầu như chỉ có một thôn trang nhỏ không đến 200 người. Tôi đã điều tra qua, vẻn vẹn chỉ có 30 hộ gia đình. Chỗ này hiện nay là sân thao trường tự nhiên, nếu muốn xây dựng thì phải di rời toàn bộ 30 hộ dân cũng tốn không ít tiền. Vừa rồi nghe nói quân đoàn trưởng cố muốn xây dựng một thao thường cỡ nhỏ thì dãy Quỷ Hồ chính là chọn lựa tốt nhất. Tại sao gọi là dãy Quỷ Hồ? Ý tứ chính là nơi ngay cả quỷ hồn của hổ cũng thường xuyên lui tới. Tôi nghĩ đối với huấn luyện tâm lý của bộ đội dã chiến các anh đây đúng là nơi trùng hợp ngẫu nhiên, áp lực tâm lý càng lớn thì càng có thể có được thành tích tốt, không phải sao? Diệp Phàm cố gắng thổi phồng dãy Quỷ Hồ. Ý tứ của anh chính là đánh cuộc nơi này với tôi. Quân đoàn trưởng cố ý tứ sâu xa nhìn Diệp Phàm chằm chằm mỉm cười, Diệp Phàm dù sao vẫn còn non nớt, Cố Quân Kỳ người ta lại là một con hồ ly thành tinh, chút tâm địa xảo quyệt này đều được nhìn thấu. Không dám đánh cuộc, quân đoàn trưởng cố có thể trả lời, chắc chắn tôi muốn một hứa hẹn nho nhỏ. Chính là hy vọng quân đoàn trưởng cố có thể phái người đi xem nơi này. Không thỏa mãn có thể không xây, nhưng chính vì thôn đập thiên thủy chỉ xin một hy vọng mà thôi. Đương nhiên, nếu dưới điều kiện ngang nhau, hy vọng quân đoàn trưởng cố có thể chọn lựa dãy Quỷ Hồ. Diệp Phàm vẻ mặt rất chân thật. Được, cậu khá lắm, còn có thể nghĩ đến dân chúng, bất kể thắng hay thua tôi cũng sẽ kêu người xuống xem. Quân đoàn trưởng cố vỗ đùi quyết định. Tư lệnh Triệu, chính ủy Thiết, quân đoàn trưởng cố, đoàn trưởng Thiết. Mọi người có thể còn chưa biết, khu rừng nguyên thủy tên là Lang Đang Cốc của Lâm Trường Cảnh Dương phạm vi không nhỏ. Nghe nói có 70-80 hecta. Bên trong truyền thuyết từng nhìn thấy hổ, heo rừng lớn bằng con nghé con tương đối nhiều, sói đoán chừng là cũng có. Chính là con sói chuột lông xanh nặng gần 60 cân tối nay chúng ta ăn cũng chính là bắt được ở chỗ này. Lúc ấy bắt được 5 con sói chuột vương lớn nhất phải nặng hơn 100 cân. Nếu mọi người có hứng thú, lúc nào đấy đến thị trấn Lâm Tuyền, gọi điện thoại, nhất định sẽ không để mọi người tay không quay về. Diệp Phàm thần bí nói, sói chuột vương, trên 100 cân, đích xác là lớn. Tư lệnh Triệu, tay của tôi lại có chút ngứa ngáy rồi, nếu không chúng ta lúc nào đó tranh thủ thời gian đi dạo chơi, mẹ kiếp. Có thể giết được một con heo rừng mấy trăm cân, chế biến một nồi thịt hương vị hải sản tuyệt đối là không chê vào đâu được. Thiết Chiêm Hùng cũng có lòng muốn giúp đỡ Diệp Phàm một tay, cố gắng cổ động mọi người. Những quan chức cao cấp trong quân đội này đi dạo một vòng nhìn thấy đường xá xuống cấp của thôn đập thiên thủy đoán chừng muốn rót xuống mười mấy vạn có lẽ cũng không khó, cũng xem như là giúp đỡ Diệp Phàm rất nhiều, sau này sai khiến, anh chàng này cũng nghe lời một chút. Trên đời này không có chuyện tốt đẹp gì từ trên trời rơi xuống, nếu có chỉ là lợi ích, mọi người đều có tính toán nhỏ nhặt của mình. Được rồi, lão già tôi không cần đi nữa. Muốn chơi vẫn là chú cố chú thiết các chú tự đi đi. Ai, năm tháng không buông tha cho con người. Triệu tướng quân có chút tiếc nuối thời gian trôi qua. Tôi nói tư lệnh Triệu này, ông đâu phải đã già, mới 50 tuổi đầu, còn trẻ lắm. Ha ha, Cố Thiên Kỳ thật ra cũng có chút ý động. Không lâu sau, một chàng trai cường tráng đi tới, chính là Lô Vân, thám hoa đấu võ toàn quân. Vật tay, 3 trận 2 trận thắng. Kết quả này không khó phán đoán, Diệp Phàm dễ dàng xác định. Một ván cuối cùng vẫn là Diệp Phàm cố ý nhường, thua một ván, bằng không mặt của Cố Quân Kỳ sắp chảy dài bằng mặt bàn rồi. Cũng không thể đắc tội quá mức với Cố Quân Kỳ, người ta dù sao cũng là một tướng quân. Hơn nữa sau này chuyện của thao trường vẫn cần nhờ ông ta. Trải qua lần này, mấy vị đại lão đang ngồi lại một lần nữa xem trọng tên nhóc con Diệp Phàm. Cố Thiên Kỳ tức giận không thôi mắng chửi. Mẹ kiếp, ông Thiết, ông lại dẫm lên phân chó rồi. Người kế tục tốt như vậy mà cũng có thể chiêu mộ được. Ai, đáng hận. Cố Thiên Kỳ vẻ mặt sầu muộn, đảo con mắt một vòng nói với Diệp Phàm. Thiếu tá Diệp, lúc nào có thời gian rảnh rỗi đến quân đoàn 2 của tôi ngồi chơi một chút. Quân đoàn tôi nằm ở bên ngoài sơn động này. Giúp tôi một tay nhé, phía bên tôi cũng có thành lập một trại trinh sát đặc nhiệm. Nếu cậu tới quân đoàn tôi,
đảm bảo không đến 2 năm sau thăng lên làm trung tá, càng mang tới cho cậu sự kiêu ngạo lớn hơn. Ha ha, ông Cố, không cần lôi kéo người tài của người khác như vậy chứ. Dù sao cũng phải lưu lại cho tôi chút thể diện có phải không? Thiết Chiêm Hùng cũng không vui lòng, chặn ngay, cười quỷ quái nói. Những cái khác ông muốn kéo cũng kéo không đi, ai? Tôi cũng giống ông, Tiểu Diệp người ta hiện tại cũng chỉ là treo lên người danh hiệu cố vấn của Liệp báo chúng ta, thằng nhóc này không muốn tham gia quân đội, chỉ muốn ở chỗ này làm ra chút thành tích thôi. Được rồi, con người ai cũng có chí khí riêng của mình, có thể giúp đỡ được chút chuyện nhỏ là tốt rồi. Thiết Chiêm Hùng nói xong câu này, trong lời nói cũng có vẻ khổ sở, không thể lập tức chiêu mộ Diệp Phàm tham gia vào Liệp báo, trong lòng y cảm thấy có chút tiếc nuối. Vì Diệp Phàm quá hoàn hảo, người kế tục tốt như vậy quý hiếm như sừng lân, lông phượng vậy. Ha ha ha, ông Thiết, thì ra ông cũng không lôi kéo được chú Diệp. Chàng trai, có khí phách, ngay cả ông Thiết cũng phải chịu nghẹn trên tay cậu, thú vị. Thú vị, thú vị quá, nếu ông Thiết còn chưa thuyết phục được cậu. Lão Cố này vẫn còn có hy vọng có phải không? Cũng không tính là đào góc tường của ông. Cho nên, tôi trịnh trọng hứa rằng, chính là nói, cánh cửa của quân đoàn 2 lúc nào cũng rộng mở chào đón cậu. Cố Thiên Kỳ bất chấp ánh mắt sắp xiết người của Thiết Chiêm Hùng, ra sức cổ động Diệp Phàm. Phải biết rằng từ sau khi Lô Vân đạt được hạng 3 trong đấu võ toàn quân, Thiết Chiêm Hùng cũng một mực đào khoét, châm biếm mình, cổ động Lô Vân rời khỏi quân đoàn 2 tham gia vào Liệp báo. Nhưng cuối cùng vẫn bị mình kéo về, chuyện này thiếu chút nữa ầm ĩ đến lãnh đạo cao nhất của quân khu lĩnh Nam rồi. Hình như kinh động đến cả lãnh đạo nào đó của quân ủy, nhưng vì an ủi Lô Vân, Cố Thiên Kỳ lập tức đưa Lô Vân từ chức đại đội trưởng thượng úy để bạt lên làm doanh trưởng thiếu tá. Vốn ban đầu cũng không thể gọi là không nặng, Thiết Chiêm Hùng tức giận nghiến răng nghiến lợi cũng không có cách nào khác. Cố Thiên Kỳ người ta nói cũng rất có lý. Liệp báo các ông là trụ cột, tinh anh. Binh lính đứng đầu của quân khu. Các ông ăn thịt, cũng không thể không chừa cho quân đoàn dã chiến chúng tôi chút canh chứ. Quân đoàn 2 của tôi cũng là bộ đội tinh anh của quân khu. Vừa mới tạo ra được một nhân tài ông đã muốn đào đi, cứ tiếp tục như vậy quân dã chiến chúng tôi còn làm cái gì, chỉ bằng giải tán đi. Thời chiến mấy trăm người đỉnh cao đều bị Liệp báo gọi đi hết. Cuối cùng quân khu giảng hòa, Lô Vân vẫn ở lại trong quân đoàn 2. Có thể thăng lên làm thiếu tá hắn cũng đã vô cùng hài lòng rồi, nếu tới Liệp báo, những cao thủ tam đoạn giống như hắn người ta cũng có không ít, danh hiệu nhất định không có gì tốt đẹp hơn. Đã không xem là gì, vậy chi bằng ở lại trong quân đoàn 2 làm một hảo hán còn thoải mái hơn. Chuyện này ngay cả tư lệnh Triệu Quát cũng có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt rất tâm tắc. Được, anh chàng này khá lắm, có lý tưởng hoài bão của riêng mình. Có thể chống đỡ lại được sức hấp dẫn lớn như vậy, hiện tại thanh niên như vậy không còn nhiều nữa, ai? Có chút tiếc nuối rồi. Nhưng Tiểu Diệp à, tôi nói cho cậu biết, căn cứ Lam Nguyệt Vịnh chúng tôi bất cứ lúc nào cũng mở rộng cửa với cậu, lúc nào làm việc ở bên ngoài cảm thấy mệt mỏi, muốn thay đổi khẩu vị có thể tìm chúng tôi. Cảm ơn ưu ái của tư lệnh Triệu, nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ tìm ngài. Diệp Phàm vội vàng đứng lên cung kính chào theo nghi thức quân đội nói. Quân đoàn trưởng Cố, chuyện giúp đỡ tôi rất vinh hạnh, có thời gian tôi sẽ đến tham quan. Được, được. Cố Thiên Kỳ liên tục nói hai chữ này, nhưng sắc mặt có chút cứng ngắc liếc nhìn Thiết Chiêm Hùng giống như đánh thắng một trận lớn vậy. Lão và Thiết Chiêm Hùng kỳ thực là một đôi bằng hữu rất tốt, chỉ là trên phương diện công việc, thỉnh thoảng vì lợi ích của bộ phận mình mà xung đột một chút, hai người thỉnh thoảng gây chuyện ồn ào thì cứ gây, nhưng sau đó trên bàn rượu lại lập tức uống đến quên trời quên đất. Cười nói rộn ràng. Thật ra đây chỉ là gút mắc nhỏ về lợi ích giữa hai quân đoàn mà thôi, từ trước đến nay hùng hồn mà nói hai người đều là vì đại quân khu lĩnh Nam mà phục vụ. Khoảng 8 giờ tối Diệp Phàm quay về Thủy Châu, hôm nay lại đã kiếm được món tiền lớn 30 vạn, muốn đưa một món quà cho em gái, thuận tiện đưa cho nó một ít tiền để tiêu. Em gái Diệp Tử Y của hắn là người rất hiểu chuyện, biết kinh tế trong nhà không tốt gì cả, năm nay khi vừa vào. Học viện âm nhạc Thủy Châu, trong nhà nghe nói còn mắc nợ bên ngoài 3-4 vạn, cho nên cuộc sống của Diệp Tử Y luôn tương đối giản dị. Học viện âm nhạc Thủy Châu thật ra là một phân nhánh của học viện âm nhạc Yến Kinh, cả nước chỉ có một ngôi trường này, có thể đậu vào đây tất cả đều là những người được yêu thích về phương diện âm nhạc.
còn những người có tố chất âm nhạc kém một chút thì chính là dựa vào giúp đỡ rất nhiều mới có thể tiến vào ngôi trường này. Cho nên những công tử giàu có, những thiên kim giàu có ở trong ngôi trường này đặc biệt nhiều, ngay cả bên Hồng Kông cũng có một số lượng lớn học sinh tiến vào nơi này đào tạo chuyên sâu. Dù sao trước mắt cũng đang thịnh hành trào lưu ca sĩ nổi tiếng, có thể tiến vào học viện âm nhạc rèn luyện một chút nền tảng âm nhạc sau này cũng cho phép bước đi trên con đường ca sĩ nổi tiếng, minh tinh điện ảnh. Đây là lý tưởng của tuyệt đại đa số các nam thanh nữ tú trong thế giới rộng lớn này. Diệp Phàm nhắn tin cho một người bạn cùng phòng của Diệp Tử Y, nghe nói người bạn cùng phòng này còn là người Hồng Kông, tên là Phạm Phiêu Phiêu, gia cảnh đương nhiên là tốt hơn nhà mình một chút cho nên mới có máy nhắn tin để sử dụng, vừa vặn thuận tiện cho Diệp Phàm và em gái liên lạc. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên nhắn tin, trước đó nhiều nhất chính là chuẩn bị chút tiền cho em gái, Thủy Châu cũng đã tới mấy lần rồi, nhưng vì công việc bận rộn không có thời gian đi thăm em. Suy nghĩ những điều này Diệp Phàm cảm thấy có chút xấu hổ, một người anh trai như mình có phải có chút không làm tròn với chức vụ. Nếu là khoảng thời gian vừa mới tham gia công tác, bản thân không có tiền còn nói được, hiện tại mình tốt xấu gì cũng được xem là một phú ông nhỏ, có lẽ cũng nên quan tâm tới em gái nhiều hơn một chút. Vốn là muốn mua một chiếc điện thoại di động đưa cho em gái, nhưng suy nghĩ một hồi cảm thấy làm vậy cũng quá khoa trương rồi, một học sinh dùng đồ chơi gì đó hơi xa xỉ một chút, đối với quá trình trưởng thành của em gái, quả thật có ảnh hưởng không tốt, vì thế dứt khoát đổi thành một cái máy nhắn tin màu hồng phấn xinh xắn siêu mỏng. Phải biết rằng vào năm 95 một cái máy nhắn tin tốt cũng cần có khoảng 2.000 tệ, dắt ở bên hông một tiếng vang lên, rất là thu hút ánh mắt của mọi người. Thân sắc rất tốt. Nhãn lực ái mộ đưa tới tuyệt đối không thua kém gì nhãn hiệu nổi tiếng của các cô gái hiện tại. Thời đại đó, khi bắt đầu, nếu bên hông của ai đó kêu bíp bíp một tiếng, người này nhất định đứng lên, vô cùng kiêu ngạo rút từ bên hông ra một cái máy nhắn tin cố ý nhìn xem, một lần nữa liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong hội trường, nghênh ngang đi ra ngoài gọi điện thoại. Chương 154, nổi lên phong ba nhỏ trên trung tâm thương mại 1+2. Còn nói về điện thoại di động thì lại không có mấy người có được, tiền phí nói ra cũng là đắt kinh người. Cho dù là Ngư Dương cũng chỉ có mấy chủ tịch thị trấn, bí thư có hiệu quả tốt mới xứng có điện thoại di động, một số quê nghèo kinh tế không tốt, phát mũi bỏ miệng thì cũng không xứng với điện thoại di động, toàn là máy nhắn tin. Thời kỳ đó là giai đoạn phát triển của máy nhắn tin. Anh, hôm nay là thứ bảy, em cũng với mấy người bạn học đi dạo phố, anh vung tiền gọi điện thoại cho em làm gì? Có phiền không? Em gái Diệp Tử Y thấy anh trai gọi điện thoại tới, lập tức ngẩng cao đầu tỏ ra kiêu ngạo trước mặt bạn học. Nói thật, là làm để cho bạn học thấy, ý tứ là mình cũng có anh trai yêu thương cưng chiều, kỳ thực trong lòng đã trông mong cú điện thoại này đã mấy tháng rồi. Vốn cô rất tức giận, anh trai mấy tháng rồi không gọi điện thoại, làm hại ban đầu khi nói số điện thoại của bạn học cho anh trai nói là anh trai thương mình như thế nào, anh trai quan tâm đến mình như thế nào. Ai ngờ anh trai không gọi điện thoại, làm hại bạn học người Hồng Kông đưa cho cô số điện thoại Phạm Phiêu Phiêu thường xuyên bớn cợt nói là cô bị người ta quên lãng rồi. Vì điều này mà Diệp Tử Y luôn buồn phiền, nhớ tới lại len lén một mình trốn trong chăn khóc, cảm thấy sau khi anh trai tham gia công tác có phải thật sự không còn thương mình nữa, nếu không vì sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không nỡ gọi, ngoài gửi 1.000 tệ cũng không đến thăm cô một lần. Diệp Tử Y còn tưởng rằng anh trai bị phân công đến thôn tên là Đập Nước Thiên Thủy, cuộc sống rất vất vả, cho nên ngay cả 1.000 tệ cũng không dám dùng, muốn tiết kiệm, tích lũy một chút tiền cho anh trai mua máy nhắn tin. Các em đang ở đâu? Anh hiện tại đang ở Thủy Châu, tới đón các em. Diệp Phàm cười nói. Anh tới Thủy Châu, hừ, ai cần anh đến đón, ở cao ốc Kim Mã đường Kim Sơn. Trong lòng Diệp Tử Y cảm thấy một trận trầm bổng. Mặc dù ngoài miệng nói cứng, nhưng thật sự vẫn sợ anh trai không tới đón nên vội vàng nói ra địa điểm. Cô cũng muốn giới thiệu anh trai cho mấy người bạn học xem mặt, vì Diệp Tử Y luôn rất sùng bái anh trai Diệp Phàm của mình. Ha ha ha, anh sẽ lập tức tới đón. Diệp Phàm cũng đang lái xe tới đường Kim Sơn, rẽ vào đường nhánh đã nhìn thấy tòa nhà Kim Mã cao tới 20 tầng. Từ xa đã nhìn thấy em gái mặc trên người áo lông cũ màu vàng. Chiếc áo lông này chính là mẹ hắn Lâm Tú Chi tự mình dệt thành. Em gái rất hiểu chuyện, cũng không xài tiểu hoang phí. Ở học viện âm nhạc, là nơi đầy những cô gái xinh đẹp, trông cô giống một con vịt con xấu xí. Thật ra em gái Diệp Tử Y, dáng người tương đối xinh đẹp,
chẳng qua là ăn mặc quá bình thường, thậm chí nói là mộc mạc. Nhìn ba cô gái ăn mặc kiểu cách bên cạnh em gái, Diệp Phàm cảm thấy lỗ mũi đau xót, hốc mắt có chút ẩm ướt. Ai, mình thật là khốn khiếp, chỉ biết làm mình thoải mái, em gái của Diệp Phàm làm thế nào có thể ngay cả quần áo ra hồn cũng không có. Diệp Phàm giận dữ tự mắng mình một câu, nhẹ nhàng nhấn ga ô tô chậm rãi lăn đến bên cạnh em gái. Diệp Tử Y tuyệt đối không ngờ Diệp Phàm lại đích thân lái ô tô tới đón cô, đôi mắt xinh đẹp vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc xe giao thông công cộng đang từ trên đường chậm rãi đi tới. Cô tưởng là anh trai nhất định là ngồi trên xe công cộng tới, cho nên chiếc xe ô tô của Diệp Phàm dừng trước người cũng không có nhìn thấy. Vốn trung tâm thương mại Kim Mã ở Thủy Châu là một trung tâm thương mại chất lượng cao cấp, chất lượng vô cùng nổi tiếng, trước tòa nhà cũng dừng lại vô số xe xịn, chiếc xe của Diệp Phàm cũng không xem là gì. Ha ha, em gái, nhìn cái gì? Diệp Phàm mở cửa xe đứng trước mặt Diệp Tử Y, vẻ mặt vui vẻ mỉm cười, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Anh, .ans tại sao, chiếc xe này? Diệp Tử Y vui mừng, đến ngay cả lời nói cũng nói không rõ ràng. Sao hả, kỳ lạ lắm sao, ha ha. Diệp Phàm cười nhẹ. Em đánh chết anh. Diệp Tử Y thoáng cái nhảy đến trước người Diệp Phàm. Gót chân vung lên nắm tay non nớt đấm tới. Ha 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 đánh đi, là anh không tốt, lâu như vậy cũng không đến thăm công chúa nhỏ của nhà họ Diệp chúng ta. Nên đánh, đánh mạnh một chút cho công chúa nhỏ nhà chúng ta hả giận. Diệp Phàm cũng cao hứng, để mặc cho em gái đánh vào ngực mình vui vẻ nói. Ba cô gái còn lại cứ âm thầm quan sát Diệp Phàm, dáng người xem ra rất được. Không thể nói là cực kỳ anh tuấn. Nhưng cũng xem như là vừa đến cấp thượng đẳng, nhìn quần áo ăn mặc cũng chỉ xem như là loại bình thường. Xe này xác định không phải xe của hắn, nói không chừng còn là tài xế lái xe cho lãnh đạo. Nếu là bản thân hắn tỏ rõ giàu có tiền như vậy tại sao lại để em gái ăn mặc mộc mạc thế kia? Ăn mặc mộc mạc còn có thể nói là thiên kim nhà làm ăn giàu có, nhưng ăn uống cũng rất đơn giản. Nhất định sự mộc mạc của Diệp Tử Y tuyệt đối không phải là giả vờ. Vì vậy ba cô gái lập tức quy kết Diệp Phàm là làm việc trong hàng ngũ nhân viên bình thường của Ủy ban Nhân dân. Tuy nhiên mọi người cũng không để lộ ra sắc mặt khinh thường, dù sao hắn cũng là anh ruột của Tử Y, cũng phải trừ lại cho người ta một chút thể diện không phải sao. Nhìn gì mà nhìn, anh tớ cũng không đến nỗi tệ phải không? Diệp Tử Y cuối cùng cũng dừng nắm tay trắng nõn của mình lại hướng về phía ba người bạn hỏi rồi giới thiệu. Anh, đây là ba người bạn tốt nhất của em. Sở Vân Y tới từ Mạc Hương chúng ta, Ngọc Mộng Nạp Tuyết đến từ Tây Song Bản Nạp, Phạm Phiêu Phiêu đến từ Hồng Kông. Thế nào hả, bạn học của em dáng người như tiên nữ đúng không, ha ha ha. Đúng, tiên nữ từ trên trời hạ xuống nhân gian, ha ha. Diệp Phàm thuận miệng nịnh bợ, nhưng ba cô gái này quả thực là rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Sở Vân Y đến từ quê cũ Mạc Hương, yêu kiều như hoa mùa xuân, giống như tiên nữ trong tranh. Trên người mặc một chiếc váy màu vàng tương đối thịnh hành, có chút cảm giác như tiên nữ hạ phàm. Ngọc Mộng Nạp Tuyết đến từ Tây Song Bản Nạp, lộ ra đôi mắt xinh đẹp, vừa kỳ lạ vừa mê người. Cô mặc váy, áo lông mềm màu trắng sữa, giống như một miếng ngọc điêu khắc ấm áp nhàn nhạt, vừa mộng vừa huyễn, tinh khiết vô cùng, giống như dòng suối trong lòng sương mù cuồn cuộn chảy xuôi trước mặt hắn, hơn cả Tây Thi mấy phần. Đôi môi anh đào xinh chắn khiến trong lòng Diệp Phàm giật mình thật sự muốn cắn lên một cái, thật sự có một phong vị khác. Phạm Phiêu Phiêu đầy đặn nở nang, tiên diễm quyến rũ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, vì là tới từ Hồng Kông cho nên ăn mặc tân thời nhất, làm nổi bật đường cong của cô vô cùng nhuần nhuyễn, toàn thân tràn đầy một loại giận hờn mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà suy nghĩ không thôi. Đương nhiên, Diệp Phàm chú ý nhất đối với Ngọc Mộng Nạp Tuyết, vì trong cái tên có một chữ mộng. Hắn nhớ tới Diệp Nhược Mộng. Ha ha ha, bọn em là tiên nữ trên trời hạ phàm, vậy anh là gì? Phạm Phiêu Phiêu nheo mắt trêu ghẹo nói. Anh sao, đành phải oan ức một chút, làm một anh chàng cầy ruộng. Khổ vậy. Diệp Phàm nhún vai dáng vẻ giả vờ vô cùng thiệt thòi. Ha ha ha. Bốn cô gái lập tức cười phá lên làm Diệp Phàm thiếu chút nữa say lòng. Tử Y, anh trai cậu thật quá giảo hoạt. Dám trêu chọc chúng tớ, đáng phải chịu phạt. Sở Vân Y bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, như chiến hỏa thiêu đốt người Diệp Tử Y.
Vân Y, cậu nói lời này là có ý gì, tớ không hiểu. Đoán chừng vì Phạm Phiêu Phiêu tới từ Hồng Kông, đối với câu chuyện thất thiên nữ không phải là biết lắm, cho nên lập tức không nghĩ ra phương diện đó, vẫn ngốc nghếch đi hỏi thẳng là tại sao. Vậy cậu đồng ý làm thất nguội, tớ sẽ nói cho cậu biết, thế nào hả? Lúc này Ngọc Mộng Nạp Tuyết bỗng nhiên chen miệng nói, vẻ mặt có chút mùi vị quái dị. Làm thất nguội thì làm thất nguội, em gái tốt mà. Nhỏ nhất càng được thương. Phạm Phiêu Phiêu không cho rằng chuyện đó có gì mờ ám cho nên lập tức đồng ý. Lúc này Ngọc Mộng Nạp Tuyết kề sát bên tai cô đem truyền thuyết thất thiên nữ nhỏ giọng kể lại một lần. Khuôn mặt Phạm Phiêu Phiêu càng lúc càng đỏ bừng, cuối cùng là hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phàm, quát lớn. Được lắm, Tử Y. Anh trai cậu dám chiếm tiện nghi của tớ thì tớ phải tìm lại trên người cậu, phạt. Đáng phạt. Thoáng cái ba cô gái đều đuổi theo Diệp Tử Y, hù dọa Diệp Tử Y vội vàng đem Diệp Phàm ra làm bia đỡ đạn. Ha ha, ai bảo các cậu là tiên nữ, anh trai tớ không thể làm gì khác hơn là làm Ngưu Lang rồi. Là tự cậu muốn làm thất muội đấy chứ, vậy tớ phải gọi cậu là gì? Diệp Tử Y hổn hển tìm nơi ẩn núp nhưng vẫn không quên trêu chọc mấy câu. Diệp Phàm chỉ cảm thấy bốn mùi hương hồ điệp thoang thoảng vòng quanh người mình, mùi hương trên người bốn cô gái cũng không giống nhau, thỉnh thoảng Phạm Phiêu Phiêu xông tới còn không cảnh giác, thân hình còn đụng vào người của Diệp Phàm. Đứng một lúc hắn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vội vàng hành khí một vòng, vội đọc thanh tâm chú để ổn định xuống, thầm nghĩ, phiền toái. Quả thái tuế hồng thật sự không thể ăn bừa bãi được, nhìn thấy con gái thì có chút phát tác rồi, sau này nếu cứ như vậy thì phiền phức. Ai? Ba cô gái này lại không xinh đẹp bình thường, có thể nói là cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt là Ngọc Mộng Nạp Tuyết, thuần khiết đến lay động lòng người, đúng là cực phẩm tuyệt hảo. Ha ha ha! Trong lúc nhất thời mấy cô gái cười như điên, làm những người đi đường nhìn thấy đều nhíu mày quay đầu lại, lúc này bốn cô gái mới lẻ lưỡi kết thúc chơi đùa. Được rồi, tối nay anh mời khách. Diệp Phàm nhẹ nhàng cười nói, quay đầu kéo tay Diệp Tử Y có chút dáng vẻ áy náy. Em gái, anh trai gần đây bận rộn công tác, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Hôm nay anh trai cao hứng, đi, tới siêu thị Kim Mã, anh trai chọn cho em mấy bộ quần áo tử tế. Anh, đừng đi. Ở trong đó giá đắt lắm, một bộ quần áo tốt cũng phải mấy trăm. Muốn mua dứt khoát tới cửa hàng nhỏ mua đi, thỉnh thoảng cũng gặp được hàng tốt, hơn nữa rất rẻ, mười mấy tệ là được rồi. Diệp Tử Y nhìn tòa nhà Kim Mã cao đến 20 tầng cứ lắc đầu. Nói gì vậy chứ, anh gần đây có kiếm được chút tiền, không sao đâu, đi. Diệp Phàm không phân biệt, kéo tay em gái, mấy người đi vào siêu thị. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Phàm vang lên, chuyện này khiến bốn cô gái ngạc nhiên. Anh Diệp, đến Thủy Châu cũng không nói với anh em một câu, chúng ta là anh em kết nghĩa, tại sao lại khách khí như vậy? Lô Vĩ hiển nhiên có chút giận dỗi lẩm bẩm nói. Bây giờ anh đang ở đâu, em tới đón anh. Siêu thị Kim Mã, mấy ngày vừa rồi bận quá, sau này có thời gian lại cùng anh em uống mấy chén. Kỳ lạ, làm sao chú biết anh tới Thủy Châu rồi? Diệp Phàm có chút khó hiểu. Ha ha, em là Chư Cát Khổng Minh, đương nhiên có thể tính toán ra rồi. Lô Vĩ tự đắc cười một trận, sau đó lại bổ sung nói. Anh Diệp, khi anh ăn cơm có phải có vật tay không? Đúng vậy, ở căn cứ Lam Nguyệt Vịnh, chà. Lô Vân lẽ nào là họ hàng của cậu? Diệp Phàm thoáng cái nhớ tới khi vật tay, lúc đó Lô Vân thám hoa đấu võ toàn quân tới, hai người đều họ Lô, nhất định là có quan hệ gì đó. Không sai, anh họ em, thua rất ấm ức, thở phì phì quay về nói là lúc nào đó còn muốn tìm anh vật tay một lần nữa. Anh cứ đợi đi, ha ha. Lô Vĩ vui mừng cười như điên. Anh đến siêu thị Kim Mã làm gì? 10 giờ em ở quán rượu Thủy Châu đợi anh. Hai anh em chúng ta không uống mấy chén là không được. Chương 155, ai phóng tay hơn? Em gái của tôi ở học viện âm nhạc, còn có ba bạn học cùng nhau, tôi tới để mua cho nó mấy bộ quần áo. Ai, tôi làm anh trai nhưng lại ít quan tâm đến em gái, mấy khi đến được một lần, để hôm nào tới được rồi. Diệp Phàm hơi ngượng ngập. Em gái anh không phải là em gái em sao? Anh cứ thoải mái mua đi, đừng để ý đến tiền. Là sinh viên rồi cũng phải đàng hoàng chút, mấy cô trong học viện âm nhạc đều là mỹ nhân cả đấy. Không giống đầu nhà quê như anh, lại còn ở nông thôn, đơn giản một chút cũng không sao cả. Nếu không đủ tiền cứ lấy của em,
không cần phải lo lắng. Lô Vĩ lợi dụng châm chọc Diệp Phàm mấy câu. Thằng danh, dám kêu tôi là đồ nhà quê, mày chán sống rồi à? Diệp Phàm trả đũa. Hắc hắc, đâu phải em nói, lúc trước mỹ nhân Lan Điền Trúc Toàn gọi anh vậy mà. Em chỉ nghe giết rồi quen thôi, hắc hắc, người anh em, trâu thật. Có mỹ nhân đẹp như vậy rửa chân cho, sướng như vua rồi còn gì. Ai, em đâu có diễm phúc vậy chứ, thảm a. Lô Vĩ vẫn không tha. Mỹ nhân cái con khỉ, cậu thử đi mà xem. Cô ta rửa chân không khác gì sói cào, suýt nữa thì thành bánh thịt rồi, may là tôi dùng nội kình chống đỡ, nếu không thì xong đời, tôi đi trước mua đồ, đúng 10 giờ gặp nhau nhé. Diệp Phàm cúp điện thoại. Tử Y, anh của cậu cười hay nhỉ? Lúc này Ngọc Mộng Nạp Tuyết Thanh Thuần đang thì thầm bên tai Diệp Tử Y. Hay cái gì? Diệp Tử Y nháy mắt. Được rồi, sợ cậu rồi. Ngọc Mộng Nạp Tuyết le lưỡi thấp giọng nói. Không phải là hay, là dâm đãng, khanh khách. Phạm Phiêu Phiêu bạo miệng khiến cho ba cô còn lại nhìn vào như người ngoài hành tinh. Đến tầng thứ ba, dẫn theo em gái và mấy cô bạn đi một vòng, cuối cùng Diệp Phàm thấy có một bộ váy rất phù hợp. Diệp Tử Y cũng vừa ý, vừa nhìn thấy thì lập tức nhào tới ngắm nghía. Diệp Phàm thấy vậy thì bảo cô ướm thử, chỉ cần vừa là được. Sau khi mặc xong thì quả nhiên thấy rất đẹp, làm tôn thêm rất nhiều vẻ khả ái của Diệp Tử Y. Sau khi thay lại quần áo, Diệp Tử Y nhìn vào bảng giá thì nhíu mày nói nhỏ. Anh, đắt quá, gần bằng một tháng tiền lương của anh rồi, đừng mua nhé. Tiểu thư, ở đây đâu có chuyện như vậy, buồn cười, biết không mua nổi thì đừng thử, làm nó dơ rồi thì ai còn thèm mua. Người bán hàng, tới đây nhìn đi, cái này bao nhiêu tiền, để cho con bé này mở rộng tầm mắt. Một phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi đứng bên cạnh một người đàn ông mập mạp đang ngẩng đầu cao như chim công, đôi môi đỏ chót trề ra, nhìn Diệp Tử Y vẻ khinh thường, lên giọng miệt thị. Người phụ nữ này vốn cũng nhìn trúng bộ váy mà Diệp Tử Y đã chọn, nhưng lại bị Tử Y nhanh chân đến trước. Cô ta vừa hỏi người bán hàng thì lại chỉ còn một bộ cuối cùng, thấy Diệp Tử Y mặc đi ra ngoài lại càng mỹ lệ thanh tú nên mới nổi điên. Đang lúc oán hận thì lại nghe tiếng Diệp Tử Y e ngại bộ quần áo quá đắt, rồi nghe đến cái gì mà tiền lương không đủ nên mới biết Diệp Phàm đứng cạnh cũng là một kẻ ăn lương tầm thường, vì thế tự tin chút giận lên Diệp Tử Y. Thật xin lỗi cô, bộ váy này giá 2.000 đồng. Một nhân viên bán hàng chạy đến xem giá rồi trả lời. Không vấn đề gì, phiền cô gói lại cho tôi. Diệp Phàm liếc nhìn ả kia, nói nhẹ. Anh, em không cần. Diệp Tử Y suýt nữa thì ứa nước mắt, 300 đối với cô quả thật là một con số trên trời. Số tiền lớn như vậy sao có thể để cho anh trai tốn kém chỉ để mua một bộ váy được. Tiền lương Diệp Phàm cả một năm cũng chưa tới 4.000 đồng. Một bộ váy bằng hơn cả nửa năm tiền lương, dĩ nhiên Diệp Tử Y không nỡ. Mua không nổi thì đừng học đòi, đồ nhà quê. Bộ váy đẹp như vậy lại bị mặc thử cho bẩn đi, thật là tức chết. Cô ả kia lại càng tự đắc, ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm lại càng vẻ coi thường. Diệp Phàm lúc đầu cũng không muốn so đo với cô ả, nhưng thấy cô ả nói năng quá ghê gớm, hơn nữa còn mắng cả em gái mình thì nổi giận. Hắn trừng mắt quát. Đồ xấu xa, không có chuyện của cô thì đừng có chĩa mõm vào để ông đây nổi giận. Nói xong hắn quay sang người bán hàng. Gói lại cho tôi. Chúng tôi phải đi rồi. Cô ả kia bị dọa cho sợ run, rụt lại phía sau người đàn ông bên cạnh hét toáng. Vương Hồng, hắn khi dễ em, anh làm chủ cho em đi. Người đàn ông kia liếc nhìn Diệp Phàm rồi cười khan. Tranh giành với người như thế thì chỉ hạ phẩm giá của mình đi. Mỹ Quyên, để anh mua luôn mấy bộ cho em. Cô bán hàng, gói cho tôi 2 bộ. Nói xong y duỗi 2 ngón tay ra, chính là làm để cho Diệp Phàm nhìn. Sau đó còn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ý tứ không cần nói cũng biết, có bản lĩnh thì mua mấy bộ đi. Mẹ kiếp, khoe giàu à, ông mày chưa từng mở ví, hôm nay trong túi có 30 vạn, để lần đầu tiên tiêu cho em gái vậy. Diệp Phàm cũng nổi giận, hơn nữa gần đây hắn thu nhập không tồi nên đâu có sợ gì. Hắn lập tức xoay người nhìn Sở Vân Y, Ngọc Mộng Nạp Tuyết, Phạm Phiêu Phiêu và em gái nói. Em, dẫn mấy đứa đi chọn quần áo. Mỗi đứa một bộ, phải chọn bộ đẹp vào. Nhanh lên, ai không đi anh sẽ mắng đấy. Anh, chúng em. Diệp Tử Y xanh mặt, ba cô kia cũng không dám nhúc nhích. Bốn người mỗi người một bộ,
hơn nữa cộng với bộ ban đầu của Diệp Tử Y nữa thì đã gần 1 vạn rồi. Đây là một số tiền không nhỏ, cho dù là Phạm Phiêu đến từ Hồng Kông cũng không dám phóng tay như thế. Làm sao vậy, sợ anh không đủ tiền đấy. Nếu không mua thì đừng gọi anh là anh trai nữa. Diệp Phàm trầm mặt. Anh, chúng em mua. Diệp Tử Y vội vàng lên tiếng, thật ra cô rất sợ Diệp Phàm, dẫn theo 3 cô kia đi chọn đồ. Hừ, Mỹ Quyên, chọn luôn 3 bộ cho chị hai và em gái đi, mỗi người 3 bộ. Người đàn ông kia liếc nhìn Diệp Phàm rồi thầm nghĩ, thằng danh này cũng quá cố chấp đi, ông mày đây cũng đau lòng nữa huống chi là đồ nhà quê như mày. Thật ra thì người đàn ông này cũng không phải là quá giàu có gì, chỉ là dư giả chút mà thôi, trong lòng y cũng rất xót, tuy nhiên vì mặt mũi bà vợ mới cưới nên cũng nghiến răng. Nhìn bộ dạng hai bên, hai nhân viên bán hàng mừng rỡ đến nỗi suýt reo lên, vội vàng chia ra dẫn người đi chọn đồ. Bọn họ vừa đi vừa nghĩ thầm, cứ đấu với nhau đi, đấu đến trời long đất lở là tốt nhất, cứ đấu đến lúc mua hết mấy trăm bộ ở đây là được rồi. Ha ha, cô bán hàng, chọn cho 4 cô em tôi mỗi người 3 bộ, còn thêm 1 đôi giày nữa, chọn xong thì đóng gói vào. Diệp Phàm cười nhạt, thầm nghĩ, thằng cụ nó, cùng lắm thì mấy vạn đồng là hết chứ gì, ông mày đây mấy trăm vạn còn chưa cần nữa là mấy vạn. Hừ, a, à, anh, 4 cô gái đều sững sờ, Diệp Tử Y nhìn không được kêu lên. Người đàn ông bên kia lại càng tức tối, làm sao chịu yếu thế trước mặt 4 người đẹp liền lập tức vung tay. Cô bán hàng, cứ mỗi bộ quần áo là 3 đôi giày, đều phải là hiệu nổi tiếng đấy. Ha ha, tôi cũng vậy, 4 em mỗi người 3 bộ quần áo cộng thêm 3 đôi giày, thêm cả phụ kiện, áo ngực đi kèm, cũng mua hết. Diệp Phàm vẫn nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia không hề nháy mắt. Người đàn ông kia không dám hó hé nữa, sắc mặt chuyển thành màu tím bầm. Nửa tiếng sau, 10 mấy bộ quần áo cùng với giày dép được đóng gói đầy đủ hết sức đẹp mắt nằm chất đống trên quầy tính tiền. Người đàn ông tên là Vương Hồng kia khổ sở móc ví ra đếm tiền, mỗi lần đếm xong 1 tờ, Diệp Phàm cảm giác má y lại nảy lên 1 lần. Sau khi tính tiền xong, người đàn ông và cô ả kia cũng không vội đi, nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Phàm để xem bọn họ làm sao. Vương Hồng đau lòng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Đời chưa bao giờ đau như thế này, toàn bộ số hàng này cũng phải gần vạn đồng. Báo hại ông mày phải xài đến gần 3-4 vạn đồng thì cũng phải cho con dế nhũi mày ngâm nước chứ. Diệp Phàm cười nhẹ vỗ vai em gái. Không có chuyện gì đâu, anh trai có tiền mà. Đang định lấy ví ra để trả tiền thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh Diệp, còn đang ở Kim Mã sao, có phải ở phòng đồ nữ không? Lô Vĩ hỏi. Thằng danh này đúng là thần thám A, làm sao biết tôi ở phòng đồ nữ của Kim Mã? Diệp Phàm ngạc nhiên, không hiểu vì sao Lô Vĩ lại biết được mình đang ở đâu. Hắc hắc, sắp 10 giờ rồi đấy. Nói xong liền cúp điện thoại. Thằng danh này, thần thần bí bí làm cái gì cơ chứ? Diệp Phàm cào nhau 1 câu, nhìn sang đôi nam nữ kia vẫn chưa đi, đoán chừng là còn chờ để chứng kiến mình đau lòng móc tiền. Hắn khẽ mỉm cười. Đừng lo lắng, tôi không chạy đi đâu, ha ha. Diệp Phàm thuận miệng nói với Vương Hồng rồi lấy tiền ra, vừa lúc đó thì có 1 người đàn ông trung niên mặc Âu phục cầm điện thoại tiến vào. Quản lý, ngài tới rồi. 2 nhân viên bán hàng đang viết phiếu tính tiền thấy người đàn ông kia thì lễ phép cúi chào. Cô vừa bảo Diệp Phàm tiên sinh ở đâu? Người đàn ông kia hỏi. Chính là vị tiên sinh này. 1 nhân viên bán hàng chỉ vào Diệp Phàm khẽ nói. Diệp Phàm tiên sinh, ngài khỏe chứ, tôi là quản lý Lô Thiên Hạo của Kim Mã. Những đồ mà ngài mua hôm nay, tôi thay mặt cho Lô Thiếu gia tặng toàn bộ. Đây là thẻ ngọc của cửa hàng Kim Mã, sau này tới đây mua đồ sẽ được giảm giá 20%. Chỉ cần tới chỗ nào của tập đoàn Kim Mã Thủy Châu thì cơ bản cũng thế. Lô Thiên Hạo cung kính đưa cho Diệp Phàm 1 tấm thẻ màu xanh ngọc. Lô Vĩ, thằng danh này dám bỡn mình. Biết sớm để mình chọn luôn 10 mấy bộ, ha ha. Diệp Phàm cười cười, cũng không khách khí nhận lấy tấm thẻ ngọc gật đầu. Cảm ơn. Nói xong hắn quay sang cười với Vương Hồng. Ha ha, thật xin lỗi, mấy bộ quần áo này lại được tặng rồi. Biết sớm để tôi chọn luôn vài chục bộ, đồ của thằng em tặng thật là thoải mái a. Người anh em, trở về cố gắng cho vợ mặc đẹp vào nhé. Nói xong hắn mặc cho Vương Hồng.
Mỹ Quyên đứng há hốc mồm rồi nghênh ngang rời đi. Bốn cô bé hôm nay coi như hoàn toàn mù mịt, díu díu theo sau Diệp Phàm trở lại trên xe vẫn chưa hồi phục tinh thần. Này, anh trai Tử Y, Lô Vĩ là ai à? Quá trâu bò rồi, chắc là ông chủ lớn phải không? Quần áo này mỗi người chúng em lấy một bộ thôi, còn để lại cho Tử Y mang về cho người trong nhà mặc đi. Phạm Phiêu Phiêu ngưỡng mộ, tuy nhiên cô vẫn biết lấy nhiều thứ quá như vậy là không tốt. Ha ha, là anh em kết nghĩa của anh. Diệp Phàm cười nhẹ. Không có chuyện gì, quần áo của các em cũng là do nó tặng. Đến lúc gặp nó cứ chào một tiếng anh Vĩ là nó vui rồi. Chương 156, thân phận thần bí của Thiết Chiêm Hùng. Không lâu sau đã đến được quán rượu Thủy Châu nổi tiếng, đối với nơi này Diệp Phàm vẫn là tương đối quen thuộc, thậm chí còn hơi cảm khái vì đây chính là nơi kiếm được món tiền đầu tiên trong cuộc đời hắn. Một lần nữa nhìn thấy quán rượu Thủy Châu, Diệp Phàm bất giác muốn bật cười. Nhớ tới lần đó khi lần đầu tiên mình bán được thiên nhĩ linh thảo cầm về trong tay 10 vạn tệ, thiếu chút nữa kích động đến mức đi không vững trên đường, kết quả khi đi đến ngân hàng gửi tiền cứ ngó đông ngó tây, sợ bị người ta cướp mất. Trên đường tất cả mọi người đều có bộ dạng khả nghi, giống như cường đạo. Khi Diệp Phàm đẩy cửa phòng VIP bước vào phát hiện bên trong có 3 người đang ngồi, một người là Lô Vĩ, một người vừa mới gặp ở Vịnh Lam Nguyệt, vẻ mặt oai hùng, thám hoa tỷ võ toàn quân Lô Vân. Lúc này trên người vẫn mặc bộ quân phục dã chiến thiếu tá, có vẻ càng thêm cường tráng, cơ thể thật sự khỏe đẹp. Còn có một người thanh niên cao gầy đeo một cái kính có đường viền màu vàng mặc thường phục màu cà phê, lộ ra vẻ điềm đạm nho nhã, có tu dưỡng đặc biệt, Diệp Phàm không quen người này. Ha ha, anh Diệp, nào, mấy vị đây là? Lô Vĩ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn quét qua 4 mỹ nữ, có chút ngây người sửng sốt. Nhưng ánh mắt của gã... Diệp Phàm phát hiện ra một số manh mối, anh chàng này nhìn Sở Vân Y thì đột nhiên sáng lên, giống như Colombo phát hiện ra tân đại lục. Loại ánh mắt quái dị này chính là mũi tên tình yêu của thần Cupid như trong truyền thuyết mọi người đã nói, mặc dù nói mịt mờ, nhưng Diệp Phàm so với ánh mắt của con cú mèo còn nắm bắt nhanh nhẹn hơn nhiều. Còn thám hoa tỷ võ Lô Vân khi nhìn thấy em gái Diệp Tử Y của mình cũng không khác biệt gì, lục quang mịt mờ trong ánh mắt đột nhiên phát ra. Loại lục quang này là thứ những người đàn ông thường có, bản thân Diệp Phàm rõ ràng nhất, gọi là ánh sáng của sắc lang vì lần đầu khi hắn nhìn thấy mối tình đầu bạn học Phí Nguyệt Yên cũng có ánh mắt như vậy. Dùng ngôn ngữ hiện đại để nói là phóng điện, đương nhiên, phóng điện này chính là điện thần đặc biệt của thần Cupid, cũng có thể nói là ánh mắt của lang sói, truyền thuyết là một loại sóng điện của sinh vật, cũng sẽ là điện đến thiếu nam thiếu nữ. Cảnh tượng này khiến Diệp Phàm hết sức sầu muộn. Mắng thầm, nhìn cái gì? Em gái của ta mới tròn 17 tuổi, nhãi danh nhà cậu cũng muốn làm loạn sao, đây không phải là ức hiếp thiếu nữ vị thành niên sao, không có cửa đâu. Quả thật Diệp Phàm vẫn luôn xem cô em gái là một đứa trẻ, không muốn bất cứ kẻ nào nhúng chàm vào. Hắn không ngờ em gái Diệp Tử Y kỳ thực đã là một cô gái rồi, nếu là ở thời cổ đại, thiếu nữ 15 tuổi đã đến tuổi cập kê rồi, 16 tuổi chính là đã đến tuổi lấy chồng. Loại tâm lý này của Diệp Phàm cũng rất bình thường, giống như rất nhiều người cha khi con gái đi lấy chồng cũng sẽ chua xót như vậy, vì bảo bối của mình bị người ta cướp đi mất, đây là một loại chiếm lĩnh thân tình, đương nhiên không thuộc về lĩnh vực tình yêu rồi. Bạn học của em gái tôi, cô ấy là Sở Vân Y. Còn đây là Ngọc Mộng Nạp Tuyết, Phạm Phiêu Phiêu. Diệp Phàm tươi cười giới thiệu. Hoan nghênh 4 cô đại giá đến đây, tôi vô cùng vinh hạnh. Lô Vĩ mỉm cười. Hơi cúi lưng gật đầu chào, xem ra dáng vẻ giống như hiệp sĩ châu Âu, lộ ra vẻ hòa nhã. Trong lòng Diệp Phàm trực tiếp khinh bỉ. Thằng nhãi này, lúc trước khi ở lão cung cười rộ lên giống như là vịt Donald gọi xuân, quạc quạc không thôi, bây giờ biểu hiện đặc biệt. Chuyện xảy ra khác thường nhất định có điều mờ ám, có chút thú vị rồi đây. Anh Vĩ, anh chính là thiếu gia trong câu chuyện của quản lý Lô ở trung tâm thương mại Kim Mã sao? Em nhất định phải ngồi bên cạnh anh ấy, cạnh người giàu có rồi. Lúc này Phạm Phiêu Phiêu cực kỳ thất thố khăng khăng dùng cái mông cong cong đẩy Diệp Phàm ra, ngồi xuống bên cạnh Lô Vĩ, làm Lô Vĩ hết sức phiền muộn. Thầm nghĩ cô cũng không phải là loại yêu thích của tôi, có hơi quá mạnh mẽ một chút rồi, nhưng vẫn là không dám nói, đành phải đưa ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm giả vờ không nhìn thấy, trong lòng đắc ý, hừ. Muốn câu Sở Vân Y từ Mạc Hương tới thì cần phải có một chút tiền vốn, để cậu khó chịu một chút,
bằng không tưởng rằng có tiền chính là đại gia, toàn bộ mỹ nữ sẽ chủ động cởi áo lên giường gì đó sao, ha ha. Tâm địa của vị đại ca kết nghĩa Diệp Phàm này dĩ nhiên vô cùng bất lương. Chú Vĩ, vị này là... Diệp Phàm nhìn người thanh niên đeo kính viền vàng hỏi. Ai, xem em kìa, quên không giới thiệu mọi người với nhau. Vị này là Ngư Thái, công tác ở phòng giao thông tỉnh, bạn thân của em, trước đó có một số người hiếu sự gọi em, Ngư Thái, Lô Vân, Hoa Tiêu Diêu là Tứ Tú Thủy Thành. Lô Vĩ mặt cười hớn hở giới thiệu có vẻ vô cùng tự đắc, chỉ vào Diệp Phàm nói với Ngư Thái. Diệp Phàm, huynh đệ kết nghĩa quen biết ở thôn Đập Thiên Thủy, người huyện Cổ Xuyên. Tôi gọi anh ấy là anh Diệp, Ngư Thái, sau này cũng phải gọi như vậy. Nghe thấy chưa? Lô Vĩ có vẻ rất là độc tài, căn bản không có trưng cầu ý kiến của Ngư Thái đã tự mình quyết định rồi. Tôi nói tên họ Vĩ nhà cậu đấy, cậu còn nhỏ hơn tôi 3 tuổi, trước kia, Tứ Tú Thủy Thành, chúng ta, tôi là người lớn nhất, bây giờ cậu kêu tôi làm gì chứ? Vị tiểu huynh đệ họ Diệp này tuổi tác nhất định nhỏ hơn tôi, cứ như vậy thật là không có thiên lý. Ngư Thái vẻ mặt rất đứng đắn nói, bộ dạng rất oan uổng, đương nhiên vẻ đứng đắn trên mặt cũng là giả vờ. Thế nào, Ngư Thái, muốn tạo phản có phải không? Ngứa người sao? Lúc này Lô Vân cũng chen miệng vào nói phụ họa, sau đó mỉm cười quỷ quái nói. Như vậy đi, Ngư Thái, cậu với anh Diệp vật tay một trận, nếu cậu thắng thì không cần gọi anh Diệp. Muốn gọi là gì thì gọi, cậu nói có phải không? Xem ra Lô Vân đối với việc bản thân thua Diệp Phàm ở Vịnh Lam Nguyệt trong lòng vẫn là không phục, nhưng Lô Vĩ đang ở đây, gã cũng không dám biểu hiện ra vẻ bất mãn, cho nên cố gắng cổ động Ngư Thái đến khiêu khích Diệp Phàm. Ha ha, cậu còn thua tôi có thể thắng được sao? Không cần chế nhạo tôi, chú Vân, được rồi, tôi vẫn gọi là anh Diệp, bằng không đoán chừng sẽ bị hai người cảm giảm niếc tai. Ngư Thái giả bộ đáng thương, quay đầu cười kêu lên. Anh Diệp! Đây là danh thiếp của em, sau này đến Thủy Châu cứ gọi em. Đại ca của chú Vĩ cũng là đại ca của em. Còn nữa, chú Vĩ, làm sao không bắt Tiêu Dao đến, cũng để anh Diệp làm quen một chút. Tứ Tú Thủy Thành, chúng ta cũng nên gặp mặt rồi, mặc dù nói, Tứ Tú Thủy Thành, là chúng ta tự phong, nhưng dù sao có chút thời gian rồi, cơ hội hôm nay thật tốt. Ha ha, anh Ngư khách khí rồi, ngưỡng mộ đã lâu, thì ra, Tứ Tú, là do các anh tự phong. Ha ha, ngang bướng ngất trời. Ngoài miệng Diệp Phàm nói ngưỡng mộ nhưng vẫn không quên cơ hội châm chọc một phen, nhận danh thiếp nhìn lướt qua, phát hiện con dấu ở trên chính là chữ ký của Phó Giám đốc Nhân sự Sở Giao thông tỉnh Nam Phúc. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, tuổi của Ngư Thái này cũng không vượt quá 26, đã là một vị Phó Giám đốc của Sở Giao thông rồi, quản lý chỗ nhân sự, bộ phận cực kỳ quan trọng. Quan hệ với người như vậy có lợi ích rất lớn. Thầm nghĩ không biết vị tên là Hoa Tiêu Dao đó, ở ngành nào, dứt khoát là phong cách hơn, chức vị cao hơn, mình sau này làm việc lại càng dễ dàng. Anh Diệp, anh không phải đang sửa đường của thôn Đập Thiên Thủy sao? Ngư Thái có thể giúp đỡ rất nhiều đấy. Đừng thấy cậu ấy không phải ở chỗ tài vụ, nhưng quyền lợi của chỗ nhân sự là lớn nhất, đây chính là cái mũ quản lý, người trong sở đều phải nể mặt cậu ấy một chút có phải không? Đáng tiếc hôm nay thằng nhãi Hoa Tiêu Dao không có thời gian. Bằng không cũng sẽ giới thiệu với anh Diệp một chút. Lô Vĩ đoán chừng cũng nhìn thấu tâm tư của Diệp Phàm, dựa thế vì Diệp Phàm mà lôi kéo quan hệ. Ha ha, tối nay lại gặp cao nhân rồi. Anh Ngư, sau này còn làm phiền anh không ít, tôi xin tự nâng một chén trước gọi là chào hỏi. Diệp Phàm giơ chén rượu lên, hào phóng uống một hơi cạn sạch. Vậy tôi cũng xin uống một chén đáp lễ, lãnh đạo đều uống rồi, tôi không uống có phải là không lễ phép không? Lô Vân cũng nâng chén một hơi cạn sạch. Lãnh đạo, có ý gì? Ngư Thái và Lô Vĩ đều có chút mơ hồ, nhưng bọn họ biết lời Lô Vân nói ra tuyệt đối có nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không nói bậy, cho nên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nhiều hơn. Phải biết rằng Lô Vân mới 23 tuổi nhưng phá lệ được đề bạt lên làm thiếu tá đã là ghê gớm lắm rồi, Diệp Phàm mới bao nhiêu tuổi chứ? 18 tuổi, nếu là Lô Vân lãnh đạo còn được, chuyện này không làm người ta chấn động thì cũng không được. Ngay cả Diệp Tử Y và ba người bạn học của nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, chẳng qua không có lên tiếng mà thôi, chỉ thầm nghĩ quái lạ. Anh mình từ lúc nào lại trở thành lãnh đạo của thiếu tá, không thể như vậy được. Một chức quan ở thôn còn có thể quản lý thiếu tá, tựa hồ từ trước đến nay chưa từng nghe nói đến, cũng quá trâu bò rồi. Ha ha,
nhìn thấy tất cả mọi người đều dương mắt nhìn mình, Lô Vân có chút xấu hổ, lúc này mới nhớ ra Diệp Phàm không muốn đem chuyện này lộ ra ngoài. Hơn nữa Liệp Báo cũng có kỷ luật, nếu Diệp Phàm không muốn nói, bản thân mình tùy tiện để lộ nội tình thì vi phạm phải đưa lên tòa án quân sự. Phải biết rằng Lô Vân mặc dù nói cũng là một thiếu tá, nhưng thiếu tá của Liệp Báo có thể so sánh với một trung tá, thậm chí là thượng tá trong bộ đội bình thường. Lấy ví dụ đơn giản một chút, đồng dạng là cấp phòng, trưởng phòng đến từ cục nào trong thành phố sau khi đến sở thì trở thành lãnh đạo rồi. Cho nên, mặc dù Lô Vân ở quân khu lĩnh nam của quân đoàn 2 cũng được xem là lá bài chủ chốt tinh nhuệ, nhưng người ta lại là lá bài chủ chốt cực lớn trong những lá bài chủ chốt của Liệp Báo. Càng đáng sợ hơn là người quản lý Liệp Báo Thiết Chiêm Hùng nghe nói còn có danh tiếng đáng sợ hơn. Nghe đồn y còn là một người trong tổ A lừng danh hoa hạ. Nhân số của tổ A cũng chỉ có không đến 30 người, hoạt động ở nước ngoài có 7, 8 người, bên cạnh thường vụ bộ chính chỉ có 9, trên thực tế có thể làm việc còn lại không đến 10 người. Thiết Chiêm Hùng nghe đâu là một cao thủ cấp lục đoạn khai nguyên, được tổ A phái đến đây để quản lý toàn bộ sự vụ cơ mật của 7 tỉnh phía Nam. Vì phía Nam ở gần sát với Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Đông Nam Á, vùng biển rộng lớn, tình hình phức tạp. Ngay cả hạm đội của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ có chuyện gì hay không có chuyện gì cũng thích ở lượn lờ ở vùng biển phía Nam, đe dọa nhân dân của những nước nhỏ như Triều Tiên. Đương nhiên, nhân dân của nước Hoa Hạ cũng không sợ Hoa Kỳ gì đó. Không sợ là không sợ, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng tên giặc này đem những thứ giá trị gì đó của quốc gia chúng ta mượn gió bẻ măng mang đi. Vì thế tổ A đặc biệt được bố trí ở một cứ điểm quy cách có tính bí mật cao, nghe nói chính là bên trong binh đoàn Liệp Báo. Khi sự việc quan trọng phát sinh có thể toàn quyền độc lập chỉ huy tình báo, công an, bộ đội của 7 tỉnh, thậm chí độc lập điều động quân lực của một sư đoàn. Nhưng chuyện này cũng chỉ là một số quan lớn trong quân đội đoán mờ, Lô Vân chẳng qua là một thiếu tá, cấp bậc của hắn cũng không thể biết được nội tình bên trong, cũng là từ biểu hiện của Cố Quân Kỳ mà mơ hồ đoán được một số đầu mối. Chương 157, bài hát nước mắt sau song sắt của sư trưởng Lưu. Bằng không, dựa vào một đại tá như Thiết Chiêm Hùng thì có năng lực để ngồi ngang hàng với quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ là một thiếu tướng cấp thực quyền nổi tiếng. Dưới tay Cố Thiên Kỳ có 6 vạn binh lính, trong khi số quân chính quy của Liệp Báo bên Thiết Chiêm Hùng cũng chỉ là 300 người, ngoài ra còn tạp vụ, ngay cả quét dọn, nấu cơm, toàn bộ gộp lại không vượt quá 1.000 người. Tuy nhiên thỉnh thoảng ở một số chuyện Cố Thiên Kỳ hình như còn nhường cho Thiết Chiêm Hùng. Ngay cả trong căn cứ Vịnh Lam Nguyệt tựa hồ cũng có Liệp Báo của Thiết Chiêm Hùng lượn lờ khai triển công tác, nếu không trong cùng một căn cứ tại sao đoàn đặc nhiệm Liệp Báo còn đóng quân trong một sơn cốc ở canh Lý Quyển, càng bí ẩn hơn. Quân đoàn thứ hai quân khu lĩnh Nam hình như giống như là một vệ binh bảo vệ Liệp Báo ở bên ngoài. Khi Liệp Báo chưa đồng ý, cho dù chỉ là cách một con đường sơn động, tướng sĩ của quân đoàn thứ hai cũng không thể tiến vào nơi đóng quân của Liệp Báo, bao gồm cả sư trưởng cấp bậc thiếu tướng, chính ủy cũng không được. Có thể tự do ra vào căn cứ ngoài tư lệnh Triệu Quát tướng quân và Cố Thiên Kỳ ra không còn người nào khác. Ngay cả thiếu tướng Thiết Hạo Minh, chính ủy của căn cứ muốn tiến vào binh đoàn Liệp Báo trong cốc cũng phải xin phê chuẩn trước mới được, chứng tỏ trình độ giữ bí mật đáng sợ bao nhiêu. Khi mới bắt đầu có quy định này, 6 vạn quan quân của quân đoàn 2 đều không phục. Sau đó phát sinh ra một chuyện đại sự mới khiến mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Chuyện là vào năm ngoái, quân đoàn 2 có một phó sư đoàn trưởng tên là Lưu Hậu Tài, cũng là quân hàm đại tá, có lần uống rượu say dẫn theo mấy binh lính tiến vào trong cửa sơn động của Liệp Báo liền bị các binh lính canh gác đặc nhiệm ngăn lại. Phó sư trưởng Lưu vừa nhìn thấy thì lửa giận đã cuồn cuộn túa ra. Bởi vì người ngăn cản y chỉ là một thiếu tá trên vai có 2 vạch 1 sao, bố mày còn là đại tá cấp chuẩn tướng, một tên thiếu tá như mày lại dám lấy trứng chọi búa sao. Cho nên phó sư đoàn trưởng Lưu cũng không kìm được máu vọt lên não. Y không hề nghĩ ngợi, dưới cơn nóng giận trực tiếp rút súng ra, mấy binh lính dẫn theo cũng phá rối, đoán chừng là do rượu kích động. Liệp Báo người ta không hề chậm trễ một chút nào. Thiếu tá canh giữ sơn động lập tức rút súng ra vung tay bắn vào bắp đùi của phó sư đoàn trưởng Lưu. Mấy tên lính nhãi nhép thủ hạ của phó sư đoàn trưởng Lưu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trước mắt hình bóng nhoáng lên, sau mấy tiếng, bốp bốp bốp, liên tiếp vang lên, tất cả đều bị mấy binh lính canh gác của Liệp Báo biến thành con tôm chân mềm đặt ở dưới đất. Chưa kịp hoàn hồn thì họng súng đen ngòm đã chặn ngay trên ngực,
thiếu chút nữa mấy tên lính vô tội đi theo phó sư đoàn trưởng Lưu bị hù dọa đến mức đái ra quần. Sau đó nghe nói mấy tên lính đó sau khi quay về doanh trại, phải uống bột ngọc trai mấy lần để trị chứng hoảng sợ, giống như là bát bảo kinh phong tản ra biến thành một đứa trẻ, bọn họ mới thoát. Chuyện này đã gây chấn động dữ dội đến quân tình của quân đoàn 2. Lúc ấy thân tín của phó sư đoàn trưởng Lưu kêu la cổ động mấy trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng cùng với một số binh lính, toàn bộ tập trung lại một chỗ, thỉnh cầu tư lệnh căn cứ triệu quát tướng quân nghiêm trị hung thủ, cho toàn bộ các tướng sĩ của quân đoàn 2 một giải thích. Liệp báo này cũng quá khoa trương, quả thực đã đạt đến trình độ vô pháp vô thiên. Nếu nói không phải dùng chung một căn cứ, người ta làm như vậy cũng là có tình có lý, nhưng hiện tại mọi người lại cùng ở trong một căn cứ. Người dựa vào cái gì mà còn muốn tạo ra một địa bàn giống như trong nước này có nước kia vậy? Chuyện này không nói rõ có phải là xem thường các tướng sĩ của quân đoàn 2 chúng ta là binh sĩ gác cửa bỏ đi sao? Ai biết mấy phút sau, Cố Thiên Kỳ của quân đoàn 2 nghe tin chạy đến, mấy người còn tưởng rằng quân đoàn trưởng là tới giúp đỡ mình chút giận. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ đến Cố Thiên Kỳ không nói nhiều lời, trực tiếp gọi cảnh vệ trực tiếp trói những trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng gây chuyện này lại. Cuối cùng còn mang hết lên tòa án quân sự, tất cả đều bị cách chức đuổi về gia đình, có thu xếp công tác hay không thì không được biết. Phó sư đoàn trưởng đương nhiên càng thảm hại hơn, nghe nói còn bị phán quyết xâm hại an toàn quốc gia, bị xử phạt 5 năm tù giam. Bây giờ còn đứng ở song sắt nhà tù hối hận hát bài, nước mắt sau song sắt. Chuyện này đối với 6 vạn tướng sĩ của quân đoàn 2 mà nói quả thực chính là đại động đất. Trước kia còn có một số đại tá, thượng tá không phục ở trên đường cái cố chấp hò hét, bây giờ thì thậm chí là các thiếu tướng cũng đều nhún như chi chi. Kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra liệp báo là bộ đội như thế nào. Sao vậy, tôi là đại ca kết nghĩa của Lô Vĩ, Lô Vân cũng gọi là tôi là anh, nói là lãnh đạo cũng không quá đáng. Hơn nữa gần đây tôi vừa mới thăng lên phó chủ tịch thị trấn, trước đó khi còn làm chức quan ở thôn đập nước Thiên Thủy còn quản lý trên vạn người, có thể so sánh với một sư trưởng chính quy. Hiện tại so với lúc ấy còn lớn hơn, quản lý mấy vạn người, Lô Vân chẳng qua là một thiếu ta doanh trưởng, nhiều nhất chỉ quản lý không quá mấy trăm người, cho nên gọi một tiếng lãnh đạo cũng là bình thường, ha ha. Lô Vân cũng thật là biết trêu đùa. Diệp Phàm thật sự biết thêu dệt ra những lời ngụy biện, cười ha ha, hắn cũng không phải sợ Lô Vĩ biết được, quan trọng là không muốn em gái và ba bạn học của nó biết được. Anh thăng lên làm phó chủ tịch thị trấn rồi sao? Diệp Tử Y kinh ngạc thất thanh kêu lên, khi phát hiện mọi người nhìn mình vội vàng bịt miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng càng đáng yêu, Lô Vân nhìn mà lòng ngứa ngáy, đối với Diệp Tử Y thật sự là vui vẻ ngoài rung động. Sở Vân Y, Ngọc Mộng Nạp Tuyết và Phạm Phiêu Phiêu thật ra không có biểu hiện gì ngạc nhiên. Vì trong suy nghĩ của bọn họ, cho rằng một chủ tịch huyện cũng chẳng qua là chức quan nhỏ thất phẩm, một phó chủ tịch thị trấn như Diệp Phàm thì có gì đáng kinh ngạc chứ? Nhưng Ngư Thái cũng là ngây người ra mất mấy giây đồng hồ, trong lòng có chút hoảng sợ, đối với người ngoài cơ chế mà nói, cảm thấy một phó chủ tịch thị trấn so với Hoàng Ma Lục từ chức quan cửu phẩm là đáng thương đến cực điểm. Chỉ có loại người trong cơ chế quan trường giống như Ngư Thái mới hiểu được một phó chủ tịch thị trấn 18 tuổi đáng sợ đến thế nào. Nếu không có chỗ dựa thâm hậu, ví dụ như Thái tử đảng, đây quả thực là một truyền kỳ. Anh Diệp, nghe nói anh còn là đảng ủy viên thị trấn, chúc mừng. Không thẹn là đại ca của Lô Vĩ em. Lô Vĩ giơ chén rượu lên. Nào, chúng ta cùng vì anh Diệp được thăng quan mà cạn ly. Cạn, cạn, cạn. Trên bàn vang lên tiếng chạm cốc giòn tan, dĩ nhiên các cô Sở Vân Y nhìn thấy vừa rồi Diệp Phàm hào phóng tặng cho ba bộ quần áo cao cấp cũng là thật tâm chúc mừng. Chúc mừng chỉ là vì sự hào phóng của Diệp Phàm, vì bọn họ căn bản không xem một phó chủ tịch thị trấn nhỏ là quan chức, đảng ủy viên gì đó lại càng không biết là vật gì. Mấy người uống đến mức say sưa không biết gì, lúc gần đi vốn là Lô Vĩ và Lô Vân nói là muốn đưa các cô gái Diệp Tử Y quay về trường học, nhưng bị các cô gái từ chối. Thật ra Phạm Phiêu Phiêu muốn ngồi xe của Lô Vĩ, nhưng bị Lô Vĩ khéo léo từ chối khiến cho Phạm Phiêu Phiêu hết sức sầu muộn, đợi ba người Lô Vĩ đi xong, đứng ở đó lẩm bẩm nói. Hừ, con lừa ngốc không hiểu phong tình, ngu ngốc, bản tiểu thư chỉ là cảm thấy chơi vui. Tưởng rằng mình là công tử nhà giàu thì cái gì cũng giỏi sao, hừ. Xem sau này tôi tìm một phú ông cực giàu cho anh xem. Áp chết anh.
Phạm Phiêu Phiêu lẩm bẩm đương nhiên là không tránh được lỗ tai chó của Diệp Phàm. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ chú em Lô Vĩ thật sự là phú ông hơn tỷ, muốn áp đảo gã à, khó lắm. Nghĩ đến đây thì con sâu rượu choáng váng dâng trào lên đầu. Diệp Phàm vừa nhìn đồng hồ đã sắp không giờ, trở lại trước sân khấu đang muốn tiện tay tìm một phòng trước đợi đưa em gái quay về xong sẽ quay lại. Ai ngờ Diệp Tử Y ồn ào nói là lâu rồi không gặp lại anh trai, muốn cùng với anh nói chuyện một lát, mà ba cô gái Phạm Phiêu Phiêu cũng nói muốn theo Diệp Tử Y, lại công thêm muộn như vậy quay về trường học đoán chừng cũng đóng cửa rồi. Nếu gọi cửa đoán chừng sẽ bị bảo vệ gây khó dễ một hồi lâu, vì thế Diệp Phàm dứt khoát thuê một căn phòng có hai phòng ngủ một phòng khách để ở lại, nhưng khi Diệp Phàm định trả tiền thì cô gái phục vụ xinh đẹp khẽ cười nói. Diệp tiên sinh, vừa rồi vị Lô công tử đã đến chào hỏi trước, nói là chi phí của Diệp tiên sinh toàn bộ đều ghi cho anh ấy. Thằng nhãi này, trong miệng Diệp Phàm mắng một câu, cảm thấy rất ấm áp, đây có lẽ chính là tình cảm anh em. Diệp Phàm dưới sự bao bọc xung quanh của bốn cô hái, cười hỉ hả cùng với cô gái phục vụ đi về căn phòng của mình. Sự kích thích ướt át cũng không cần nói, bốn cô gái sợ Diệp Phàm say không biết gì, Diệp Tử Y túm lấy tay trái, Sở Vân Y túm lấy tay phải, Ngọc Mộng Nạp Tuyết khuôn mặt ửng đỏ giống như bạn nhảy lúc khiêu vũ, cánh tay mềm mại nhẹ nhàng vòng quanh hông Diệp Phàm, sau lưng còn có hai tay của Phạm Phiêu Phiêu dũng cảm chống đỡ. Thỉnh thoảng Phiêu Phiêu bước chân quá lớn, lập tức cả người lại đụng vào người Diệp Phàm, hai đỉnh núi cứng rắn trước ngực đụng vào Diệp Phàm khiến trái tim bị con sâu rượu đốt cháy lại càng thêm ngứa ngáy. Thân hình lại bắt đầu nóng ran, chỗ kín có tiếng vọng lại hù dọa hắn vội vàng niệm đọc thanh tâm quyết để khống chế lửa lòng. Trong chúng hương quốc không dễ hỗn loạn các anh em, bố mày đến bây giờ cuối cùng mới lĩnh hội được sự khó xử của Đường Tăng Đại Sư lúc đầu khi ở Nữ Nhi Quốc. Diệp Phàm than thở không thôi. Đúng là tình cảnh khi không có hương diễm thì muốn hương diễm, khi thật sự có nhiều hương diễm trái lại cảm thấy sợ hãi. Mình không phải là lá gan trở nên nhỏ bé rồi chứ? Mất mặt nam nhi quá. Hắn thầm mắng một câu để giảm nhiệt. Tiến vào phòng, Diệp Tử Y đẩy Diệp Phàm ngã trên giường. Nạp Tuyết, giúp anh mình cởi giày. Diệp Tử Y giao phó cho Ngọc Mộng Nạp Tuyết nói. Được. Ngọc Mộng Nạp Tuyết lý nhí, ngồi xổm xuống cảnh giác tháo giày. Vân Y, cậu vào phòng vệ sinh bê chậu nước nóng ra đây, tớ muốn rửa chân cho anh. Diệp Tử Y tiếp tục ra lệnh. Diệp Phàm vốn chưa say đến mức không biết gì, chí ít vẫn là vô cùng tỉnh táo, vốn là muốn ngồi dậy tự làm, nhưng lại sợ em gái trách cứ. Quan trọng nhất là không nỡ vứt bỏ những hành động dịu dàng này, cuối cùng đành phải giả vờ say rượu để mặc cho các cô gái định đoạt, nhưng may mà mấy cô gái chỉ là giúp hắn cởi áo khoác. Em gái Diệp Tử Y giúp hắn cởi chiếc áo lông mỏng, không cởi áo lót. Vừa nhắm mắt đã ngủ một giấc đến tờ mờ sáng, Diệp Phàm buồn đái vừa muốn xuống giường, liền nghe thấy trong phòng khách bên ngoài có tiếng cười hi hi ha ha náo nhiệt. Rón rén đi tới trước cửa, cửa vừa lúc mở ra một khe hở, liếc mắt nhìn ra bên ngoài nhất thời hóa đá. Một anh heo cấp quạ ngốc ngây ra khom người bên cạnh khe cửa. Bởi vì trong phòng đang bật điều hòa cho nên không cảm thấy lạnh. Bốn cô gái đoán chừng là theo thói quen còn xem nơi này là ký túc xá trường học, tất cả đang thay quần áo lúc tối khi Diệp Phàm hào phóng đưa cho các nàng. Lúc này đang mặc thử quần áo mới. Biểu diễn nội y mặc trên người, chuyện này quả thực ghê gớm. Những chỗ lồi lõm giống như núi nhỏ san sát, lộ ra đường cong dưới con mắt giống như mắt cú mèo của Diệp Phàm, anh chàng trong lúc vô tình ngay cả, ưng nhãn thuật của Cao Thanh Độ cũng thi triển ra, nhìn đến mức tâm hồn điên đảo. Dưới chân lập tức hát vang khải hoàn ca hi hi chờ phân phó. Súc sinh! Diệp Phàm mắng mình một câu, vốn muốn quay đầu đi, nhưng vẫn là không kìm nén được vẻ quyến rũ, mắt lại từ từ nheo lại. Đương nhiên, đến lượt em gái Diệp Tử Y của mình biểu diễn, Diệp Phàm không dám nhìn, vội vàng tạm thời nhắm mắt, thầm nghĩ, mình chỉ là thưởng thức ba mỹ nữ, là thưởng thức thuần túy, mình không phải là rình coi. Diệp Phàm giống như tự an ủi. Làm mánh khóe tự lừa dối mình. Chương 158, tai nạn của việc nhìn lén. Đặc biệt là Ngọc Mộng Nạp Tuyết, ngũ quan giống như là ngọc bích được đẽo gọt khéo léo, tinh tế, vừa vặn, có vẻ rất tự nhiên. Đôi môi tự nhiên xinh xắn nổi lên màu hồng phấn nhàn nhạt, hơn nữa cô gái thỉnh thoảng thò cái lưỡi nhỏ ra thơm tho liếm môi, dáng vẻ có chút gợi cảm khác loại nói không ra lời. Mái tóc giống như hét và sâu đơ, cái cổ thon dài trơn mềm trắng như tuyết.
quần lót màu da hơi trong suốt bó sát người càng khiến cô ta lộ ra đường cong. Khi cô khom lưng đối diện lén nhìn Diệp Phàm, dưới ưng nhãn thuật của Diệp Phàm hình như ngay trong lúc đầu tiên đã nhìn thấy hết hơn một nửa đôi gò bồng đảo căng tròn của cô ta hiện ra. Thứ thẳng đứng mà sung mãn này, lộ ra rãnh sâu kinh người giữa đôi gò bồng đảo, lúc này đoán chừng là vì nguyên nhân thay quần áo mà ngay cả nịt vú cũng không mang. Hai bắp thịt run run mời gọi khiến máu mũi Diệp Phàm cuối cùng tự nhiên chảy ra. Sai lầm, thần linh à, xin hãy tha thứ cho tôi, máu mũi lẽ nào chính là sự trừng phạt của thần linh, nhưng vì nhìn đã mắt, hãy để máu mà thần phạt chảy ra kịch liệt hơn một chút đi. Trong lòng Diệp Phàm hung hăng mắng mình là vô sỉ, nhưng đôi mắt chim ưng cũng không bỏ qua ba cô gái tuyệt nhiên không biết gì hết trong phòng khách. Mọi người nhìn xem chiếc quần lót cửu nhã này của mình. Phía trên còn thêu một con vịt đân nổ, vừa mềm vừa mỏng giống như không mặc đồ vậy, thật sự là thoải mái. Phạm Phiêu Phiêu mặc chiếc quần lót cửu nhã, bước đi trang nhã giống như mèo bước trước mặt ba người bạn học, cái mông lắc lư khiến anh chưa nào đó đang trốn ở chỗ mở tối lỗ mũi vừa ngừng ngứa ngáy hình như lại muốn sắp có chuyện rồi. Hắn vội vàng bịt lại, thầm nghĩ, cái mũi này cuối cùng bình thường rồi, không có chảy máu, may quá. Nhưng trong lòng hắn vừa nói xong lại muốn bạo huyết, lần này tại sao nói là bạo huyết mà không phải là chảy máu? Vì cũng không biết là nguyên nhân gì, Phạm Phiêu Phiêu hình như vì muốn biểu hiện ra đặc điểm của chiếc quần lót cửu nhã, hoặc là nói vì muốn chứng minh tính chất co giãn của nó thật sự tốt, khi cái mông hướng về phía Diệp Phàm, cô ta còn tiện tay, dũng cảm kéo chiếc quần xuống phía dưới, lộ ra nửa cặp mông phía sau siêu cấp gợi cả, trắng nõn mịn màng, cho nên người nào đó thấy vinh quang mà bạo huyết. Ha ha ha, Phiêu Phiêu, cái mông của cậu gần đây lại trắng hơn không ít. Chính vào lúc này, Sở Vân Y thoáng cái nhào tới, nhanh như tia chớp thò tay ra, bỗng nhiên kéo xuống dưới. Nguy rồi, chất lượng của chiếc quần lót nửa trong suốt cửu nhã thật sự là cực tốt, không bị kéo rách, chỉ là ngay cả chiếc quần tam giác cũng bị kéo xuống tới chân rồi. Toàn bộ cái mông vẻ vang căng tròn lộ ra trong mắt chú sói nào đấy, làm cho máu mũi của chú sói thi nhau chảy ra. Ha ha ha, ba cô gái thi nhau cười không dứt, Phạm Phiêu Phiêu cũng không làm gì được, quay người lại, tay cũng không chậm, lập tức kéo chiếc quần tam giác của Sở Vân Y xuống dưới chân nhưng Sở Vân Y sớm đã có phòng ngự, không thực hiện được. Sở Vân Y tự đắc cười kiêu ngạo không được bao lâu, vì Diệp Tử Y ra tay giúp đỡ Phạm Phiêu Phiêu kéo xuống, hai chân trắng nõn thon thả lại cộng thêm nửa vòng tròn thiếu chút nữa dọa chết vị anh chưa nào đó đang rình coi. Được lắm, Tử Y. Cậu dám làm loạn à, Nạp Tuyết, tiến lên. Sở Vân Y hét lớn một tiếng xông về phía Diệp Tử Y, phía sau Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng cười nắc nẻ xông tới. Xong đời rồi, em gái mình cũng phải biểu diễn, mình vẫn nên quay về giường giả vờ ngủ thôi. Diệp Phàm xoay người muốn quay lại giường, hắn cũng không dám rình coi em gái mình biểu diễn, nhưng trong lòng hết sức tiếc nuối, nếu xem tiếp xác định có thể nhìn thấy thân hình của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Bởi vì bốn cô gái đã hỗn chiến đến rối loạn rồi. Trên cơ sở bị giải trừ trang bị, toàn bộ màn biểu diễn trần truồng lẳng lơ thật sự thu hút. Két! Khi Diệp Phàm xoay người vì thất thần, không cảnh giác đầu đụng vào cửa, lập tức phát ra tiếng động. Lần này thật sự là hỏng bét rồi, thanh âm này mặc dù nhỏ nhưng bốn cô gái mặc dù nói đang đùa giỡn nghịch ngợm, nhưng đối với những tiếng động này vẫn là cực kỳ nhạy cảm. Bốn người toàn bộ quay đầu nhìn. Nhìn thấy bóng lưng của Diệp Phàm. A a a a. Bốn tiếng hét chói tai vang dội khắp phòng, may mà căn phòng này ban đầu khi lắp đặt có cách âm, nếu không toàn bộ người trong quán rượu đều bị đánh thức thì Diệp Phàm đắc tội lớn rồi. Đánh! Phạm Phiêu Phiêu nổi giận rồi, bốn cô gái đều choáng váng. Lúc này giống như lão hổ xuống núi toàn bộ lao về hướng con sói háo sắc nào đó đang run lẩy bẩy trốn trong chăn. Đá, túm, đạp, nhảy. Tất cả những bản năng mà con gái có thể dùng được, lúc này Diệp Phàm chính là một cái bao cát bằng da heo. Dưỡng sinh thuật cấp tốc vận chuyển, cắn răng hành khí rót vào trong cơ thể chống đỡ lại tra tấn của bốn cô gái. A, à, một giây không cảnh giác, Ngọc Mộng Nạp Tuyết bị chân của Phạm Phiêu Phiêu đá phải một chút, đặt mông ngồi lên người Diệp Phàm. Khi muốn bỏ dậy, Phạm Phiêu Phiêu giở trò xấu bị cô ta đè xuống lại. Cậu đánh vào mông tên sói háo sắc hai cái. Tớ sẽ cậu đứng dậy. Ha ha ha. Phạm Phiêu Phiêu cười nắc nẻ như điên, cô gái này đến từ Hồng Kông nên thật sự rất dũng cảm. Ngọc Mộng Nạp Tuyết không còn cách nào khác, mặt đỏ bừng, đành phải vung đôi bàn tay trắng như tuyết đánh vào mông Diệp Phàm hai cái.
Ha ha. Ba cô gái cười to không dứt mới buông tha cho Nạp Tuyết. Đương nhiên người nhà cũng phải chịu tội, di chứng của điên cuồng phát ra dưỡng sinh thuật quá mạnh cũng hiển lộ ra ngoài. Máu và mồ hôi tuôn trào, thiếu chút nữa không khống chế được, thật sự muốn nhảy lên mà xxx, đem ba cô gái Sở Vân Y, Phạm Phiêu Phiêu, Ngọc Mộng Nạp Tuyết giải quyết ngay tại chỗ. Nhưng anh chưa nào đó ý chí kiên cường, cuối cùng vẫn là dựa vào thanh tâm quyết truyền ra của lão phí, mạnh mẽ ép xuống. Không tin mọi người thử xem, đảm bảo ngày thứ hai sẽ đạt được hiệu quả lớn. Mẹ kiếp, mất mặt không còn gì để nói rồi. Chuyện kém cỏi như vậy cũng có thể phạm phải, mình là một đại vũ sư hạ đẳng thất đoạn. Hoàn toàn có thể được chọn vào tổ A quốc gia, vừa rồi thân thủ cũng quá chậm chạp. Chiêu chim ưng bắt chuột núi cũng chơi quá nhiều lần rồi, trình độ cũng quá tài giỏi, nếu gặp phải kẻ địch mạnh vẫn có thể dùng được. Anh chàng này căn bản không có một chút giác ngộ nào. Ngược lại ôm đầu oán trách vừa rồi khi mình rình trộm trở về, trình độ thân thủ không đủ cao, vì vậy bị người ta phát hiện ra. Sau khi tra tấn điên cuồng một hồi, Diệp Tử Y mới nhớ ra người bị đánh đập là anh hai mình, anh ruột mình. Bị hù dọa một lát sau đó liền lập tức lao đến trên người Diệp Phàm hét lớn. Dừng tay, hắn là anh mình. Biết là anh cậu, bằng không cái mà hắn phải chịu không phải là quả đấm mà là cái búa rồi, hừ. Đứng dậy cho chúng tôi. Nói xem anh đã nhìn thấy những gì. Phạm Phiêu Phiêu ra hiệu bằng mắt với ba cô gái còn lại, chống nạnh đứng trên giường giống như một quỷ dạ xoa, thẩm tra phạm nhân. Tôi không có nhìn thấy gì hết, vì mắc đái cho nên. Diệp Phàm lộ ra non phân nửa tài ngụy biện nói, loại chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể nhận. Nếu không thật sự quá mất mặt. Không thể nào, tôi lúc đó, khẳng định đã bị anh nhìn thấy rồi. Phạm Phiêu Phiêu thốt ra một câu, lời vừa ra khỏi miệng mới cảm thấy hình như có chút kỳ quái, xấu hổ đến mức thiếu chút nữa tìm cái hố chui vào. Được rồi, bà cô họ Phiêu của tôi, cái dáng vẻ chống nạnh của cô đứng trước mặt tôi làm sao chịu được, nhìn thấy Phạm Phiêu Phiêu đứng trước mặt mình, lỗ mũi Diệp Phàm ngứa ngáy muốn phát tác. Bởi vì tình cảnh này quá mức chịu đựng rồi. Sở Vân Y và Ngọc Mộng Nạp Tuyết còn dễ hơn một chút. Đoán chừng gây náo loạn mệt rồi cho nên đặt mông ngồi xuống trên giường. Chiếc giường này rộng gần 2 thước, đặc biệt lớn, ngồi một lúc mấy người cũng không hề cảm thấy chật chội. Nhưng Diệp Phàm vừa mở mắt, từ dưới ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy Phạm Phiêu Phiêu chống nạnh đứng trước mặt mình, hai chân thon thả bị quần lót buộc chặt càng có vẻ cực dài, ánh mắt người nào đó không khỏi quét nhìn vùng đất thần bí của người ta, mơ hồ lộ ra vẻ dâm đãng tối tăm ở trước mặt. Trước ngực hai ngọn núi cao vút càng giống như hai ngọn núi lớn đè xuống khiến người nào đấy điên cuồng run rẩy không thôi. Được rồi, nhìn thấy được chưa hả? Dù sao tôi cũng là anh trai của Tử Y, các cô xem như là đi bệnh viện trích thuốc không cảnh giác bị bác sĩ nam nhìn thấy là được rồi. Dù sao hai cái mông nhìn thấy, cũng rất gợi cảm. Diệp Phàm thoáng cái ngồi dậy, bất chấp tất cả. Anh, tại sao anh có thể như vậy? Diệp Tử Y mất hứng kêu lên. Sơ suất, nếu không như vậy đi, tôi lại đưa cho 4 vị đại mỹ nữ một người một cái túi hàng hiệu. Diệp Phàm thay đổi dùng cách lựa ý hùa theo sở thích của người khác, cũng chính là thế tiến công vào loại mốt yêu thích nhất của con gái, bất chấp khó khăn. Được rồi Phiêu Phiêu, anh mình cũng là vô ý. Để anh mình nhìn thấy cũng không mất đi cái gì, dù sao cái mông trắng nõn của cậu lúc đi bệnh viện trích thuốc không phải cũng phải để cho bác sĩ nhìn thấy sao. Ha ha. Anh mình cũng là anh cậu có phải không? Diệp Tử Y ngược lại nói giúp anh mình, dù sao cũng là người một nhà. Anh trai hiện tại còn chưa có bạn gái, nếu có thể câu được người nào đó trong 3 người bạn học vào tay cũng rất tốt. Cho nên Diệp Tử Y đương nhiên trở thành đồng lõa. Cùi trỏ đương nhiên phải hướng vào trong, làm sao có thể hướng ra bên ngoài. Thân hình 3 người bạn học của mình thật sự là đẹp siêu cấp, Diệp Tử Y đặc biệt yêu thích Ngọc Mộng Nạp Tuyết, vì cô ấy rất tinh khiết. Lại có mùi vị quái dị của cô gái nhà họ Nạp, nếu có thể làm chị dâu mình là hoàn mỹ nhất. Phải biết rằng loại vẻ đẹp thuần khiết duy nhất của Ngọc Mộng Nạp Tuyết khiến cho cô khi vừa mới nhập học ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu đã xông thẳng lên danh hiệu Á hậu. Đây cũng là chuyện vô cùng không đơn giản, phải biết rằng Học viện Âm nhạc còn có lớp vũ đạo, tất cả đều là những cô gái có thể ca hát, nhảy múa. Lớp piano mọi người thanh cao như tuyết trắng, khí chất không cần nói. Trong vạn quân có thể ra mặt giết chết thủ lĩnh, đó là có thực lực tuyệt đối. Hừ, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa.
Phạm Phiêu Phiêu đại diện cho ba cô gái cho Diệp Phàm một lối thoát, trong nháy mắt khi nghĩ đến cái túi sách, trước mặt lại sáng bừng lên, thầm nghĩ dù sao bị rình trộm cũng phải kiếm một chút phí mất mát về tinh thần, mở miệng hỏi. Anh có loại túi tốt gì, đừng lấy loại hàng vỉa hè mười mấy tệ ra đùa giỡn chúng tôi biết phân biệt hàng tốt xấu, mặc dù nói không có giỏi lắm nhưng cũng từng thấy ở cửa hàng rồi. Này, em xem thường anh trai này có phải không? Nhưng anh cũng không biết túi sách ấy rút cuộc có đắt hay không, người khác đưa mà. Diệp Phàm cố tình thừa nước đục thả câu, thầm nghĩ, túi sách phu nhân chủ tịch của tập đoàn Nam Cung Hồng Kông tặng có thể kém được sao, một cái đoán chừng cũng phải mấy trăm tệ, tương đương với một tháng tiền lương của mình rồi. Người nào đó cũng không kịp tiếc nuối túi sách của mình, giải quyết ba vị mỹ nữ này mới là chuyện quan trọng nhất. Ai? Anh cũng tặng mỗi người chúng tôi ba bộ quần áo cao cấp rồi. Chúng tôi làm sao còn dám hỏi anh? Ngọc Mộng Nạp Tuyết khẽ cười nói, hai cô gái kia thật ra cũng vậy, Phạm Phiêu Phiêu chỉ là có chút tò mò mà thôi. Chương 159, bí mật của quân Quan Đông. Ăn sáng xong, năm người đi xuống dưới lầu, Diệp Phàm lái xe đưa bốn cô gái đến cửa trường học. Xuống xe hắn mở cốp phía sau lấy ra một cái máy nhắn tin màu hồng phấn đưa cho em gái. Em gái, anh có một món quà tặng em. Sau này thuận tiện liên lạc hơn, đây là số điện thoại của anh, có chuyện gì thì gọi cho anh. Diệp Phàm nói thuận tay còn nhét 1.000 tệ cho em gái, hắn cũng không muốn đưa quá nhiều sẽ khiến dục vọng vô tận, ngược lại sẽ làm hại em gái. Sau đó quay đầu nói với bốn cô gái. Các em cũng tới đây đi, nếu đã gọi anh là anh trai, phận làm anh cũng nên tặng cho các em gái một vài món quà chứ có phải không? Vừa nói vừa thuận tay lấy ra mấy cái hộp nhỏ nhắn tinh xảo đưa tới. Anh, không cần đâu, anh giữ lại mà tặng cho người khác. Diệp Tử Y thấy máy nhắn tin thì mừng rỡ, thậm chí mất đi sự yêu thích đối với túi sách. Em nhìn xem là nhãn hiệu gì, xem anh Diệp của chúng ta tặng cho túi sách gì. Phạm Phiêu Phiêu rất biết cách theo đuổi trào lưu, nhận lấy một cái hộp cảnh giác mở ra, nhất thời trợn tròn mắt, nói dễ nghe một chút là loại hai mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói. Monogram của nhà LV. Hình dạng của mấy chiếc túi đúng là rất xinh xắn. Cha cha, anh Diệp, cái túi này một cái cũng phải mấy ngàn đây. Nghe nói mấy vạn cũng nên. Phạm Phiêu Phiêu lập tức yêu thích đến mức không muốn rời tay, nhẹ nhàng vỗ về không nỡ đặt xuống. Nghe nàng kêu lên như vậy, ba cô gái còn lại vốn không biết phân biệt hàng tốt xấu cũng xuống tới. Cha cha, làm gia công, cách thức này, chất liệu này. Bốn cô gái líu lo bắt đầu tùy tiện bình phẩm. Được rồi, các em không phải nói là không cần sao, thu lại đi, anh phải đi rồi. Diệp Phàm cố ý đùa giỡn, giả vờ muốn cất vào để đi. Được rồi, coi như là phí đền bù tinh lực bạn học em bị anh nhìn không vậy, các cậu ấy cũng không thể bị anh nhìn không công như vậy được. Diệp Tử Y giảo hoạt trừng trừng mắt, giành lấy bốn cái túi nhét vào tay mỗi cô gái, các cô cười hi hi ha ha bỏ chạy. Chỉ để lại nơi đây một khuôn mặt anh chưa nào đấy đờ đẫn, đang ra sức nắm giữ mùi hương thơm ngát nhàn nhạt đang biến mất. Ai, thật quá thiệt thòi. Diệp Phàm lắc lắc đầu chạy thẳng xe tới thành phố Mặc Hương. Rút cuộc ai thiệt ai lời không ai nói được rõ ràng, nhưng Diệp Phàm thật ra hy vọng có thể làm được mấy lần buôn bán lỗ vốn như vậy nhiều hơn. Sau 3 giờ đã đến Mặc Hương, dưới sự giúp đỡ của Vu Kiến Thần, trực tiếp gặp được Trần Khiếu Thiên. Lão già này gần đây tựa hồ trạng thái tinh lực lại tốt hơn một chút, nghe nói vết thương của vợ ông ta cũng tốt hơn rất nhiều. Lại cộng thêm sau khi bái Diệp Phàm làm chủ có hy vọng cầm về ngọc bội của sư phụ, cho nên tâm sự thật ra cũng là thả lỏng một chút. Con người trên thế giới này, thỉnh thoảng sợ nhất chính là không có hy vọng, có hứa hẹn chính là có hy vọng. Trước kia Trần Khiếu Thiên vốn không ôm hy vọng gì đối với việc mình có thể từ chỗ Trần Vô Ba đoạt lại ngọc bội mà sư phụ trước khi qua đời vẫn luôn kêu gào. Trần Khiếu Thiên khi đó vẫn là một vị đại vũ sư hạ đẳng khai nguyên cảnh thất đoạt, nhưng Trần Vô Ba là người nào chứ? Nhân vật như Thái Sơn của võ thuật Trung Hoa, đại vũ sư trung đẳng khai nguyên cảnh bát đoạt. Lão già này trải qua 7-80 năm tu luyện gian khổ, nội kình đoán chừng thuần hậu tới mức độ sắp đạt được hóa khí thành giọt nước rồi. Nghe nói cao thủ nội kình chín đoạn sau khi đạt được thuần hóa cảnh, đột phá đến cảnh giới của tiên thiên tôn giả thì khí nội kình trong đan điền sẽ hóa thành thứ giống như chất lỏng. Từ kiến thức vật lý mà nói, một giọt hơi nước sau khi hóa xong đoán chừng có thể bành trướng thành thể khí.
cho nên nội kình hóa chất lỏng đương nhiên là khí nội kình dự trữ nhiều hơn nữa chất lượng tiến bộ. Một khi đột phá đến tôn giả tiên thiên có thể thoải mái đập chết mấy đại sư quốc thuật nội kình chín đoạn. Nghe nói ngay cả bom đạn cũng có thể lợi dụng từng tia nội kình tiên thiên tràn ra bên trong cơ thể tránh né được mà không chịu bất cứ thương tổn nào. Còn trước tiên thiên cho dù là cao thủ chín đoạn cũng không thể nào tránh né được đạn dược, nhưng cơ thể cũng tương đối nhạy cảm, giống như một cao thủ quốc thuật siêu cấp cấp số đó, đạn cũng rất khó bắn trúng bọn họ, trừ phi bị trói vào trên cùm sắt. Đối chiếu so sánh, Trần Khiếu Thiên đối với chuyện đoạt lại ngọc bội cũng không có ôm bất cứ hy vọng gì, nhưng Diệp Phàm hiện tại, là một cao thủ thất đoạn mới 18 tuổi, lại có thể dấy lên ngọn lửa hy vọng hừng hực của lão. Nếu không lão cũng sẽ không hạ mình như vậy, đi bái một thằng nhãi chưa vắt sạch mũi làm chú công. Bên trong chuyện này cũng là có một số quan hệ lợi ích hút mắc, chỗ ngoặt bên trong nói ra cũng rất khó chính xác, trên đời này không có kẻ ngu. Diệp Phàm cũng rất hiểu biết điểm này, cho nên sau này mới có thể ca thán mình là mắc mưu của Trần Khiếu Thiên. Thật ra cái hố mà Trần Khiếu Thiên đã đào, Diệp Phàm cho dù là biết được trước khi chuyện xảy ra, hắn cũng muốn nhảy xuống. Vì có thể thu được một cao thủ tạm thời thối lui đến 6 đoạn cũng là khó có được, tác dụng sau này nhất định là có. Hơn nữa sau này đạt tới cảnh giới cao đi tìm khiêu chiến Trần Vô Ba cũng cảm thấy rất là kích thích, thân là một cao thủ, lòng dũng cảm lớn hơn bình thường, không có những tâm tư này, người ta sẽ kết thúc ở vị trí không tiến về trước thậm chí lui về phía sau. Cuộc sống yên tĩnh thoải mái là độc dược, câu nói này cũng có đạo lý nhất định. Ngài tới rồi, công tử. Trần Khiếu Thiên vì bị trói vào chiếc ghế sắt nên không có cách nào hành lễ, đành phải dùng miệng thay thế gật gật đầu. Ông Trần, tôi muốn nhanh chóng cứu ông ra, nhưng quốc gia có luật pháp, chuyện của ông đoán chừng là bị xử mấy năm rồi. Tuy nhiên tôi đã hỏi thăm trong bạn bè, nói là nếu có biểu hiện công trạng trọng đại, có thể giảm bớt không ít thời hạn thi hành án. Tôi nghĩ ông cũng không muốn chọn lựa ở trong nhà lao mấy năm trời vô vị. Diệp Phàm chân thành nói. Công trạng trọng đại, để tôi nghĩ xem. Trần Khiếu Thiên nheo mắt bắt đầu lục soát lại trí nhớ trong đầu của mình. Một lúc lâu, Trần Khiếu Thiên mở mắt ra, lắc lắc đầu, có chút dáng vẻ khổ sở. Tôi ngoài khổ công tu luyện nội kình, về cơ bản đều không bước ra khỏi nhà, những năm này chính là phương diện cuộc sống đều do vợ tôi là Dương Tố Mai thu xếp, phải dựa vào lao động của bà ấy dệt một số may vá thủ công kiếm chút tiền nuôi gia đình, ai. Trong lòng tôi luôn cảm thấy hổ thẹn, vì ngọc bội của sư phụ, tôi thật có lỗi. Thật sự không có một chút chuyện nào trọng đại, ví dụ nói chuyện ông không biết, có lẽ sư phụ của ông có nói qua cũng được. Diệp Phàm đem ý nghĩ dẫn dụ đi phía xa. Vậy để tôi lại nhớ xem lời của sư phụ. Trần Khiếu Thiên lần này dứt khoát nhắm chặt hai mắt, chuyên tâm tìm kiếm trong đầu. Một phút sau cuối cùng cũng mở mắt, có chút dáng vẻ không chắc chắn nói. Công tử, trước kia tôi thật ra có nghe sư phụ Trần và Phong Lao Khạp có nói qua một chuyện, cũng không biết có tính là công lao không, chỉ là niên đại đã lâu rồi. À, mau nói nghe xem. Diệp Phàm cũng rất hứng thú. Sư phụ của Trần Khiếu Thiên là một đại sư quốc thuật, chuyện mà lão biết có lẽ thật sự vẫn được xem là cơ mật lớn. Đó là chuyện năm 1945, lúc đó nghe sư phụ nói là bọn giặc ngoại xâm thất bại, tuyên bố đầu hàng. Sau đó không lâu, những tên ngoại xâm của quân binh Quan Đông toàn bộ đều bỏ chạy về bổn quốc, sư phụ vừa vặn tới Trường Bạch Sơn hái thuốc. Nơi đó vô cùng lạnh, toàn là do nham thạch mặt thô ráp tạo thành, mùa hè đá trắng phơi bày ra, mùa đông tuyết trắng trắng ngần, quanh năm thường trắng, nghe nói là núi lửa phun trào nhiều lần mà thành. Rừng rú rậm rạp, đại thụ mọc dày, là một trong những khu rừng trọng yếu của nước Hoa Hạ chúng ta, giữa rừng có các loại động vật quý hiếm như hươu sao, hổ đông bắc, cùng với các loại dược liệu, nhân sâm, sừng nai cũng nhiều. Sư phụ hái thuốc xong trên đường quay về, lúc ấy đi ngang qua một vùng tên là Vọng Hồn Nhai của Trường Bạch Sơn, nơi đó có chút giống như một hố trời, phát hiện bên trong có mấy tên giặc ngoại xâm quần áo rách dưới đang lén lút hoạt động. Sau đó len lén nhích tới gần mới biết là tổ chức cơ mật gì đó của bọn giặc Nhật Bản, tên là Hội Hồng Á Đao Lưu. Bên trong có một tên giặc thấp lùn gầy gò còn kêu ra cái tên Xuyên Đảo Nhất Cơ. Hình như là đang bàn bạc chuyện rút lui, lúc ấy sư phụ nghĩ đến sự ghê tởm của lũ giặc, trong cơn tức giận nhân lúc bọn chúng chưa chuẩn bị vọt tới, mấy phen quyền cước đánh xuống, mấy tên giặc ngoại xâm toàn bộ đều đau đến mức kêu gào trên đất,
gãy xương đứt chân đoán chừng cho dù có thể sống cũng trở thành tàn phế toàn bộ. Năm đó sư phụ cũng có thể nghe hiểu một bộ phận nhỏ tiếng nói của bọn giặc, nên suy đoán như vậy. Sau khi trở về cũng quên luôn chuyện này, sau 20 năm khi tán gẫu hái thuốc mới nhắc tới với tôi. Cũng mấy chục năm rồi, đoán chừng cũng không xem là cơ mật gì, nghe nói lúc đó bọn Nhật Bản xây dựng rất nhiều tổ chức cơ mật ở Hoa Hạ chúng ta, sau này đều bị cơ cấu tình báo của quân giải phóng tiêu diệt. Ai, Xuyên Đảo Nhất Cơ, thật ra là một cái tên Nhật Bản. Vọng Hồn Nhai, ông có biết vị trí cụ thể không? Diệp Phàm hỏi. Không biết, đều là nghe sư phụ tán gẫu, tôi cũng chưa từng tới. Có lẽ là một nơi nhỏ bé không nổi tiếng của trường Bạch Sơn, nếu như vậy sợ rằng cũng khó tìm được. Sư phụ lúc đó hình như còn nói là phát hiện ở Vọng Hồn Nhai hình như có một cái động bí mật, có lẽ chính là cứ điểm của bọn giặc đó, cũng không rõ lắm. Được rồi, cùng lắm thì ăn cơm tù mấy năm rồi đi. Vợ tôi cũng phiền công tử quan tâm giúp đỡ mấy năm rồi. Bà ấy rất chăm chỉ, cái gì cũng biết, hơn nữa thêu thùa rất khéo léo. Trước kia vốn xuất thân ở Dương Gia danh môn Tô Châu. Còn nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi, sau này đi theo tôi, đoạn tuyệt liên lạc với người trong gia đình, ai. Mấy chục năm rồi, tôi thật có lỗi với cô ấy, hy vọng công tử. Trần Khiếu Thiên bây giờ cũng là có chút hối hận, bản thân quá si mê luyện công rồi. Thê tử là thiên kim danh môn đi theo mình cũng không có một ngày hưởng phúc, toàn làm những việc vất vả của nông dân. Không cần nói nữa ông Trần, tôi sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt, nhưng tôi hy vọng nếu chuyện lần này có thể giúp được ông, bản thân ông phải quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, để cô ấy cũng được hưởng phúc. Diệp Phàm cắt lời của lão. Cảm ơn, cảm ơn. Trần Khiếu Thiên lần này thật sự có chút xúc động, đôi môi có chút run rẩy. Tiếng khóa, loảng xoảng, vang lên. Cả người dựa vào chiếc ghế hướng về phía Diệp Phàm cúi lạy, Diệp Phàm vội vàng chạy tới đỡ dậy. Loại ghế đúc đồng đặc chế này nặng gần 5-600 cân, nếu là người bình thường căn bản không nhúc nhích được, nếu xoay chuyển đoán chừng sẽ bị thương, nhưng cái ghế này địa bàn rất nặng, rất vững chắc. Trần Khiếu Thiên là liều mạng dùng kinh lực toàn thân mới kéo được cái ghế, sợ không phải cần sức lực trên ngàn cân rồi. Trần Khiếu Thiên chân bị bắn trúng hai phát, viên đạn đã được lấy ra. Nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn, cho nên vẫn phải buộc băng. Một dòng máu đỏ tươi lại bắt đầu tràn ra, Diệp Phàm vội vàng gọi cảnh sát đưa tới phòng cứu thương. Diệp Phàm cũng rất khẳng khái, hơn nữa trên người đang mặc cảnh phục, đưa cho mỗi viên cảnh sát hai gói thuốc Trung Hoa, dặn dò mọi người không hành hạ ông Trần nữa. Đương nhiên thái độ của mọi người đối với Trần Khiếu Thiên cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc ấy hai gói thuốc Trung Hoa có thể so sánh với gần 10 ngày tiền lương. Tiền lương của các cảnh sát một tháng hơn 1.000 tệ, hai gói thuốc Trung Quốc thật ra có thể đổi được mấy gói loại khác rẻ hơn, giải quyết được tiền thuốc lá một tháng. Ra khỏi sở công an, Diệp Phàm cứ suy nghĩ về chuyện này rút cuộc nên nói với ai. Theo lý thuyết nếu thật sự có loại tổ chức thần bí này đoán chừng phải thuộc về lĩnh vực an ninh quốc gia. Chấm mở ngoặc vuông, cốt, chương 160, phòng trinh sát phản gián. Nhưng bản thân lại không quen ai của Cục An ninh Quốc gia. Thật sự không biết nên xuống tay từ chỗ nào. Hơn nữa giống như nước Hoa Hạ, Bộ An ninh Quốc gia là một tổ chức vô cùng thần bí, nếu không có chuyện gì thì người bình thường đều không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với bọn họ. Lỡ sớ dính vào đó rất dễ mang tội phản quốc, rước vào người tội danh dọa người là nguy hiểm đến an toàn quốc gia. Anh Vu, anh biết thành phố Mạc Hương chúng ta có cục an ninh không vậy? Diệp Phàm hỏi trong điện thoại. Cục an ninh? Cái đầu cậu bị lừa đá rồi, không có chuyện gì hỏi cái này làm gì. Vu Kiến Thần vẻ mặt nghiêm trọng mắng. Phải biết rằng Cục An ninh cũng không phải là chỗ lợi ích, ngay cả Phó Cục trưởng Vu Kiến Thần của Cục Công an thành phố Mạc Hương nhắc đến nó cũng có chút biến sắc, không muốn dính quan hệ gì với nó, chỉ sợ chọc vào phiền phức, cho nên xuất phát từ sự quan tâm tới Diệp Phàm mới mắng hắn. Là như vậy, Trần Khiếu Thiên cung cấp cho tôi một số đầu mối liên quan, hình như có chút quan hệ dây dưa với Cục An ninh. Tôi muốn nói chuyện với bọn họ. Lời nói của Diệp Phàm còn chưa nói xong, Vu Kiến Thần đã kêu lớn. Dừng lại, thằng nhóc cậu thật sự muốn chọc vào phiền toái sao? Nhưng nếu cậu thật sự muốn để cho Trần Khiếu Thiên thoát tội thì cũng có thể đi thử xem. Chỉ sợ cuối cùng chọc vào ổ kiến lửa, tôi có thể nói địa chỉ của bọn họ cho cậu biết, chuyện này tôi không muốn dính dáng. Những chuyện dính dáng đến Trần Khiếu Thiên biết, cậu cũng đừng nói với tôi. Tôi không biết thì tốt hơn.
Một mình cậu trực tiếp đảm nhiệm thì đảm nhiệm đi, ngàn vạn lần đừng nói với tôi. Tôi thật không muốn dính vào chuyện này một chút nào. Cuối cùng y còn trịnh trọng bổ sung thêm mấy câu. Thằng em, anh mày nói thật với cậu, có thể không đụng đến bọn họ, tốt nhất là đừng đi chọc vào. Những người đó một khi dính vào rồi bảo đảm lập tức điều tra cậu đến tận cùng, đoán chừng là cậu dùng mấy cái quần lót bọn họ cũng sẽ điều tra rõ ràng. Biết tại sao anh Vu không muốn dính dáng đến rồi chứ, tự thằng nhãi cậu quyết định đi, nhớ địa chỉ một chút. Xem ra Vu Kiến Thần thật sự có chút sợ hãi Cục An ninh Quốc gia, Diệp Phàm cũng không có nhiều băn khoăn như vậy, vì hắn có thân phận của thiếu tá Liệp Báo, có lẽ không có chuyện gì, nếu có chuyện gì cũng không sợ. Lúc này nghĩ đến phân lượng thân phận tiện nghi của một thiếu tá, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đúng, đi lại trên chốn quan trường, treo trên người chức danh thiếu tá hình như cũng rất ích lợi, có chuyện gì người khác sợ thì mình không cần lo lắng như vậy. Anh Vu, vậy anh lợi dụng hệ thống công an điều tra giúp em xem vào năm 1945 ở xung quanh trường Bạch Sơn có phải có một tổ chức tên là Hồng Á Đao Lưu không, còn có một nơi tên là Vọng Hồn Nhai, có phải là có nơi như vậy không? Yên tâm, em sẽ không nói ra anh đâu. Diệp Phàm thấp giọng. Được rồi, thằng nhóc nhà cậu đó, xem như là tôi phục cậu rồi, XX. Đến lúc đó chọc phải chuyện phiền toái gì cũng đừng tới làm phiền anh Vu nhé, anh mày đến lúc đó ngay cả cơm cũng không đưa cho cậu đâu, ha ha. Vu Kiến Thần trêu đùa nói. Cậu chờ một lát. Không lâu sau, Vu Kiến Thần lại gọi điện thoại tới. Thật sự có tổ chức bí mật của Nhật Bản tên là Hồng Á Đao Lưu. Hình như còn là một tổ chức tình báo hình thành trong dân chúng. Vọng Hồn Nhai thì không tìm thấy, cậu không có căn cứ gì mà trường Bạch Sơn lại rộng lớn như vậy. Vách núi lớn nhỏ không phải cũng có hơn ngàn vạn cái sao, trừ phi là nơi nổi tiếng, bằng không rất khó tìm thấy. Tôi nói với cậu, không phải anh Vu sợ chuyện, nhưng hiện tại tôi đang nằm ở thế bị động. Đối đầu với Chu Chính Dương khốn khiếp luôn soi mói sát sao, không thể xuất ra một chút phong cách nào. Nếu xảy ra chuyện thì tôi phiền phức rồi. Được, cảm ơn, em có thể hiểu được, gần đây anh cũng cảnh giác một chút, em đi đây. Diệp Phàm lái xe chạy thẳng tới Cục An ninh Mạc Hương. Cục An ninh thành phố Mạc Hương nằm ở cuối đường Tây Hồ khu Bàn Long, nơi này tương đối vắng vẻ hơn so với đường phố Trúc Giang. Một cây cổ thụ cao gần 10 mét che lấp giống như một cô gái đang ngượng ngùng, xấu hổ, người bình thường thật sự không tìm được. Có lẽ chính là do tính thần bí của công tác an ninh quốc gia. Diệp Phàm dừng xe ở đối diện lững thững đi tới, sau khi xuất trình giấy chứng nhận công tác, cảnh sát vũ trang gác ở cổng thật ra vẫn chào theo nghi thức quân đội để hắn tiến hào bên trong, đồng thời nói cho hắn biết nơi tiếp khách nằm ở một ngôi nhà bên trái. Diệp Phàm rất nhanh tìm được tấm bảng của nơi tiếp khách, bên trong bày ra ba chiếc bàn làm việc kiểu cũ. Một cái bàn ở dưới cửa sổ, đoán chừng là chỗ ngồi của chủ nhiệm phòng tiếp khách. Lúc này đang trống, không có ai ngồi. Hai cái bàn khác hợp lại với nhau, phía trên đang có một người thanh niên khuôn mặt thanh xuân đang ngồi rất an nhàn, ngân nga hát bài, hoa dại ven đường không nên hái, mắt thì đọc báo. Đồng chí, tôi là Diệp Phàm tới từ thị trấn Lâm Tuyền, có chuyện quan trọng cần hỏi thăm một chút. Diệp Phàm khẽ mỉm cười móc ra điếu thuốc Trung Hoa đưa tới. Được. Người trẻ tuổi nhận điếu thuốc nhìn quét một vòng. Chậm rãi buông tờ báo ngư dương xuống chỉ vào chiếc ghế ở đối diện. Ngồi đi, có chuyện gì anh cứ trình bày trước, tôi mới có thể dẫn anh tới gặp lãnh đạo của phòng liên quan để tìm hiểu tình huống cụ thể. Công tác của tất cả bộ phận chúng tôi đều tương đối đặc biệt, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Hôm nay chủ nhiệm của chúng tôi không có ở đây, tôi là phó chủ nhiệm Lý Lực của phòng tiếp khách, có chuyện gì anh cứ nói trước đi. Thái độ của Lý Lực cũng rất tốt. Thuận tay còn tới máy đun nước trước mặt rót cho Diệp Phàm một chén trà. Là như vậy, tên tôi là Diệp Phàm, là một nhân viên công tác ở Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền. Muốn phản ánh lên lãnh đạo một chút thông tin ở trường Bạch Sơn có thể có trạm tình báo của kẻ địch để lại. Đây là tin tức tôi nghe một ông già tên là Trần Khiếu Thiên nói. Không biết phải phản ánh tình huống cho vị lãnh đạo nào, phiền chủ nhiệm Lý chỉ giáo một chút. Diệp Phàm rất có lễ phép đánh tiếng trước. Trong lòng cũng là thầm nghĩ, bộ phận an ninh quốc gia nghe đến đã sợ, rất là thần bí, xem ra cũng không phải như vậy, so với phòng làm việc bình thường trong chính phủ cũng không khác biệt gì. Trong một phòng tiếp khách có ba cái bàn, có một chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm, ngay cả nhân viên cũng không có, mẹ kiếp, toàn là quan, có chút mùi vị,
so với thị trấn Lâm Tuyển chúng ta còn hủ bại hơn. Có lẽ người ta thực hành tiết kiệm, ngay cả nhân viên cũng không cần, có chuyện gì đều tự do lãnh đạo giải quyết. Phó chủ nhiệm này sợ rằng cũng chỉ bằng một cán bộ cấp phó phòng của mình. Đây đúng là một nơi dễ thăng quan, tùy tiện ngồi ở phòng làm việc đã trở thành một phó phòng rồi. Ở nông thôn muốn thăng lên chức phó phòng, còn khó hơn lên trời, ai? Trong lòng Diệp Phàm có chút mùi vị khổ sở, thật ra cơ quan mặc dù nói thăng quan dễ dàng. Nhưng quan này ở trong cơ quan không có tác dụng gì, không khác biệt gì so với một nhân viên, làm gì oai hùng bằng một phó chủ tịch thị trấn, đương nhiên, cũng phải xem là bộ phận gì. Được, để tôi nghĩ xem. Lý Lực trầm mặc một hồi nói. Chuyện này có lẽ anh nên tới phòng phân tích tình báo hoặc là phòng trinh sát phản gián. Vậy để tôi dẫn anh tới phòng trinh sát phản gián. Trưởng phòng Triệu của bọn họ vừa vặn đang ở đây, phòng phân tích tình báo gần đây rất bận, đều ra ngoài hết rồi, nơi này thuận tiện hơn, anh đi theo tôi. Nói xong Lý Lực gọi điện thoại trước, biết trưởng phòng Triệu lúc này đang đi ra, dẫn theo Diệp Phàm đi tới một ngôi nhà bên trái, đi thẳng lên tầng 3. Phát hiện tấm biển treo ở trên là phòng trinh sát phản gián, nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nhận được lời mời liền đẩy cửa tiến vào một phòng làm việc rộng rãi. Bên trong phòng này có một chiếc bàn lớn, ở góc phòng có một chiếc ghế xoay, điều hòa đang phát ra tiếng tách tách rất nhỏ. Xem ra phòng trinh sát phản gián có tiền hơn phòng tiếp khách, đoán chừng cũng quan trọng, quan sát một vòng trang bị trong phòng làm việc. Tới rồi à, anh chính là Diệp Phàm à, mời ngồi. Một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường nhưng trông rất thông minh nhanh nhẹn đang ngồi trên chiếc ghế lớn đứng dậy chỉ vào ghế xa ở chỗ rẽ nói. Trưởng phòng Triệu, tôi đi đây, ngài cứ làm việc nhé. Lý Lực gật gật đầu nhẹ nhàng khép cửa lại đi ra ngoài. Không lâu sau, một cô gái trẻ xinh đẹp mặc quân phục an ninh đi vào, ngồi xuống bên cạnh trưởng phòng Triệu bắt đầu ghi chép. Diệp Phàm đem tình huống cụ thể của Trần Khiếu Thiên kể lại. Đương nhiên các phương diện liên quan đến cảnh giới quốc thuật của Trần Khiếu Thiên thì không nói. Chỉ nói là luyện được một chút, nhiều nhất là thân thủ hai đoạn. Hắn biết muốn gạt Cục An ninh Quốc gia chuyên môn đi sưu tập tình báo là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ là tận lực hạ thấp cảnh giới công lực của Trần Khiếu Thiên, chuyện này đoán chừng bộ phận an ninh quốc gia cũng chưa chắc điều tra ra được. Trưởng phòng Triệu Tuấn Võng sau khi nghe xong, trầm tư một lát nói. Cảm ơn Phó Chủ tịch Diệp, anh có thể cung cấp cho chúng tôi đầu mối quan trọng như vậy, thật sự rất quý giá. Anh ngồi tạm một lát, tôi nghĩ chuyện anh nói tương đối quan trọng, phải báo cáo một chút cho Phó Cục trưởng Hồ lãnh đạo quản lý của tôi để cho nếu ông ấy muốn xác định thì cần anh phải trần thuật lại một lần nữa. Nói xong Triệu Tuấn Võng đi ra cửa, Diệp Phàm nhàm chán ngồi uống trà. Vốn là muốn cùng với cô gái ghi chép nói chuyện một chút, nhưng vừa nhìn vẻ mặt của cô gái này giống như pho tượng lạnh băng. Cảm thấy không thú vị, nheo mắt nhớ tới chuyện của nhà máy giấy Ngư Dương. Cục trưởng Hồ, có một phó chủ tịch thị trấn tên là Diệp Phàm của thị trấn Lâm Tuyển huyện Ngư Dương cung cấp một đầu mối quan trọng, đoán chừng rất có giá trị. Triệu Tuấn Cương nhanh chóng báo cáo tất cả câu chuyện Diệp Phàm vừa mới kể cho một người đàn ông trung niên hơi mập mạp. Diệp Phàm, Diệp Phàm. Trong miệng phó cục trưởng Hồ lẩm bẩm, tựa hồ giống như có chút quen tai với cái tên Diệp Phàm này. Nhắm mắt suy nghĩ một lát khoát khoát tay. Tuấn Võng, cậu ra ngoài trước đi, tiếp đón Diệp Phàm chu đáo, dẫn cậu ta tới, tôi muốn đích thân hỏi một chút trưởng phòng Triệu vừa ra khỏi cửa, phó cục trưởng Hồ đã gọi điện thoại. Anh họ, người tên là Diệp Phàm lúc trước anh kêu em điều tra hiện giờ đang ở trong cục chúng em. Vì có một vụ án gián điệp từ rất lâu rồi, hắn là muốn vì một lão già tên là Trần Khiếu Thiên lấy công chuộc tội. Chuyện lần trước em cũng điều tra rồi. Thông qua quản lý đại sảnh của quán rượu Mạc Hương lúc ấy làm phục vụ ở đó trần thuật lại. Nói là lúc ấy khi Chu Căn Vương đang gọi điện thoại, hình như nhìn thấy một phó chủ tịch thị trấn tên là Diệp Phàm ở trên đại sảnh, lúc ấy hắn đang chuẩn bị đi ra cửa. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, một lát sau tiến vào hành lang thì không thấy nữa. Đoán chừng chính là hắn nghe thấy lúc đó tuần cảnh Chu Căn Vương đang báo cáo với anh. Phu Kiến Thần ở phòng 8 cùng với tài vụ Ngô Mẫn của công ty Hải Thiên nên hắn giành trước chạy lên lầu thay thế Phu Kiến Thần cãi lại. Cho nên lúc ấy kêu Tôn Minh đi lại là bắt vô ích, ngược lại bị Phu Kiến Thần xử lý, nhưng chuyện này cũng không có chứng cứ gì cả. Phó Cục trưởng Hồ Bình vẻ mặt nham hiểm gọi điện thoại. Người này có quan hệ họ hàng với Chu Chính Dương,
Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia thành phố Mặc Hương, Chu Chính Dương đang cùng với Vu Kiến Thần tranh giành chiếc ghế cục trưởng của cục thành phố, hắn là em họ đương nhiên phải ra sức giúp đỡ rồi. Nói ra ở Cục An ninh Quốc gia hắn cũng không khác gì anh họ, lão Cục trưởng Nguyễn Kiến Bình của Tổng Cục An ninh thành phố Mặc Hương sắp sửa về hưu rồi, hiện tại đang nhìn chằm chằm vào chiếc ghế cục trưởng có 4 người. Chương 161, thuốc mê và phản thuốc mê. Ai cũng không ngờ mấy món đồ vật bằng xương này chính là mười mấy ngọn phi đao giết người đáng sợ. Đêm khuya, ngũ tạng của Diệp Phàm đã bắt đầu tạo phản. Suốt mấy giờ không có miếng nào vào bụng. Người nếu không có thức ăn nước uống sẽ mất đi năng lượng chống đỡ. Diệp Phàm dần dần cảm thấy mỏi mệt, chỉ có thể tận lực điều tức tiết kiệm năng lượng. Được một lúc hắn liền dứt khoát nằm trên ghế salon giả ngủ. Tuy nhiên bởi vì thuật dưỡng sinh của Diệp Phàm nói đúng ra là thuật điều chỉnh tam bảo tinh, khí, thần của con người nên có thể tiết kiệm đến mức lớn nhất năng lượng cơ thể. Nếu cứ như vậy, không ăn không uống đoán chừng cũng có thể chống đỡ thêm mấy ngày, tuy nhiên thể lực sẽ dần dần kém đi. Lúc đó thì cho dù không mất mạng thì người ta cũng sẽ dễ dàng đem mình đi giải quyết. Theo truyền thuyết thì cao thủ quốc thuật ở đẳng cấp càng cao thì có thể giữ được nội kình càng nhiều. Thời gian không cần ăn cơm cũng theo đó tăng lên. Bọn họ có thể nội kình trước đó tích lũy trong đan điền hóa thành dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể. Tiên thiên tôn giả trong truyền thuyết có thể không ăn không uống cả tháng vẫn không qua đời. Tuy nhiên điều này cũng chỉ là truyền thuyết, Diệp Phàm cảm thấy mình chỉ mới một ngày không ăn uống mà đã hao tổn không ít tinh lực. Trong mật thất vô cùng kiên cố, ngay cả tín hiệu điện thoại di động cũng không có. Vì thế mà điện thoại di động Diệp Phàm khéo léo giấu được vào người cũng trở thành cục sắt vô dụng. Cục trưởng Hồ, thằng danh này chắc là không thể trụ được rồi, nếu không lại nằm yên. Triệu Tuấn ở trong phòng quan sát cười nói. Không cần vội vàng, thằng danh này không phải vừa đâu, cậu báo cho Lâm Trác bảo nó chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ chờ tôi ra lệnh. Cũng nên lựa chọn phương án 2 rồi, chúng ta không chờ được nữa đâu. Phó cục trưởng lạnh nhạt. Nhìn vẻ mặt không hề có một chút biểu hiện. Dù sao cũng là một cán bộ an ninh cấp phó phòng, đúng là có kinh nghiệm. Thật ra thì trong lòng người này đã gấp như lửa đốt, người ta dù gì cũng là một phó chủ tịch thị trấn, nếu thật sự mất tích thì sẽ có người báo lên cục công an, để lộ ra cho kẻ đối đầu với mình là Phạm Hồng Võng thì sẽ phiền phức rồi. Vì thế khi đưa Diệp Phàm vào mật thất đều tiến hành rất kín đáo, tham dự vào đều là thân tín nhất của mình. Cho dù là Phạm Hồng Võng có biết thì nhất thời cũng chỉ biết thúc thủ vô sách. Chờ cho đến lúc y nghĩ ra cách thì chắc mình đã mở được miệng của Diệp Phàm từ lâu, Vu Kiến Thần lúc đó đã ngã ngựa rồi còn có tác dụng gì nữa. Diệp Phàm càng lúc càng thấy không ổn, qua một ngày không ăn cơm thân thể đã thấy mềm nhũn, hơn nữa giờ đang là mùa đông, chỗ này lại sâu hơn 10 mét dưới lòng đất. Vì thế bây giờ mật thất này quả thực là một cái hầm băng, nhiệt độ e là cũng đạt tới điểm không. Diệp Phàm mặc dù đã toàn lực vận công để khu trừ giá lạnh, nhưng giá lạnh vẫn như một thứ ác ma ăn mòn vào cơ thể. Thân thể hắn bắt đầu run lên cầm cập, cố gắng làm sao cũng không ổn định được. Chẳng lẽ mình sẽ bị hãm hại tại một nơi đường đường là cục an ninh này, như thế thì trên đời này làm gì còn công lý, thiên lương nữa. Diệp Phàm tuy từ sau khi tốt nghiệp tuy nói là cũng va chạm với những mặt trái của xã hội nhưng dù sao cũng chỉ là mưa gió thoảng qua, chỉ có lần này là có vẻ nghiêm trọng. Mình là một công dân tốt vì quốc gia tới để báo án, tại sao lại bị vô cớ đối xử như vậy? Nếu trong người không có thuật dưỡng sinh thì chắc đã sớm đông lạnh hoặc đói bụng mà ngất đi rồi. Ngoá nó, Cục trưởng Hồ, Triệu Tuấn Võng, xác định là bọn chúng dở trò quỷ, ông mày một khi ra ngoài nếu không rút gân lột ra bọn mày thì không là họ Diệp nữa. Hỏng bét, hiện giờ không biết là lúc nào, có lẽ tập đoàn Nam Cung cũng đã đến thị trấn Lâm Tuyền rồi. Không biết Trần Khiếu Thiên có bị bọn họ hãm hại không, nếu lão cũng bị như vậy thì mình đúng là hại lão, ai? Hiện giờ nói gì cũng là vô ích, thoát khốn mới là vương đạo, mẹ kiếp. Ông mày vốn là con gián nên sẽ không dễ mất mạng vậy đâu. Diệp Phàm nói nhỏ tự động viên. Bụp, Diệp Phàm cảm giác có tiếng động lạ rồi một vật gì đó từ bên cạnh bắn tới liền lắc mình qua một bên tránh khỏi. Định thần nhìn lại thì thấy trên ghế salon rơi xuống một viên đạn. Nhặt lên thì thấy viên đạn này không có đầu đạn mà bên trên chỉ có một cái châm nhỏ. Thằng cụ nó, dám dùng đạn thuốc mê với ông mày. Diệp Phàm mắng một câu, bởi vì loại đạn thuốc mê này đã từng thấy qua khi lão phí tiến hành huấn luyện ở rừng Nguyên Thủy.
Có lần hắn không cảnh giác bị đồ chơi này bắn trúng hôn mê, kết quả bị đám quân nhân giải ngũ bắt được hành cho một trận, nghĩ lại vẫn thấy dựng tóc gáy. Xem ra là đối thủ đã ra tay, mục tiêu đơn giản là thấy mình có chút bản lĩnh võ thuật nên trước hết bắn đạn thuốc mê để làm mình hôn mê rồi mới trói lại để thẩm vấn. Xem hình dạng loại đạn thuốc mê này là đầu đạn hình châm, không phải là loại đạn nổ. Loại đạn này là do đầu châm, thân đạn và cánh tạo thành. Bên trong đầu châm là thuốc mê sẽ phát ra khi có áp lực. Sau khi bắn ra thì đầu đạn sẽ dựa vào cánh để bay trong không trung, sau khi trúng mục tiêu thì sẽ xuất hiện lực quán tính để phát ra thuốc mê. Nếu trúng phải loại thuốc mê này, đừng nói là một cao thủ quốc thuật, cho dù là một con voi cũng có thể ngất thẳng cẳng. Diệp Phàm theo dõi sát sao, vừa nghe tiếng gió thì lập tức thuận tay vớ lấy một quyển sách trên ghế xa đánh rơi. Hắn ngẩng đầu thi triển thuật ưng nhãn và bức nhĩ thông của sư phụ truyền dạy, lão phí có từng nói là khi thi triển ra thuật ưng nhãn này thì thích lực có thể so sánh với chim ưng, còn thuật bức nhĩ thông là do tổ sư phí Hạc Thiên căn cứ vào một loài rơi biên bức nhạy cảm ở trong một sơn động để nghĩ ra. Lần ấy tổ sư phí Hạc Thiên trong lúc ở một sơn động tình cờ thấy một loại rơi đỏ phát ra thanh âm nhỏ có tác dụng phản lực. Phí Hạc Thiên vốn là tôn giả tiên thiên nên có thể nghe được loại sóng âm này, từ đó kích thích lòng hiếu kỳ của lão, qua một năm nghiên cứu thì hiểu được sự kỳ diệu của loài rơi đỏ này, mỗi khi tổ sư vận khởi khinh công dùng để túng thuật bay lên thì thấy miệng của loài rơi đỏ khẽ động, sau đó dường như biết trước nơi tổ sư sẽ đến để tránh ra. Thân thủ nhạy cảm như vậy thật là làm cho người ta phải tắc lưỡi khen ngợi, dĩ nhiên thanh âm mà loài rơi đỏ phát ra cực nhỏ, tổ sư đoán nó là một loại khí vô hình bắn ra trên người đối phương từ đó bắn ngược trở về để lỗ tai nghe thấy tránh được nguy hiểm. Lúc ấy Diệp Phàm nghe lão phí giảng thuật suýt nữa thì cười ra tiếng, sau đó thì cảm thán sự lợi hại của tổ sư. Vào thời cổ đại mà có thể bắt chước loài rơi phát ra sóng siêu âm. Thật ra thì tai người không nghe được sóng siêu âm. Tổ sư phí Hạc Thiên có thể nghe được chắc là vì tu vi của lão đã đột phá nội kình tiên thiên lỗ tai khác hẳn với người thường. Diệp Phàm cũng từng bắt mấy con rơi thử qua thì thấy dù mình đạt tới thân thủ thất đoạn cũng không nghe được sóng siêu âm của nó. Thuật bức nhĩ thông mà tổ sư sáng tạo ra, nếu công lực đạt tới bát đoạn có thể dùng nội kình ép vào khóe miệng rồi phát ra sóng siêu âm như loài rơi để dò xét mục tiêu. Theo lời của lão phí thì năm đó tổ sư dùng nội kình phát ra sóng âm có thể dò xét trong vòng mấy dặm. Thủ đoạn này có thể so sánh với radar thời hiện đại, vô cùng kỳ diệu. Gần đây Diệp Phàm vào lúc rảnh rỗi đã khổ tu thuật ưng nhãn và bức nhĩ thông, tựa hồ đã có thể phát ra sóng âm yếu ớt. Tuy nhiên vì cảnh giới không đủ nên tác dụng chưa lớn, nói khó nghe một chút thì trong đầu mới chỉ hơi có cảm giác, còn chưa nhìn thấy hay nghe thấy cái gì rõ ràng. Tuy nhiên vào lúc quan trọng này thì hắn cũng đành liều mạng ra thuật bức nhĩ thông để nghe ngóng. Lần này thì cũng có hiệu quả, phát hiện ra nơi bố trí súng gây mê nơi vách tường. Nó thiết kế được vô cùng tinh xảo khi không sử dụng thì hòa vào vách tường. Vào lúc sử dụng thì không biết có cơ cấu gì mà tự động kéo vách ngăn ra để lộ nòng súng, hơn nữa có thể tùy ý khống chế góc độ cao thấp. Súng gây mê bắn mấy phát thì dừng lại. Diệp Phàm tập trung quan sát thì thấy nó cách mình chừng 45 mét trên cao. Dưới cơn nóng giận, hắn thuận chân nhắm ngay chiếc bàn trước ghế sofa đạp một cái làm nó vỡ tan. Sau đó Diệp Phàm cầm một chiếc chân bàn gãy nhắm chuẩn ngay vị trí bố trí súng bắn thuốc mê phi tới. Báo cáo, thân thủ của phạm nhân bất phàm, súng đặc chế số 1 đã bị đánh hỏng không thể sử dụng. Một thanh niên đẹp trai báo cáo lên phó cục trưởng, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Biểu hiện của Diệp Phàm thật sự đã làm gã giật mình, thậm chí có thể nói là bội phục. Nếu không phải Diệp Phàm bị tình nghi là gián điệp thì gã đã sớm chạy đi xin chữ ký rồi. Hừ, báo cho Lâm Trác, khởi động súng số 2, số 3, số 4 bắn hết cho tôi. Mẹ kiếp! Phó cục trưởng quyền cao chức trọng cũng bị ép cho phát cuồng lên khiến cho người thanh niên bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ, kỳ lạ. Cục trưởng Hồ sao cũng như một tên du côn vậy. Không lâu sau, Diệp Phàm phát hiện ra 3 viên đạn thuốc mê từ 3 phương khác nhau nhằm mình bắn tới. Hắn nhất thời có chút chật vật, tránh trái tránh phải, hơn nữa một ngày rưỡi không ăn uống gì cả nên thể lực cũng đã giảm sút, trải qua một lát thì sắp không gượng được. Dù sao đối với một người thì nếu như không ăn uống chỉ điều tức tính tọa thì còn bảo trì được một thời gian, còn vận động với cường độ cao như vậy thì hao phí nội kình rất lớn. Người bình thường chỉ cần mấy phút đồng hồ đã không thể chịu được.
mà đạn thuốc mê vẫn không ngừng bắn tới. Diệp Phàm đã sớm thở như trâu, mồ hôi toát đầy trên mặt, cảm thấy trái tim đập nghe thình thình, như tiếng trống.